Đệ nhất danh sách chương 267, kỹ năng nhiều, trong tưởng tượng của Lý Thanh Chính, lúc họ tới trận địa 313 nhất định sẽ có binh sĩ hoan nghênh, thậm chí còn chủ động bưng cơm rót nước, chung quy dọc theo đường đi họ đều được hưởng đãi ngộ như thế, có điều khi nhâm tiểu túc dẫn tư quân tới nơi, hắn phát hiện dường như quân trong doanh không nhiệt tình với họ chút nào. Thái độ tương phản hoàn toàn so với những người trong căn cứ, họ nhìn binh sĩ trên xe vận binh rất lạnh lùng. Khi tư quân tới chỗ trú quân, chẳng ai đón tiếp họ cả, Lý Thanh Chính đứng tại cửa quân doanh vò đầu, đây là sao, sao chẳng ai đón chúng ta hết vậy, nhâm tiểu túc vui cười hớn hở, ai cũng có thể hoan nghênh chúng ta, duy chỉ có người ở trận địa 313 thì không, giống như lời Trần Vô Địch nói, ngay cả ngươi cũng đoán được chúng ta ra chiến trường làm bia ngắm thì nhất chủ quan của trận địa 313 cũng nghĩ tới, Lý Thanh Chính hiểu rõ, người ở căn cứ hoan nghênh họ vì nghĩ tương lai họ rộng mở. Còn người ở trận địa 313 không chào đón vì họ biết anh hùng doanh tới đây thì trọng binh của Khánh Chẩn cũng tới theo, nghĩ tới tương lai phải đánh trận kịch liệt. Binh sĩ ở trận địa 313 có tâm tình tốt mới là lạ, bất quá nhâm tiểu túc không quan tâm những điều này. Hắn trực tiếp tới trạm canh gác làm thủ tục nhập doanh rồi tùy tiện dẫn 504 tư quân đi vào, lúc này, một quan quân cả nhâm tiểu túc lại. Hắn nhìn binh sĩ sau lưng nhâm tiểu túc, chỉ thấy từng người đi đứng siêu vẹo, đứng như dựa cột. Gián vẻ này có thể đánh trận được sao, Tuy đám nhâm tiểu túc đã đoàn diệt đội đặc chủng của Khánh Thị nhưng bản chất lưu dân đã ăn vào máu họ thì không thay đổi được. Không riêng việc đi đứng siêu vẹo, ngay cả quân trang cũng chẳng chỉnh tề, nguyên bản trong lòng quan quân 313 còn nghĩ, tới thì tới thôi. Dù sao cũng là một chi đội tinh nhuệ, nhưng hiện tại xem ra, cái gọi là anh hùng doanh chỉ là chó ngáp phải rùi mà thôi. Sĩ quan cao mày nói với nhâm tiểu túc, ngươi chính là nhâm tiểu túc, từ, là ta, nhâm tiểu túc cười nói, ngươi dụng binh thế nào vậy? âm thanh quan quân lạnh lùng vang lên, từng người trong đội đi đứng không chỉnh tề, bình thường các ngươi có chăm chỉ luyện tập không? Ngươi là ai? Nhâm tiểu túc không vui nói, có phải ngươi xem thường người của anh hùng doanh không? Đối phương nghẹn họng, có điều quan quân này chỉ dừng lại một chút rồi nói, ta là chủ quan mã khải của trận địa 313, quân hàm đại tá. Trận địa 313 này được tạo dựng ngay dưới sự chứng kiến của ta, phòng sự nơi này được ta nắm trong lòng bàn tay, nhâm tiểu túc cầm chặt ta đối phương nói, khổ cực rồi, Tập đoàn cần người làm việc khiến họ an tâm như ngươi, Mã Khải, chấm hỏi, Mã Khải nói vậy khiến Nhâm Tiểu Túc hiểu rõ trận địa 313 này thuộc quyền định đoạt của hắn, coi như anh hùng danh chó má gì đó cũng phải nghe lời Mã Khải, kết quả Nhâm Tiểu Túc lại bắt tay ăn ủi coi như xong. Mã Khải đen mặt nói, đừng giả bộ hồ đồ, ta không biết các người có thể đoàn diệt đội đặc chủng thánh thị thế nào, nhưng trong mắt ta các ngươi chỉ là một mớ cứt chó, bị phía trên phái tới liên lụy chúng ta, hy vọng các người tự biết thân biết phận đừng không biết trời cao đất dày mà nghĩ mình thật sự là anh hùng. Trương Phó Quang, ngươi dẫn họ tới nơi nào đó đi, không có gì thì đừng trường mặt ra làm phiền chúng ta, một đám tư quân chẳng ai dám nói nhảm câu nào, mọi người một đường phong quang, kết quả vừa tới nơi đã bị đánh tới hiện nguyên hình, ngược lại nhâm tiểu túc chẳng thèm nhiều lời. Hắn ngoan ngoãn đi theo Trương Phó Quang tới hướng Bắc, vừa đi vừa quan sát địa hình xung quanh, trận địa 313 được gọi chung là trận địa phòng ngự, là điểm chống đỡ đầu tuyến núi Song Long. Nơi xa nhất ở chiến trường phương Bắc, cách quân đội khánh thị gần nhất, diện tích nơi này chiếm hơn 1.000 mẫu, kéo dài suốt lòng núi song long. Hiện giờ chiến trong không phải việc tử thủ một phương là xong. Hiện tại phải có người ở lì tử thủ cao điểm, từng giây từng phút chịu trận, nhưng nếu hiện tại có người nghĩ hỏa lực ở trận địa phòng ngự này không có gì thì sau 10 phần, có đôi. Khi, dân trong hàng rào uống rượu nói chuyện phiếm thường treo trên miệng mấy chuyện về chiến tranh, nhưng chỉ có nhân tài đánh giặc mới thật sự biết muốn đạn đạo bắn chuẩn thì phải dùng nhân mạng không ngừng thử nghiệm tìm cơ hội chính xác nhất hơn nữa trận phòng ngự quan trọng ở chỗ trên mặt đất có xe tải chiến thuật phòng không xung quanh thứ đồ chơi này dùng để chặn những đạn đạo có tốc độ siêu âm rất tốt tỉ như lựu đạn đạn pháo cối đạn hỏa tiễn chẳng hạn những thứ đạn này không chỉ dễ bắn mà còn có hỏa lực cực mạnh nhân loại cũng không chỉ nghiên cứu thủ đoạn công kích hôm nay hỏa lực ngang nhau hệ thống phòng ngự của ai càng mạnh thì người đó chiếm giữ càng nhiều ưu thế hơn khánh thị là sao có thể dùng hỏa lực cày nát một vùng lớn thế này đạn bắn kia đều là tiền đạo chiến tranh là vì cướp đoạt lợi ích nếu đánh tới cuối cùng tuy thắng nhưng lại tiêu phí quá nhiều tài nguyên thì chưa chắc là thắng thật nhâm tiểu túc vừa đi vừa nhìn mấy chiếc xe tải quân giới cỡ trung kỳ quái kia chúng đỡ phía sau từng tòa công sự nhâm tiểu túc không biết những thứ đó là dùng làm gì chung quy lúc trước hắn chỉ phục chế kỹ năng của Dương Tiểu Cận chứ không phục chế được tri thức, hiện giờ đồ phổ nằm trong tay hắn cũng chỉ vô dụng mà thôi, nhâm Tiểu Túc đang lo lắng có nên dùng với đại tá Mã Khải kia không, học một chút bản lĩnh vượt qua thử thách chiến tranh, nghĩ tới đây, nhâm Tiểu Túc thầm nói trong đầu, sử dụng đồ phổ học tập kỹ năng. Âm, thanh cung điện vang lên, học tập ngẫu nhiên kỹ năng của mục tiêu. Ngẫu nhiên rút được kỹ năng chơi đoán số cấp thấp của đối phương, có học không? Nhâm, tiểu túc không khỏi choáng váng, chơi đoán số mà cũng là kỹ năng năm đầu sau sáu sau nhâm tiểu túc có phần đau lòng quân quy của lý thị không nghiêm chút nào quan quân còn luyện được kỹ năng chơi đoán số bộ không ai quản hắn à hơn nữa kỹ năng chơi đoán số chưa tính lại còn là cấp thấp sau này đem ra xài cũng chẳng thể ép người khác uống rượu tới chết bất quá nhâm tiểu túc biết tỷ lệ rút ra kỹ năng của đồ phổ tương đối thấp lúc trước hắn rút kỹ năng của lạc hình vũ hẳn đã dùng hết vận khí rồi vì thế lần này không thể học được kỹ năng hữu dụng nữa, nhâm tiểu túc nghĩ vậy cũng không quá uể oải nữa, lúc này nhâm tiểu túc hỏi cung điện, kỹ, năng chỉ huy của Mã Khải có đẳng cấp gì? Đã học kỹ năng mục tiêu, kỹ năng chỉ huy chiến tranh lục quân cao cấp. Cung điện đáp nhâm tiểu túc có phần ngoài ý muốn, lại còn là kỹ năng cao cấp, khó trách Mã Khải được làm chủ quan của trận địa 313, cuối cùng nhâm tiểu túc cũng học kỹ năng chơi đoán số ngu mới không học, kỹ năng nhiều ác có chỗ hữu dụng, ngay cả nhảy dây hắn còn học thì ngại gì cái kỹ năng chơi đoán số cấp thấp. Nhiệt tình học tập là chuyện tốt, trận địa 313 rất lớn, nếu chưa quen e rằng có thể bị lạc, nhâm tiểu túc nói với trương phó quan đang dẫn đường phía trước, này, có thể cho chúng ta một cái bản đồ về vị trí phòng ngự được không, trương phó quan quay đầu nhìn nhâm tiểu túc, trưởng quan đã chọn vị trí tác chiến cho các ngươi xong, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt khối trận địa đó là được binh sĩ trên chiến trường đều phải nghe theo mệnh lệnh, không cần suy nghĩ nhiều làm gì, nhâm tiểu túc biểu môi, xem như chưa nói gì, kỳ thật việc này cũng không quan trọng, dù sao đường chu đã báo cho Khánh chẩn biết hắn tới trận địa 313, hiện tại Khánh thị đánh ai cũng không đánh hắn, sở dĩ nhâm tiểu túc hỏi như vậy chỉ là tùy tiện xem thử hắn có thể tiện tay lấy bản đồ đưa cho đường chu không, không được cũng. Chẳng sao, vào lúc này, nhâm tiểu túc chợt phát hiện Trần Vô Địch có phần trầm mặt, sao thế, Trần Vô Địch nói, sư phụ, ta nghe thấy trong quân doanh có rất nhiều người muốn chúng ta đi chịu chết, hả, tạ à, nhâm tiểu túc như bừng tỉnh, không cần lo, họ chết hết chúng ta vẫn không sao, hiện giờ Trần Vô Địch có năng lực thuận phong nghĩ, nhâm tiểu túc từng thử qua, dù hắn đứng cách xa Trần Vô Địch một km rồi nhỏ giọng nói chuyện thì Trần Vô Địch vẫn nghe được, thế nhưng điều này mang tới tác dụng phụ cho, Trần Vô Địch, vì hắn sẽ nghe được cái tác của thế giới này, cổ nhân chú ý thận độc, tục ngữ bảo phải chú ý hàm dưỡng của mình đừng lén lút có lẽ đại đa số đều không làm được mọi người đã quen nói bậy về chuyện đời tư của người khác tự xem mình là trong sạch thanh khiết họ không nói thẳng nhưng sẽ lén lút nói sau lưng hiện tại trần vô địch chính là nghe được những điều này nếu nhâm tiểu túc có năng lực này đương nhiên nó sẽ không trở thành gánh nặng cho hắn chung quy bản thân nhâm tiểu túc cũng chẳng sạch sẽ gì chỉ là trần vô địch thì khác nhâm tiểu túc hỏi trần vô địch có thể không nghe được không không được trần vô địch lắc đầu họ nói người nơi này chọn cho chúng ta trận địa nguy hiểm nhất chỉ cần binh sĩ khánh chẩn đánh tới, người chết đầu tiên chính là chúng ta." Họ còn nói gì nữa?" Nhâm Tiểu Túc hỏi. "Họ còn nói, chúng ta có chết cũng đáng, tránh liên lụy họ, Trần Vô Địch sa sút, cơ mà chúng ta cũng đâu muốn tới đây, chúng ta đâu có đắc tội gì với họ." Từ Nhâm Tiểu Túc nói, "Là họ sai, sư phụ, người nói xem, vì sao chúng ta phải tới Tây Thiên lấy kinh?" Trần Vô Địch hỏi, Nhâm Tiểu Túc im lặng một lúc lại nói, "Để được sống tốt hơn." Trần Vô Địch có chút sửng sốt, "Sư phụ, ta đang nói nghiêm túc, chẳng lẽ không phải vì phổ độ chúng sinh, nhâm tiểu túc kiên nhẫn khuyên giải, ngươi phải độ mình trước thì mới có năng lực độ người khác, đây chẳng phải thành ngữ gì, chỉ là suy bụng ta ra bụng người mà thôi, trần vô địch ôm đầu ngắt lời, sư phụ, người ngừng một chút, để ta từ từ, nuốt trôi, vào đêm nhâm tiểu túc tới trận địa 313, La Lam đã bí mật tới hàng rào 88 của Dương Thị, hơn nữa, lần này La Lam điệu thấp, chỉ dẫn theo hai lính cần vụ cao tầng Dương Thị bí mật gặp gỡ La Lam nhưng ngoại giới không ai biết điều này, càng không biết hắn nói gì với Dương Thị, rạng sáng, đội thiết giáp và hai đội bộ binh của Dương Thị tiến quân thần tốc về hướng Nam, dự đoán chỉ hai ngày là tới đầu tuyến Thắng Sơn của Lý Thị, họ chủ động mở màn chiến tranh, Dương Thị xuất động ở đầu tuyến Bình Sơn, chính diện có đội thiết giáp, hai bên có đội binh sư tới gần phương Bắc Thắng Sơn, ý đồ dùng hỏa lực kiềm chế. Chỉ cần đánh xuyên qua thì phòng tuyến phía Tây của Lý Thị không còn nơi nào hiểm yếu nữa, bên Khánh Thị cũng như thế. Sau đêm đó thì một đội cơ giới bỗng nhiên đi về phía nam, đội cơ giới thật dài đi trong đường núi uống lượng. Ban đêm, đèn xe như từng bó đuốc, mấy chi công binh nhanh chóng sửa cầu trải đường, nhanh tới mức khiến người ta khó tin mà đội đặc chủng cũng sớm gia nhập điều tra tình hình chiến trường. Nguyên bản quân đội Lý Thị vẫn đang tiến hành tu chỉnh ngắn ngủi trong căn cứ, nhưng tối qua toàn bộ đã tới tiền tuyến, 13 trận địa phòng ngự ở núi Thanh Thắng được thắp sáng đèn. Đèn pha to lớn chiếu sáng nơi trú quân, trong quân doanh là tiếng trống giận của quan quân, từng chiếc xe tải chứa quân dụng thay phiên tiến vào, binh sĩ nhảy ra khỏi thùng xe, không ngừng tới mục tiêu được chỉ định của họ, nhâm tiểu túc ngồi trên một ngọn núi nhìn về phía sau, họ ở trận địa xa nhất phương Bắc của 313, theo như Trần Vô Địch nghe được thì là thế, vị mã khải kia điều họ tới đây là để tìm chết, họ chỉ có bốn khẩu súng máy, ngay cả một cái hỏa tiễn cũng chẳng có, pháo cối thì không cần phải bàn. Nếu thủ được cái trận địa này thì đúng là kỳ tích cho nên khi binh sĩ của trận địa 313 thấy đám nhâm tiểu túc thì chẳng khác nào như thấy người chết, không ai cảm thấy họ có thể sống cả. Lúc này Trần Vô Địch đang ở bên cạnh nhâm tiểu túc, nhâm tiểu túc nói, ngươi nghe được gì dị thường thì nói ta biết, dù sao ta cũng phải đề phòng khánh chẩn lật lọng. Từ Trần Vô Địch dùng sức cực đầu, nhâm tiểu túc ngồi ở chỗ khá cao, quay đầu lại có thể thấy thấp thoáng phía xa tầm 2 km, trong doanh đại, binh sĩ không ngừng lui tới, có người cần gật phát quan màu đỏ liên tục chỉ dẫn cho xe tải bộ chỉ huy phía sau người người ra vào tấp nập, bất quá nhâm tiểu túc chợt phát hiện có điều cổ quái. Bên trong nơi trú quân có ba doanh trước to lớn nhưng an tĩnh, bất kỳ doanh trướng nào cũng có người ra vào nhưng ba doanh trướng này thì không, thậm chí còn chẳng có binh sĩ nào tới gần. Tình huống này là sao? Đây là khu vực cơ mật của Lý Thị, lúc này, Lý Thanh Chính ôm súng trường đi tới, tiểu túc, ta có chút sợ, đừng sợ, không có gì phải sợ cả, nhâm tiểu túc cười nói, cùng lắm thì khi Khánh Thị đánh tới ta sẽ bỏ chạy ngươi nói nhẹ quá nhỉ đâu phải muốn chạy là được lý thanh chính sợ tới ván đầu hắn ngồi bên cạnh nhâm tiểu túc nhỏ giọng nói vừa rồi có một đội lính trinh sát đi qua trận địa của chúng ta ta nghe họ nói dường như binh sĩ khánh thị đang hướng tới đây muốn tìm chúng ta báo thù nhâm tiểu túc nhíu mày chẳng lẽ kế hoạch có biến nhâm tiểu túc quay đầu nhìn nơi trú quân sau lưng mình đột nhiên hắn thấp thoáng cảm thấy trong doanh trướng có rất nhiều người cũng vô ý nhìn về hướng bọn họ chiến tranh hết sức căng thẳng trong doanh địa này tất cả mọi người đều oán hận anh hùng doanh, ngay cả binh sĩ vừa tới 313 nghe tới anh hùng doanh cũng biến sắc, tất cả mọi người đều cảm thấy Khánh Thị sẽ khai đao với họ, trong chiến tranh chẳng ai có thể nắm chắc thắng thua cả, thế nhưng ai cũng cảm thấy anh hùng doanh nhất định sẽ chết sạch, nhâm tiểu túc điều lý thanh chính và trần vô địch đi thăm dò. Binh sĩ Khánh Thị gần tới đây sẽ dựng công sự phòng ngự đơn giản chứ không lập tức tấn công trước khi tấn công phải xây dựng một trận địa phòng ngự. Trung quy binh sĩ bị thương của họ cũng cần nơi trị thương và nghỉ ngơi, nhâm tiểu túc một mặt quan sát ba lều vải khả nghi kia, thậm chí còn bảo Lý Thanh Chính lấy kính viễn vọng ra cho hắn, thứ đồ chơi này có được trong đống trang bị vừa được đưa tới. Nhâm tiểu túc cảm thấy dùng thứ này rất tốt, chung quy thính lực và thị lực của siêu phàm giả cũng không được cải biến gì nhiều. Sự thay đổi thị lực chủ yếu là nhìn ảnh động chứ không phải khoảng cách, đoán chừng vị tướng lãnh trao quân hàm cho nhâm tiểu túc không ngờ nhâm tiểu túc không dùng kính viễn vọng để quan sát khánh thị mà lại đi quan sát lý thị đột nhiên nhâm tiểu túc thấy một đoàn người rời khỏi lều vải những người này rất ít khi xuất hiện họ mặc quân trang của binh sĩ bình thường cũng ít nói chuyện với những người khác có điều nhâm tiểu túc lại kinh ngạc phát hiện người quen trong đội ngũ này trong đội ngũ có lâm tê chiến binh nano từng tới trạm gác của nhâm tiểu túc tuần tra chẳng lẽ trên ba cái lều này đều là người của thần cơ doanh lúc trước nhâm tiểu túc còn có chút tiếc nuối hiện tại thiết giáp của hắn chỉ còn thiếu phần chân nữa thôi. Kết quả đi mòn gót giày tìm không ra, bây giờ họ lại tự dân tới cửa, nhâm tiểu túc nhìn thoáng qua xung quanh, hắn phát hiện không ai chú ý tới mình thì một mình đi lên núi. Binh sĩ của trận địa 313 tránh họ như tránh ôn thần, như thế cũng dễ cho nhâm tiểu túc ra ngoài làm việc, nhâm tiểu túc vừa đi về phía tây chừng 1 km, bỗng nhiên có người đứng phía sau cây đại thụ thấp giọng nói, đánh lạc ma tới từ phương bắc, nhâm tiểu túc đáp, đánh người câm tới từ phương nam. Ra đi, nhâm tiểu túc vừa dứt lời, đường chu đã chui khỏi gốc cây, chỉ nghe đường chu hỏi, trận địa 313 thế nào rồi? Bây giờ ta chỉ có thể hành động một mình, gần đây có lính trinh sát tuần tra, nếu đi nhiều người sẽ bị phát hiện. Từ, nhâm tiểu túc nói, các người chuẩn bị đánh trận địa 313 à, đường chu thẳng thắng thành thẩn nói, kỳ thật nhìn chúng ta khí thế hung hãn vậy thôi chứ đang hấp dẫn lực chú ý của binh sĩ đầu tuyến Song Long và Phượng Nghi, không tính tổn thất quá nhiều binh sĩ tại đây, nhâm tiểu túc nhíu mày, Xem ra Lý Thị và Khánh Thị sẽ dằn con một hồi ở chỗ này, đánh thì có đánh đấy nhưng không có quy mô lớn, bất quá hấp dẫn sự chú ý của binh chủ lực Lý Thị là sao? Hắn không hiểu a, à. nhất định Khánh Chẩn còn có kế hoạch khác, Đường Chu nói tiếp, chúng ta ở Lăng Thần sẽ khởi xướng tiến công với trận địa 319 và 313, chỉ khi đánh hung tợn mới khiến binh chủ lực của Lý Thị tới. Đương nhiên, đối với trận địa 313 chúng ta chỉ đánh cho có thôi, chúng ta sẽ điều một tí dư nghiệp dòng chính của Khánh Thị tới, họ không có trang bị gì tốt cả, chẳng uy hiếp được các ngươi đâu, đường chu nói thế là muốn nhâm tiểu túc không băng khoăn nữa. Chung quy mọi người vẫn muốn tiếp tục hợp tác, vào lúc này, đường chu thấy nhâm tiểu túc nghiêm túc nói, đánh 313 không cần lo cho ta, cứ đánh cho đã tay đi, ta sẽ vẽ cho ngươi một bản đồ đơn giản. Các người thả một đường cho anh hùng danh chúng ta là được, bản đồ bố phòng thật sự rất quan trọng, không có thứ này khánh thị sẽ chẳng biết bố trí hỏa lực đối phí 313 thế nào nói không chừng còn phải trả giá nhiều mạng người, có điều đường chu không khỏi khó hiểu, sao đột nhiên nhâm tiểu túc nổi điên thế này, còn chủ động khiêu chiến nữa chứ, thành công không, Mã Khải ở trong bộ chỉ huy xoa mi tâm hỏi, một tham mưu tác chiến nói, chúng ta từng cố gắng phá hủy con đường họ vừa xây nhưng chưa kịp tới gần đã bị phát hiện, gián điệp trong nội bộ khánh thị đã bị thanh tẩy triệt để, bây giờ chúng ta chỉ có thể thủ vững trận địa, không còn biện pháp gì tốt hơn, lính trinh sát truyền tin về, khánh thị đã tách ra hai đường, tách ra hai đường, Mã Khải hỏi, đi nơi nào? Một bên là hướng tới 313, một bên hướng tới 319, tham mưu tác chiến nói, nhưng chúng ta không cách nào xác định binh lực của họ được phân phối thế nào, trận địa 313 và 319 đều là trận địa phòng ngự trọng điểm, có quan hệ hỗ trợ nhau, chỉ cần hai trận địa phòng ngự này vẫn còn, chiến tuyến tất sẽ ổn định, cho nên Khánh Thị muốn đột phá phòng tuyến song Long căn bản phải vượt qua hai trận địa này, tham mưu tác chiến nói, nhược điểm duy nhất của Khánh Chẩn là mang thù, lại cực kỳ xem trọng sĩ khí quân đội, phía trên cũng vì điểm này mà điều anh hùng doanh chó má tới đây, cho nên ta cảm thấy, khả năng cao binh chủ lực sẽ tới hàng rào 313 chúng ta, không, đại tá mã khả lắc đầu, điểm này ngươi sai rồi, ta đã nghiên cứu về cách bày binh của Khánh Chẩn, trên chiến trường, sách lược dụng binh của hắn biến hóa không lường, khiến người khác không rõ thực hư, thế nhưng hắn chưa bao giờ mạo hiểm, cũng chẳng liều lĩnh tham công, mấy năm trước, Khánh Chẩn vừa ra đời đã đánh một trận với hỏa chủng tại Phục Sơn, rõ ràng hắn có thể thừa thắng xông lên nhưng lại chợt lùi lại một thiếu niên hai mươi có thể làm được chuyện này cần trí tuệ và quyết đoán rất lớn sự thật cũng chứng minh khi đó hỏa chủng có hậu chiêu vậy mà đối mặt với sự lui binh của khánh thị thì trở nên vô dụng thế nhân đều cảm thấy khánh chẩn là người hay thay đổi quỷ kế đa đoan dụng binh yêu thích kiếm tẩu thiên phong nhưng mã khải cảm thấy khánh chẩn chỉ đang giả vờ mà thôi tham mưu sửng sốt một chút ý của ngài là ta cảm thấy rất có thể họ sẽ giả bộ chủ công 313 nhưng thật chất binh chủ lực lại hướng về 319, Mã Khải phân tích, Khánh Chẩn không phải người bị che mắt bởi thù hận, hơn nữa, chỉ tổn thất một chi binh đặc chủng mà thôi, căn bản không phải cừu hận gì thâm hậu, tham mưu nói, quả nhiên đại tá Mã Khả nắm rõ cách dụng binh, ta đồng ý với quan điểm này của ngài, Mã khải nói, thông báo với quân phía dưới mau chóng chuẩn bị, một khi phát hiện Khánh Thị chỉ đánh nghi binh với trận địa 313 chúng ta chúng ta phải làm tốt công tác hỗ trợ 319 bất kỳ lúc nào, tham mưu tác chiến gật đầu, ngược thì sao, bỗng nhiên Mã Khải nói, để anh hùng Doanh chó má gì đó thủ trận địa, nếu Khánh Thị đánh nghi binh, những chi đội khác không cần giúp, tham mưu tác chiến nghe tới đây liền hiểu, Mã Khải muốn vứt bỏ anh hùng doanh, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, liên tiếp vài tiếng nổ rền vang, mặt đất phản phất như bắt đầu rung chuyển, tất cả mọi người trong bộ chỉ huy ngây ngẩn cả người, đây là tiếng súng, ngay sau đó, âm thanh vang lên trong bầu trời đêm, Chiến trường bạo phát trong nháy mắt, thế này là sao, sao bỗng nhiên Khánh Thị lại phát động công kích? Điên, rồi à, bỗng nhiên có một tên lính chạy từ ngoài vào hô, binh chủ lực Khánh Thị đã tiếp cận trận địa 313, họ đang tấn công xe chặn đạn đạo phòng không của chúng ta, dường như họ đã có bản đồ bố phòng nên tập trung hỏa lực đánh vừa điểm bố trí quan trọng, sắc mặt Mã Khải trầm như nước, tới quá nhanh rồi, lúc này Mã Khải chỉ nghĩ tới một vấn đề, vì sao Khánh Thị có được bản đồ bố phòng của trận địa 313? bản đồ bố phòng là gì là một cách bố trí phòng ngự của trận địa đôi khi địch nhân tiến công chỉ vì một điểm đột phá mà bỏ công tận mấy ngày có hỏa lực cũng chẳng biết đánh vào đâu muốn đánh hết lại không được dưới tình huống bình thường tướng lãnh tương đối lý trí sẽ dùng mấy tên pháo hôi dò xét thật hư để biết nên dùng hỏa lực vào điểm nào mà lãng phí vài mạng người mà bây giờ khánh thị như biết chân tướng ngay từ đầu hơn nữa họ gần như biết bố trí tên lửa đạn đạo xung quanh trận địa tên lửa đạn đạo rất đắt tiền nên chỉ được bố trí ở những nơi quan trọng để tránh những nơi quan trọng đó bị thất thủ quá nhanh nhưng khánh chẩn vừa tới lại dùng một pháo cối không đáng tiền tiêu diệt hết những nơi lắp tên lửa đạn đạo của họ nếu mã khả biết bản đồ bố phòng của mình bị lộ chắc chắn sẽ bố trí việc bảo vệ tên lửa tốt hơn thế nhưng hắn không biết a à, họ đâu biết được doanh trưởng của anh hùng doanh chính là gián điệp đáng giá nhất của khánh thị lúc này Bản đồ bố phòng cũng là Nhâm Tiểu Túc đưa ra ngoài, chỉ một vòng pháo cối mà thiếu chút nữa diệt sạch tên lửa của trận địa 313, không thể không nói, chiêu này của Nhâm Tiểu Túc quá ác rồi, bản đồ bố phòng rất quan trọng, nguyên bản Khánh Chẩn có ý định tấn công trận địa 319 trước, kết quả bây giờ có bản đồ bố phòng 313 nên hắn lập tức thay đổi sách lược, nếu Khánh Chẩn không có bản đồ bố phòng, số lượng pháo cối nãy giờ dùng chẳng khác nào lãng phí, có điều Khánh Chẩn có bản đồ thì có thể đã kích tinh thần lý thị từ xa khiến binh sĩ phòng không xung quanh sức đầu mẻ tráng. Những năm nay, tuy quân đội Lý Thị phát triển khá tốt, nhân tài cũng không tệ nhưng cơ bản chưa từng trải qua chiến tranh có quy mô lớn. Dù là người hiểu rõ về chiến tranh như Mã Khả cũng chỉ là người mới, một người có tri thức lý luận đầy đủ, muốn có kiến thức thực tiễn cũng cần một ít thời gian, đồng thời tích lũy thêm kinh nghiệm, đáng tiếc người họ phải đối mặt là Khánh Chẩn. Khánh Chẩn không tính để họ có thời gian phát triển, lúc này, nhâm tiểu túc dẫn theo anh dùng doanh tiếng tới trận địa vị trí của họ ở trên đỉnh núi nhỏ, trên núi là lô cốt cùng công sự phòng ngự to lớn, mà trước mắt, dốc núi có độ nghiêng chừng 43 độ, nhâm tiểu túc ghé vào công sự phòng ngự mà nhìn xuống. Binh sĩ anh hùng doanh từng người ôm súng không ngừng run rẩy. Lý Thanh Chính nghe tiếng pháo cối từ xa thì run run hỏi, doanh trưởng, Lý Thị không đưa chúng ta pháo cối, chúng ta có thể không cầm cự được đâu, sợ cái gì, nhâm tiểu túc nói, bây giờ cũng có đánh đâu, lúc này, dưới núi xuất hiện bóng binh sĩ Thánh Thị lờ mờ tiến tới. Nhâm Tiểu Túc đánh giá nhân số đối phương, e rằng có hơn ngàn người, hẳn là một binh đoàn bộ binh a. "Đánh không?" Lý Thanh Chính hỏi. "Đánh chứ, đương nhiên đánh, chúng ta nắm giữ ưu thế địa hình, mắc mớ gì không đánh?" Nhâm Tiểu Túc nói tiếp, "Để họ tới gần chút nữa, gần chút nữa thì đủ cự ly để ném lựu đạn đó." Lý Thanh Chính nóng nảy, "Đừng sợ, hết thảy đều nằm trong sự kiểm soát của ta." Nhâm Tiểu Túc nói, sau một khắc, đoàn bộ binh khánh thị đã tới giữa sườn núi, bỗng nhiên Nhâm Tiểu Túc trống to, nổ súng trong lô cốt bốn cây súng máy hạng nặng bắn ra tia lửa từng viên đạn súng máy văng tung tóe trên sườn núi đạn mà bắn trúng tay thì cánh tay chắc chắn gãy binh sĩ khánh thị muốn xông lên nhưng không được họ muốn nổ súng xả kích nhưng đám nhâm tiểu túc có ưu thế về công sự phòng ngự dưới tình huống bình thường cách giải quyết vấn đề này thường là xông tới chờ khoảng cách đủ có thể dùng laser xác định vị trí rồi oanh kích bằng pháo cối binh lính lý thị ra sức xông lên một binh sĩ cầm đèn laser soi có điều hắn soi nửa ngày cũng không được hỏa lực yểm trợ từ viện binh phía sau đoàn trưởng thấy thế nhất thời mất hết can đảm khánh chẩn hại ta rồi kỳ thật hắn biết rõ hắn là người thuộc dòng chính của khánh duẩn gần đây còn không phối hợp với kế hoạch tác chiến của khánh chẩn tất nhiên khánh chẩn muốn trừ hắn đi cho thoải mái hắn không ngờ khánh chẩn âm hiểm như thế dùng thắng bại chiến trường mà sa hố hắn trước mặt nếu không đánh được trận địa này lỡ ảnh hưởng thế cục toàn bộ thì sao có điều đoàn trưởng không biết căn bản khánh chẩn không tính đánh trận địa này vì khánh chẩn có giao dịch với nhâm tiểu túc đoàn trưởng chúng ta là sao đây một binh lính vừa chống đỡ hỏa lực vừa trống to dùng đạn hỏa tiễn đoàn trưởng gào thét khoanh một tiếng binh sĩ vác hỏa tiễn bị bắn ra xa đạn hỏa tiễn chưa bắn ra khỏi nòng. đoàn trưởng làm sao bây giờ xông lên đoàn trưởng cắn răng nói xông lên dùng lựu đạn tấn công chỉ còn con đường này thôi hẳn binh sĩ coi giữ danh địa này không nhiều lắm chúng ta vẫn còn hy vọng biện pháp ngốc nghếch để đột phá là ném lựu đạn. Khi binh sĩ đi tới cự ly phù hợp sẽ dùng lựu đạn oanh tạc trận địa. Thời điểm này, người trong trận địa cũng không gánh được cho nên lúc này, điểm quan trọng ở chỗ binh sĩ có thể ném lựu đạn xa bao nhiêu. Ai ném lựu đạn chuẩn thì có thịt ăn, ngược lại thì tự hại mình rồi. Đương nhiên, về sau khi hỏa lực trở nên tiên tiến hơn, biện pháp này dần bị loại bỏ. Trừ phi là tình huống cực đoan, bằng không binh sĩ sẽ không chọn cách này, lựu đạn có khoảng cách oanh tạc xa chưa vọt được tới sườn núi họ đã bị bắn thủng thành tấm lưới rồi, đoàn trưởng có phần tuyệt vọng. Khánh chẩn vì hố hắn mà dùng cái loại biện pháp thối nát này, trong đội, có vài người dũng cảm đã cầm lựu đạn trong tay, chỉ chờ được ra lệnh sẽ ném, tất cả mọi người trên sườn núi đều phấn khởi, họ cũng không có kinh nghiệm gì về phòng thủ trên núi cả. Vậy mà Lý Thị còn không tới được khoảng cách ném lựu đạn thích hợp, kết quả đợi nửa ngày, lựu đạn tuy được ném ra nhưng âm thanh rất nhỏ, đoàn trưởng là người thông minh, nghe âm thanh lựu đạn nổ thì nổi giận tên tiểu nhân khánh chẩn khiếp người quá đáng lại cho chúng ta lựa đạn huấn luyện đạn huấn luyện tuy vẫn nổ nhưng uy lực rất nhỏ chỉ phát lên tiếng vang chứ không gây ra sát thương hữu hiệu bên ngoài thì nhìn giống nhau y đúc đoàn trưởng gấp tới muốn khóc hiện tại hắn mới biết khánh chẩn không từ thủ đoạn một chút đường lui cho kẻ địch cũng chẳng để lại nhầm tiểu túc ở trên dốc núi không ngừng bắn súng hắn đang ôn tập kỹ năng súng ống cao cấp của mình súng trường trong tay hắn chẳng khác nào súng bắn tỉa mỗi lần đều khiến địch nhân bị thương tin chuẩn vô cùng, lúc này Nhâm Tiểu Túc nói với Lý Thanh Chính, ngươi nhìn đi, chúng ta là anh hùng doanh, binh sĩ Khánh Thị không cách nào uy hiếp được chúng ta, lúc này Lý Thanh Chính đã tin, hắn cũng biết Nhâm Tiểu Túc nói không sai, bây giờ những binh lính anh hùng doanh khác mới phát hiện, chiến trường cũng chẳng đáng sợ như họ nghĩ, đạn dược của đám Nhâm Tiểu Túc hết rất nhanh, chủ yếu tất cả mọi người chưa từng đánh giặc, họ đánh đội đặc chủng là lần đầu tiên hơn nữa còn trong tình trạng đần độn u mê mà chiến thắng, lúc trước thắng thế nào họ không biết nhưng chiến đấu xong họ mới nhận ra đều nhờ doanh trưởng anh minh thần võ lừa gạt, vũ khí của đối phương mà thành, hiện tại lại chiến đấu lần nữa, đối diện với bộ binh có hơn 1.500 người mà họ chỉ có 500 người, trừ nhâm tiểu túc ra, không ai biết kỳ thật binh đoàn này đã thành đầu heo được thánh chẩn tặng ra ngoài, vì thế tâm lý chung của mọi người đều là sợ hãi, vì hoảng hốt mà tay họ có phần rung đạn bắn ra ngoài cũng được mua bằng tiền nhưng họ cứ thế bóp còn mà không buông người ở những trận địa khác nghe tiếng súng từ trận địa đám nhâm tiểu túc rền vang um trời nhưng không biết tình hình chiến đấu nơi đó thế nào dần dần bộ binh phía dưới sườn núi bị áp chế tới nỗi ngay cả đầu cũng không ngóc lên được súng máy hạng nặng được dùng tới nòng súng đỏ lên nhâm tiểu túc thấy thế thì mắng to dùng nước tiểu làm nòng súng hạ nhiệt a à, đúng là ngu ngốc binh sĩ tiếp đạn cho súng máy hạng nặng nghe vậy thì nhanh chóng kéo quần xuống tiểu lên Kết quả người điều khiển súng máy mắng to, nước tiểu của người bắn hết lên mặt lão tử rồi, cứ thế một đám người nghiệp dư dưới sự giúp được của Khánh Thị mà thủ được cao điểm của Lý Thị, rất nhiều người xem thường uy, lực của súng máy hạng nặng, họ chỉ nghĩ đó là một cây súng mà thôi, còn có thể lợi hại bằng đạn pháo à, có điều từ trước đến nay, chiến tranh không nhìn số liệu, trong trận địa, quy lực của súng máy hạng nặng còn lớn hơn nhiều so với trí tưởng tượng của mọi người, lịch sử chiến tranh của nhân loại từng ghi lại một người dùng súng máy hạng nặng bắn chết 3.200 người trong một ngày, mắt thấy bộ binh Khánh Thị bị đánh tới thất tinh bác lạc. Lúc này nhâm tiểu túc mới cầm kính viễn vọng quan sát những trận địa khác, hắn vừa nhìn liền kinh ngạc, đã có binh sĩ đột phá vòng vây, dưới sự yểm hộ của hỏa lực họ leo lên mấy cao điểm. Trận địa 313 bị đánh cho nhiều tử, những cao điểm có hỏa lực hạng nặng của Khánh Thị nhanh chóng bị đột phá. Đây là kết quả chẳng ai ngờ được trong chiến tranh, nơi trú quân ở phía sau cũng chẳng bằng phẳng xem ra cũng bị đánh không nhẹ, dường như Khánh Thị không tính thâu tóm trận địa 313 này của Lý Thị. Người am hiểu chiến thuật như Khánh chẳng biết rõ, một khi họ cướp đoạt trận đại 313 này sẽ phải nên đón sự phản công điên cuồng của Khánh Thị trong chiến tranh, chuyện cao điểm không ngừng thay chủ là hoàn toàn có khả năng. Chiến tranh chấm dứt, mảnh đất cao điểm đó cũng được nhuộm đỏ bởi máu, máu thấm vào đất, đi một bước cũng đủ trượt chân cho nên, việc cướp được cao điểm cũng không nói lên chiến tranh chấm dứt một cao điểm vừa bị Khánh Thị chiếm lĩnh sẽ nên đón hỏa lực quanh kích dày đặc của Lý Thị. Như thế binh sĩ Khánh Thị sẽ bị tiêu hao một mảng lớn, chiến tranh cực kỳ tàn khốc. Nó sẽ không để ý ngươi có cha mẹ cũng chẳng để tâm ở nhà có người đang chờ ngươi về, hết thảy hành vi phát triển của nó chỉ vì kẻ thắng lợi sau cùng, nhâm tiểu túc cầm kính viễn, vọng quan sát phía sau, hắn chú ý thấy ba đỉnh quân dụng thần bí kia, nói cách khác, nhâm tiểu túc chú ý hướng đi của đám chiến binh nano, bản đồ bố phòng lúc trước cũng không quá hoàn chỉnh. Trung Quy Nhâm Tiểu Túc không có cơ hội đi hết trận địa 313 nên chỉ có thể vẽ ra những gì mình thấy, những chiến binh nano được hắn đánh dấu đặc biệt. Nhâm Tiểu Túc cũng nói rõ với Đường Chu, hỏa lực nhất định phải đánh về phía đó, đương nhiên, không có đèn laser ngắm, không có bản đồ đo đặt chính xác, muốn tấn công chính xác vị trí phía sau rất khó thành. Có điều Khánh Chẩn vẫn như ước định cũ, dù hao tổn lớn hơn cũng sẽ để chiến lực đánh tới ba cái lều này, Nhâm Tiểu Túc đã thấy ba đỉnh lều vải không còn nữa trên mặt đất có một đống thi thể nằm trong máu tươi, nhìn thấy vậy, nhâm tiểu túc phấn khích hơn, đột nhiên, âm thanh cung điện vang lên trong đầu nhâm tiểu túc, nhiệm vụ chăm sóc 10 người bị thương. Có thể đạt được 5 điểm. Nhâm, tiểu túc có chút sửng sốt, vừa rồi hắn còn đang nghĩ nên dùng cớ gì để đi tới chỗ ba cái lều bị tàn phá kia. Kết quả cung điện đã tìm lý do giúp hắn, nhâm tiểu túc thoáng nhìn trận địa không còn bao nhiêu bộ binh dưới sườn núi. Sau đó hắn nói với Trần Vô Địch, Vô Địch, theo ta tới phía sau trận địa cứu người chỗ đó có rất nhiều thương binh nói xong nhâm tiểu túc chọn một tổ tác chiến đi với mình trong đó có tám học sinh của khương vô hai mắt trần vô địch sáng lên vân sư phụ nói xong hai người họ nhanh chóng chạy đi lý thanh chính thiếu chút nữa bị hù tới hồn bay phách tán doanh trưởng ngươi đừng đi ngươi đi rồi chúng ta thế nào không sao ngươi bảo vệ trận điện cho tốt là được Đám bộ binh còn lại không gây nên sóng gió được nữa, Nhâm Tiểu Túc chẳng thèm quay đầu lại đã hô to, Lý Thanh Chính sửng sốt mất nửa ngày, ban đầu hắn cứ tưởng họ đi tới nơi này sẽ cực kỳ gian khổ, kết quả hiện tại họ còn có lực để quay về cứu trợ thương binh nữa, trước đó, tất cả mọi người của trận địa 313 đều cảm thấy đám Nhâm Tiểu Túc chắc chắn sẽ xong đời, kết quả một trận này đánh tới hiện tại không ít người chết nhưng anh hùng doanh chỉ mới tử thương hơn 100 người mà thôi, tuy số lượng người tử vong chiếm một phần năm nhân số nhưng dưới chiến trường đạn bay tán, loạn thì như vậy đã có thể xem là kỳ tích rồi, thương vong một trong người đổi lấy đoàn diệt 1.500 bộ binh. Nói ra chỉ sợ sẽ hù chết tướng lãnh Lý Thị, đương nhiên, nói đoàn diệt là khoa trương, có điều nhâm tiểu túc nhất định sẽ nổ như thế, nhâm tiểu túc dẫn theo đám trần vô địch một đường hướng tới phía sau trận địa, lúc này trận địa đã bị đánh tới hỗn loạn, doanh trưởng bộ chỉ huy cũng bị lật tung, Mã Khải chẳng biết chạy chỗ nào, lính y tế tản ra khắp nơi cứu người, có điều người chết rất nhiều, làm sao mà cứu kịp, mà mục tiêu của nhâm tiểu túc rất rõ, hắn vừa tới đã dẫn đám trần vô địch tới chỗ của chiến binh nano, nhâm tiểu túc hét to, vô địch, ngươi và họ khiên thương binh đi cứu chữa, lúc này, nhâm tiểu túc đang tìm chiến binh nano tử vong, khói súng tràn ngập, đôi khi còn chẳng thấy rõ người nào, ở đâu, bất quá khả năng cảm nhận phương hướng của nhâm tiểu túc rất tốt không lâu sau hắn đã mò ra được vị trí của ba lều vải mỗi lần bắt gặp chiến binh nano nào là nhâm tiểu túc lập tức cho cung điện khởi động lại người máy nano vội vàng thu người máy nano vào không gian của mình cơ thể mỗi người chỉ chứa được số lượng người máy nano cố định lần này số lượng người máy nano nhâm tiểu túc thu được quá nhiều cho nên hắn không thể giấu vào trong người mình được chỉ có thể bỏ vào không gian thu nạp mà thôi thương binh nằm trên mặt đất kêu thảm có người có ý đồ lết về phía nhâm tiểu túc Kết quả ngay cả nhìn Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng thèm nhìn, thương binh nhất thời bối rối, chẳng phải người tới cứu thương à. Thương binh nhận ra Nhâm Tiểu Túc, "Nhâm Tiểu Túc, ngươi là Nhâm Tiểu Túc, mau tới cứu ta." Lúc này, Nhâm Tiểu Túc thu gom chiến binh nano đã thỏa mãn phần nào, hắn nghe tiếng cầu cứu thì quay đầu lại, vừa thấy liền ngây ngẩn cả người. "Ồ, người nằm trên mặt đất kia chẳng phải là Lâm Tề à?" Nhâm Tiểu Túc vui cười hớn hở, "Không thú vị, vừa rồi ta không thấy ngươi." thương thế của ngươi thế nào rồi, lâm tề vùng vẫy, bây giờ không phải thời điểm ôn chuyện, ngươi, lời còn chưa nói hết, nhâm tiểu túc đã cầm một mảnh đạn trên mặt đất đâm vào cổ lâm tề, lâm tề dương mắt nhìn nhâm tiểu túc lại phát hiện đáy mắt nhâm tiểu túc chỉ có một mảnh lạnh băng, nhâm tiểu túc tiếc hận nói, lần trước đàn sói không giết được ngươi, ta cảm thấy rất đáng tiếc, lâm tề mở to hai mắt, trong miệng không phát ra bất kỳ tiếng vang nào, nguyên lai đàn sói đó có quan hệ với nhâm tiểu túc. Hơn nữa, Lâm Tề hoàn toàn hiểu rõ từ lúc vừa bắt đầu nhâm tiểu túc đã lợi hại hơn hắn đoán nhiều đây là ý thức cuối cùng của lâm tề sau đó hắn lâm vào bóng tối vô tận phải nói lý thị thật sự không may có được người máy nano làm đòn sát thủ nhưng không phát huy ra được công dụng lớn nhất của nó tuy một mặt là do lý thị thiếu kinh nghiệm chinh chiến nên phương pháp sử dụng có chút sai lầm theo lời khánh chẩn nói cách sử dụng chiến binh nano có lực lượng cường đại kết hợp với đội chiến bộ có tính cơ động thì phải xé nhỏ ra mà dùng từ từ thẩm thấu vào nơi trọng yếu phía sau quân địch để tiến hành tấn công chính xác, tỉ như trạm phát điện, tỉ như kho súng, tỉ như hành động trảm thủ. Phải biết cách vận dụng thần cơ doanh mới có thể phát huy uy lực cao nhất của chiến binh nano, kỳ thật tập hợp thành một đội cũng không phải không được. Nếu không có nhâm tiểu túc làm gián điệp thì thần cơ doanh vẫn có thể khiến Khánh Thị chịu nhiều phiền toái, thế nhưng bây giờ đã xong, hiện tại, trận địa 319 hoàn hảo không chút sức mẻ. Đối với bên kia Khánh thị chỉ đánh nghi binh nên khi Chiến binh Nano đột nhiên xuất hiện trên chiến trường khiến Thánh thị khó lòng chuẩn bị kịp, thậm chí hỏa lực quan trọng phía sau thiếu chút nữa bị Chiến binh Nano phá hủy toàn bộ, nhưng trận địa 313 thì không giống vậy, Chiến binh Nano còn chưa kịp rời khỏi lều vải đã đi đời. Vũ khí bí mật chỉ còn là bí mật, hơn nữa, nguyên bản lý thị có lợi thế lớn khi thu thập lại Chiến binh Nano. Sau khi nhóm đầu tiên chết, lý thị có thể tái chế người máy nano và tạo ra chiến binh nano mới nhưng từ khi nhâm tiểu túc tới lý thị người máy nano thu về ngày càng ít nhâm tiểu túc dùng sức một người tiêu hao không ít vũ khí có thể tái sinh của lý thị lần này số lượng người máy nano nhâm tiểu túc thu được rất lớn đừng nói bổ sung cho phần còn thiếu của hắn nói không chừng còn để để chia cho nhan lục nguyên hoặc đám học sinh của khương vô một ít bấy giờ nhâm tiểu túc thấy ba lo của chiến binh nano nằm tán loạn trên mặt đất Hắn vừa mở túi ra liền thấy bên trong là một hộp kim loại màu đen có trọng lượng khá nặng, chẳng biết dùng để làm gì cô, hai mắt nhâm tiểu túc sáng lên. Thứ đồ chơi này chẳng phải là đồ để bổ sung năng lượng cho người máy nano đó ư, ừ, nghĩ tới đây, nhâm tiểu túc nhặt cái ba lô hoàn hảo chưa bị hư hỏng nặng lên rồi bỏ vào không gian. Có ít hay không cứ lấy trước rồi tính, đã thấy được thì không thể bỏ qua, hôm nay nhâm tiểu túc cho Khánh Thị bản đồ bố phòng giúp Khánh Thị đánh tan trận đại 313 và thuận lợi, bài trừ quân đối lập mà phía nhâm tiểu túc nhờ vào lực lượng của Khánh Thị hắn thu gom được một lượng lớn người máy nano. Có thể nói cả hai bên đều có lợi, phe thua chỉ có mỗi Lý Thị mà thôi. Lúc này, ở đầu tuyến Thắng Sơn, Lý Thị cũng nên đón sự tấn công của đội thiết giáp và đội bộ binh từ Dương Thị. So với trận đại 313 thì phía bên này kịch liệt hơn nhiều. Vì không có người như nhâm tiểu túc mà Dương Thị mãi vẫn chưa phá vỡ phòng tuyến của Lý Thị. Bây giờ, đám trần vô địch đã giúp đỡ được rất nhiều thương binh, đang dẫn họ tới phòng y tế. Nhâm Tiểu Túc tùy tiện nhặt một thương binh khiên trên vai rồi đi đằng sau đội ngũ, đến phòng y tế, bác sĩ và y tá nơi này toàn thân dính máu. Bây giờ Nhâm Tiểu Túc thấy được đại tá Mã Khải đang ngất xỉu nằm nơi đây, y tá thấy đám Nhâm Tiểu Túc thì ngây ngẩn cả người. Họ đâu phải lính y tế, sao còn giúp đám thương binh này? Bác sĩ hỏi, các người ở tổ nào? Trần Vô Địch tự hào đáp, chúng ta là anh hùng doanh. Mọi người nghe xong liền ngây ngẩn cả người. Các người không trông giữ trận địa mà tới đây làm gì? Lúc này Mã Khải cũng tỉnh dậy, hắn thấy nhâm tiểu túc thì giận tím mặt có phải trận đại của các ngươi đã vỡ không nhâm tiểu túc không vui ngươi nói thế là ảnh hưởng tới danh dự của anh hùng doanh đó sao chúng ta có thể làm ra loại chuyện như vứt bỏ trận địa được sau khi đoàn diệt bộ binh chúng ta mới đi ra giúp đỡ các anh em khác cái gì mã khải kinh hô ngươi nói láo cũng phải có logic chứ các ngươi chỉ là đám lưu dân chó má thì làm sao đoàn diệt được một chi đoàn bộ binh mã khải nghiên cứu rất kỹ về quân đội thánh thị hắn biết đoàn bộ binh của họ cũng chẳng đơn giản một đoàn bộ binh có súng máy pháo cối làm hỏa lực nặng một khi họ dùng đèn laser tấn công thì một trận địa cũng có thể bị hôi phi yên diệt một đám lưu dân chó má chỉ có bốn cây súng máy lại dám nói mình có thể đoàn diệt đoàn bộ binh có nằm mơ không vậy tất cả mọi người đều cho rằng anh hùng doanh sẽ bị đoàn diệt kết quả anh hùng doanh lại nhảy nhót vui vẻ như không có chuyện gì tất cả đều khiến mọi người khó lòng tiếp thu nhâm tiểu túc vui vẻ ngươi nhìn ra chiến trường thì biết, hiện tại ta không rảnh lãng phí thời gian với ngươi, ta còn phải đi cứu người, nếu chuyện của người máy nano đã xong, dâm tiểu túc muốn bắt đầu làm nhiệm vụ, số lượng của nhiệm vụ là 10 người, lúc này hắn mới cứu được một người mà thôi, cách cự ly hoàn thành nhiệm vụ còn xa, đây là lần đầu tiên cung điện công bố phần thưởng nhiệm vụ, hơn nữa còn là 5 điểm, trước kia phần thưởng chỉ là một điểm sức mạnh hoặc một điểm tốc độ, lần này hắn có thể tự chọn. Hơn nữa còn có tận 5 điểm, có thể nói phần thưởng này khá lớn nghĩ tới đây nhâm tiểu túc liền xông ra ngoài lúc này bên ngoài có hai binh sĩ mang cánh cứu thương về nhâm tiểu túc thấy vậy liền quát để đó cho ta binh sĩ họ có chút bối rối không cần không cần chúng ta làm được nhất thời nhâm tiểu túc đen mặt hắn cầm súng lục chỉ vào lính y tế ta nói để ta ngươi nghe không hiểu trần vô địch ở phía sau cảm khái lúc cứu người sát khí của sư phụ đều nặng như thế lúc này viện binh lý thị đã tới đúng như dự liệu của khánh chẩn khi trận địa 313 và trận địa 319 nên đón sự tấn công mạnh, nhất định sẽ có binh viện trợ nhập cuộc, đây chính là những gì Khánh Chẩn muốn nhìn thấy, Nhâm Tiểu Túc vừa khiên thương binh về phòng y tế vừa quan sát những binh sĩ này. Lúc này, hắn phát hiện có một chi binh sĩ rất kỳ quái, họ hành động chỉnh tề vô cùng, khiến Nhâm Tiểu Túc cảm giác được sự quái dị khó nói nên lời, bất quá Nhâm Tiểu Túc cũng không rảnh quản những thứ này, hắn còn bận đoạt thương binh để hoàn thành nhiệm vụ, nhiệm vụ này Nhâm Tiểu Túc phải mấy một giờ đồng hồ mới hoàn thành. Trong nháy mắt nhâm tiểu túc nghe thông báo nhiệm vụ hoàn thành từ cung điện, hắn lập tức chọn 5 điểm tốc độ và một điểm sức mạnh, bây giờ điểm sức mạnh của nhâm tiểu túc là 10.5, điểm nhanh nhẹn là 10.1, chỉ thấy cơ bắp nhâm tiểu túc lần nữa được tinh luyện, cả người gầy đi một vòng, nhìn qua chẳng khác nào một thiếu niên yếu đuối, có điều lại cất giấu lực lượng kinh người. Cung điện nói, vì sức mạnh và tốc độ vượt quá điểm giới hạn, nhâm tiểu túc đang nghe cung điện thông báo thì trong phòng y tế có chuyện xảy ra. Nhâm Tiểu Túc cũng không để ý tới thông báo nữa mà đi vào trong phòng y tế, hắn chỉ thấy có người gào thét với Trần Vô Địch, cút đi. Nếu không phải anh hùng doanh các người tới trận địa 313 thì Khánh Chẩn đâu có cầm quân chủ lực đánh về đây. Lão tử không cần các người giả mù sa mưa, Nhâm Tiểu Túc nhìn Trần Vô Địch, chỉ thấy Trần Vô Địch lặng lẽ rời khỏi phòng y tế mà không nói gì, Nhâm Tiểu Túc bình tĩnh vỗ vai Trần Vô Địch, đi thôi, chúng ta quay lại trận địa. Từ Trần Vô Địch thấp giọng trả lời cũng không biết bộ binh bên đó đã bị tiêu diệt xong chưa nhâm tiểu túc nói đánh xong chúng ta đi nhặt trang bị không đi trần vô địch trả lời ngắn gọn tối ngươi muốn ăn gì nhâm tiểu túc hỏi sư phụ ăn cơm chiên thịt khô được không người trong phòng y tế nhìn bóng lưng hai người rời đi cũng không biết nên nói gì chiến tranh chưa kết thúc sau khi nhâm tiểu túc dẫn trần vô địch đi một vòng về thì trận chiến vẫn còn diễn ra kịch liệt thế nhưng khi khánh thị xông lên thì cuộc chiến dần lâm vào hồi kết tuy nhiên khi những nơi khác còn chiến đấu thì nhâm tiểu túc đã quay về nấu ăn, chung quy, chén đũa gì cũng có đủ, hơn nữa cũng tới giờ cơm rồi, nhâm tiểu túc cảm thấy đánh nhau thì đánh nhau nhưng ăn cơm cũng không thể chậm trễ. Huống chi hiện tại Trần Vô Địch còn muốn ăn cơm chiên thịt khô nữa, Lý Thanh Chính nghe âm thanh hỏa lực trền vang bên ngoài, hắn có chút chần chở mà hỏi, chúng ta ăn cơm ở thời điểm này có được không vậy, có gì không được, nhâm tiểu túc vừa nhóm lửa vừa nói, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Trong khi những người khác vẫn đang đánh nhau thì đoàn bộ binh của chúng ta đã vùi thay giữa sườn núi rồi, lúc này, đoàn trưởng bộ binh vẫn chưa chết nhưng hắn không muốn tấn công cao điểm này nữa. Họ dám tấn công lên tới giữa sườn núi là vì ỷ vào đạn đạo laser ở đằng sau. Kết quả họ bị khánh chẩn xa hố, chỉ cần ngẩng đầu lên là đạn đã bắn tới. Nếu không được hỏa lực phía sau yểm trợ họ sẽ không đi được, đoàn trưởng đoàn bộ binh đã chết tâm rồi. Lúc này, Lý Thanh Chính nói, đoàn bộ binh còn thừa không có bao nhiêu người bằng không chúng ta xuống dưới tiêu diệt họ luôn đi nhâm tiểu túc quyết đoán cực tuyệt nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tốt cao điểm thủ được là xong chưa nói tới việc lao xuống chiến đấu có thương vong thế nào dù không có thương vong nhâm tiểu túc cũng không muốn mạo hiểm chung quy đội của họ bị phái tới chỗ nguy hiểm nhất việc này khiến nhâm tiểu túc chẳng dễ chịu gì cho cam vừa rồi người trong phòng y tế còn mắng trần vô địch những người đó không nghĩ anh hùng doanh tới đây là do họ muốn chắc dù không có nhâm tiểu túc Khánh Thị đánh nghi binh với trận đại 313 thì cũng là tiến công thật, súng thật đạn thật, chỉ là hỏa lực ít hơn một chút mà thôi, cũng chết ít người hơn, cũng đâu thể chỉ đứng đó la hét mà không chiến đấu, vừa nói, nhâm tiểu túc vừa nấu ăn, thịt khô đang được hắn cắt thành mảnh nhỏ, đám binh sĩ anh hùng doanh chia làm hai, một đám đi thủ cao điểm, đám còn lại ngồi sổn một bên chờ ăn, nhâm tiểu túc vừa nấu cơm vừa chú ý tới cung điện, vừa rồi hắn nhớ rõ cung điện có thông báo gì đó. Có điều khi ấy Trần Vô Địch bị mắng nên Nhâm Tiểu Túc không nghe rõ, lúc này, vừa nhìn vào ghi chép của cung điện Nhâm Tiểu Túc lập tức ngây ngẩn cả người. Phía trên đó ghi, vì điểm sức mạnh và tốc độ đã vượt qua giới hạn, mở ra kỹ năng tồi thành, có thể tăng sức mạnh và tốc độ trong 30 giây, thời gian hồi chiêu là một ngày, đây là gì, sao bỗng nhiên lại nhảy ra một cái kỹ năng. Tuy thời gian có hơi ngắn nhưng chỉ cần dùng thì điểm sức mạnh và tốc độ của nhâm tiểu túc sẽ tăng lên 21 điểm sức mạnh và 20.2 điểm tốc độ nếu dùng kỹ năng này. Tác dụng tương đối lớn, nói không chừng hắn có thể đánh cho kẻ địch không kịp chuẩn bị bất quá theo như cung điện nói thì cứ mỗi lần hắn đạt được 10 điểm sức mạnh và 10 điểm tốc độ thì sẽ có thêm kỹ năng. Nguyên lai like mỗi khi tố chất thân thể đạt tới trình độ nhất định sẽ có ban thưởng, nghĩ tới đây nhâm tiểu túc bắt đầu bỏ thịt khô vào nổi rồi dùng chảo có cán xào lý thanh chính đứng bên cạnh nhìn mắt thấy cơm chưa làm xong mà cao điểm bên cạnh đã đổi chủ hai lần đánh nhau cũng rất kịch liệt nha bất quá kỳ quái ở chỗ khánh thị không phái binh qua chỗ bọn họ cơm chiên thịt khô đã làm xong trước tiên nhâm tiểu túc bới cho trần vô địch một chén nhâm tiểu túc xới cơm cũng đặc biệt khi trần vô địch xới cơm lên thấy phía dưới đầy thịt nhâm tiểu túc cầm thì quăng vào trong nồi được rồi các người tự xới cơm đi không lẽ chờ doanh trưởng sới cho các người, nói xong, nhâm tiểu túc ngồi kế bên Trần Vô Địch, ăn được không, ăn ngon, Trần Vô Địch cười rộ lên, miệng đầy dầu, sư phụ, sao người đối xử với ta tốt quá vậy, kỳ thật nhâm tiểu túc đã sớm phát hiện, dường như Trần Vô Địch tiếp xúc với chuyện ác càng nhiều hắn càng thanh tĩnh, Trần Vô Địch không giống như trước, vừa gặp La Lam đã hô bôn ba nhi bá, thậm chí hắn còn thường xuyên im lặng ngẩn người, phát ngốc một hồi lâu, cho nên bây giờ Trần vô địch nói chuyện càng ngày càng giống người bình thường. Nhâm Tiểu Túc không biết đây là chuyện tốt hay xấu. Hắn thở dài. Trước kia khi ta nghe Trương Tiên sinh giảng bài cũng từng nghĩ sẽ là một người tốt, có điều về sau ta phát hiện làm người tốt khó quá nên buông tha cho ý nghĩ này. Trần vô địch nghe tới đó thì vùi đầu ăn cơm, không nói gì nữa. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục cảm khái. Đôi khi thấy người ta sẽ có chút mặt cảm tự ti, vì ánh sáng trong nội tâm ta đã sớm bị dập tắt. Cho nên có những lúc ta không phải người tốt nhưng vẫn muốn ngươi làm một người tốt, việc này có phải nghe giả nhân giả nghĩa lắm không? Khi ta bảo vệ ngươi sẽ có một loại ảo giác, phản phất như ánh sáng trong lòng ta vẫn chưa tắt hẳn, tại một góc hẻo lánh của hàng rào 109, trụ sở bí mật dưới mặt đất của một xưởng may là nơi Hồ Thuyết từng nghiên cứu qua, có điều người của ông vẫn mãi không thể thâm nhập vào, nơi này thuộc sự quản lý trực tiếp của chủ tịch tập đoàn Lý thị, chỉ chịu trách nhiệm những việc liên quan tới người máy nano, rất ít người biết dưới xưởng may này có một nhánh quân đội nhỏ, trong một căn phòng, đèn chân không trên trần nhà chiếu ánh sáng lên người một nam tử trung niên ngồi trầm tư trước bảng đen. Trong tay hắn là một văn bản tài liệu liên quan tới việc người máy nano bị trộm, nam tử trung niên này tên là Lý Định Đỉnh, rất ít người biết về sự tồn tại của hắn, vì hắn là ảnh tử của Lý Thị, hắn cũng giống như Khánh Chẩn, giải quyết những chuyện không thể lộ ra ánh sáng của tập đoàn, hắn và Khánh Chẩn khác nhau ở chỗ, Khánh Chẩn để lộ bản thân ra ngoài, thậm chí còn khống chế quân đội cùng Lý Định Đỉnh thì mãi ẩn nấp ở một nơi bí mật. Lúc này, Lý Định Đỉnh đang xem hồ sơ, bên trong là rất nhiều chứng cứ chỉ về một siêu phàm giả tên hứa hiển sở, có vẻ đối phương là gián điệp của Dương Thị. Tới đây thu thập người máy nano làm hàng mẫu cho Dương Thị, thế nhưng khi Lý Định Đỉnh xem hết tập tài liệu, hắn cảm thấy chuyện không hề bình thường. Nếu chỉ thu thập hàng mẫu thì thu thập nhiều như thế làm gì, phải biết, hiện tại Lý Thị có tới 10 thi thể không có người máy nano với số lượng này không chỉ là ăn cắp làm mẫu vật được cũng không biết nhân viên xử lý lúc trước điều tra thế nào lý định đỉnh cười lạnh một đám ngu xuẩn hồ sơ trên tay hắn rất rõ ràng thậm chí bao gồm quá trình đám lâm tê tiến vào núi trần vô địch bị nhân viên khánh thị tập ký và tin tức mỗi ngày của thần cơ doanh có điều hắn nhìn hồi lâu vẫn không tìm được đầu mối gì lúc này tiếng gõ cửa vang lên lý định đỉnh nói vào đi chỉ thấy một người cầm một tập tài liệu mới đưa cho lý định đỉnh trưởng qua phía trên lại đưa xuống một phần tài liệu mới, nói rằng có một đám người máy nano bị hư, hình như tỷ lệ đồng bộ chỉ có 0%, người máy nano bị hỏng, Lý Định đỉnh nhíu mày, chuyện gì đã xảy ra? Không tìm được người có chỉ số đồng bộ kia, không tìm được, người kiểm tra đồng bộ rất nhiều, đa số đều là lưu dân nên nhân viên phòng thí nghiệm không ghi chép rõ, chỉ có người có chỉ số từ 80 trở lên mới ghi lại thôi, cấp dưới thấp giọng nói. Bất quá danh sách những người từng tham gia kiểm tra đều nằm ở đây, Lý Định Định tức tới buồn cười, hắn cầm một chồng danh sách dày trong tay, đúng là lũ lười biếng chuyện này mà chúng cũng dám lười, loại bản án này sao phải giao tới tay ta, các người không thể xử lý, không phải, cấp dưới cúi đầu, là đoàn chủ tịch đặc biệt dặn dò để ngài xử lý, nói là chương trình nạp vào người máy nano đã bị xóa sạch, lời này vừa nói xong Lý Định Định ngây ngẩn cả người, hắn hiểu rất rõ người máy nano. Vì ngày bình thường chuyện hắn tiếp xúc nhiều nhất đều liên quan tới người máy nano, nhưng trong quan niệm của Lý Định Đỉnh, chương trình của người máy nano không thể bị xóa. Loại thao tác này chỉ xảy ra sau khi người máy nano được nhà xưởng tiến hành xử lý cơ mật, thậm chí còn cần quyền C1 do chính tay đoàn chủ tịch cấp mới làm được, khó trách đoàn chủ tịch giao chuyện này cho hắn. Việc này liên quan tới tính cơ mật tối cao của Lý thị, Lý Định Đỉnh nói, "Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi." Nói xong, Lý Định Đỉnh một mình lập xem hồ sơ mới vụ án vừa rồi chưa được giải quyết, không ngờ lại tới thêm một chuyện, xem xong hết hồ sơ, Lý Định Đỉnh không khỏi đau đầu. Trong ngày ngoại trừ danh sách dày đặt ra thì chẳng có bất kỳ điểm nào hữu dụng của Lý Định Đỉnh cầm tài liệu lật vội xem. Kết quả vừa xem 10 phút đồng hồ hắn liền ngẩn người, không đúng. Có vấn đề, Lý Định Đỉnh nhanh chóng cầm tài liệu cũ lên xem. Chưa tới 2 phút, Lý Định Đỉnh nở nụ cười vì hắn chợt tìm thấy một chỗ bất thường, những cái tên quen mắt, Lý Thanh Chính, Nhâm Tiểu Túc, Trần Vô Địch vân vân những cái tên này có trong hai tập tư liệu xuất hiện những ba lần lần đầu là danh sách trạm gác lần thứ hai là danh sách tư quân đổi quân trang với thần cơ doanh lần thứ ba là danh sách những người kiểm tra trong ngày người máy nano bị hỏng từ trước đến giờ lý định đỉnh cho rằng trùng hợp sẽ có chỗ bất thường tổ tác chiến này có vấn đề ít nhất là một trong số những người này có vấn đề lý định đỉnh cầm điện thoại lên lùng bắt tư quân thiết nhị doanh thuộc tổ tác chiến của nhâm tiểu túc lý thanh chính kết quả đầu kia điện thoại hỏi Ngài chắc chắn muốn bắt họ. Lý Định Đỉnh nhíu mày, lời nói của ta không còn giá trị nữa. Không phải, đầu dây điện thoại bên kia nói tiếp, mấy người này ta biết. Bây giờ Nhâm Tiểu Túc là tiêu điểm của toàn quân. Thiết Nhị Doanh đã đổi tên thành Anh Hùng Doanh, Nhâm Tiểu Túc còn là Doanh trưởng Anh Hùng Doanh. Việc này khiến Lý Định Đỉnh bối rối. Này là sao? Đầu dây bên kia tiếp tục nói, ngài xác định hắn có tội chứ? Nếu thế hiện tại chúng ta sẽ bắt hắn về, nhưng nếu chỉ là hoài nghi thì chúng ta cần làm việc nhẹ nhàng hơn hiện tại trong toàn quân chỉ có họ từng thắng trận, đoàn diệt đội đặc chủng của Khánh Thị. Hơn nữa hiện tại họ đang ở trận địa 313 chiến đấu, không thể không nói, anh hùng doanh đúng là tiêu điểm của toàn quân. Đây là một cái ô dù rất tốt, người bình thường không thể đụng tới họ dễ dàng. Hơn nữa nếu loại tiêu điểm từng đánh thắng trận như họ xảy ra vấn đề, ai sẽ đảm nhiệm việc tăng sĩ khí quân đội, ngay cả Lý Định Đỉnh cũng không dám nói chắc mình sẽ chịu trách nhiệm được. Lý Định Đỉnh nở nụ cười, ta sẽ tự mình tới trận địa 313, Việc này tiến hành bí mật, ban đêm, tình hình chiến đấu tại trận địa 313 đã dừng lại. Sau khi viện binh của Lý Thị tới, toàn bộ cao điểm bị đoạt đi cũng được tìm về. Dường như họ không tiếc tất cả mà đánh lùi Khánh Thị, chạng vạn tối, trận địa 313 một hồi hân hoan. Nhưng nhâm tiểu túc cảm thấy Lý Thị vui mừng còn quá sớm, tuy hắn không biết vì sao Khánh chẳng phải hấp dẫn binh sĩ tiền tuyến của Lý Thị qua. Có điều hiện giờ Khánh Thị lùi lại vẫn không thể chứng minh ai thua ai thắng, từ trước tới giờ, chiến tranh không hề đơn giản như vậy, ban đêm, bỗng nhiên một chiếc xe Việt giả lái vào trận địa 313, giao lưu ngắn ngủi với tướng lĩnh tối cao của trận địa rồi lập tức đi tới cao điểm của đám nhâm tiểu túc, bản thân nhâm tiểu. Túc vẫn luôn dùng kính viễn vọng quan sát phía sau nên khi chiếc xe Việt giả đặc biệt kia đi vào hắn lập tức chú ý tới, đột nhiên nhâm tiểu túc có dự cảm chẳng lành, thậm chí hắn còn cảm nhận được đối phương đang tiến về phía mình, đoàn xe chạy nhanh tới cũng chẳng ai thông báo họ muốn gì, chỉ có một gã sĩ quan đọc lên mấy cái tên. Nhâm Tiểu Túc, Lý Thanh Chính, Trần Vô Địch. Tổng cộng 16 người các người theo chúng ta vào trận địa 313, Nhâm Tiểu Túc và Lý Thanh Chính nhìn nhau. Nhâm Tiểu Túc phát hiện mấy cái tên này đều là người trong tổ tác chiến ban đầu của họ, trước khi tập kết tổ tác chiến của họ có 30 người, trong đó có một người họ cướp được từ tổ tác chiến khác, mà bây giờ, qua hai trận chiến, tổ tác chiến của họ chỉ còn lại 16 người, Nhâm Tiểu Túc có nghĩ tới chuyện cá chết trách lưới rời khỏi đây. Thế nhưng ngay cả tên hắn đối phương cũng có thể lôi ra thì điều tra tới đám nhan lục nguyên trong hàng rào là vô cùng dễ dàng. Nếu nhan lục nguyên cũng bị bắt thì e rằng tình huống càng thêm xấu. Lúc này, bốn phía thấp thoáng họng súng chỉ vào bọn họ. Bây giờ mà nhâm tiểu túc muốn chạy trốn thì tám nam sinh kia chết chắc hơn nữa nhâm tiểu túc phát hiện có tới 30 người bao vây họ. Dường như tất cả đều là chiến binh nano, Lý Thanh Chính nhỏ giọng hỏi, tiểu túc, sao lại vậy? Không sao, trước cứ đi với họ đi, nhâm tiểu túc quyết định đi theo đám người kia vào trong trận địa 313, hiện tại hắn cần một cơ hội, nhưng kế hoạch của hắn cũng không thể để ai biết, trong trận địa 313 đã có người dọn ra hai cái lều quân dụng, dường như địa vị người này cực kỳ cao, ngay cả tướng lĩnh 313 cũng phải khách khí với họ, những người này an bài đám nhâm tiểu túc ngồi trong một lều vải, một nam tử trung niên tự giới thiệu, chào buổi tối các vị, ta là Lý Định Đỉnh, ta tới đây để điều tra một việc. Các vị đừng kinh hoàng, chung quy các vị đều là anh hùng chiến đấu của Lý thị, nếu trong khoảng thời gian này có gì hiểu lầm cũng mong các vị thông cảm, lời nói của Lý Định Đỉnh mang đầy hòa khí nhưng Nhâm Tiểu Túc vẫn cảm thấy đối phương chẳng có ý tốt, hơn nữa còn tác tổ tác chiến của họ ra điều tra, 89 phần 10 chuyện đã bại lộ, chỉ là Nhâm Tiểu Túc không biết lộ bao nhiêu thôi, thế nhưng không sao, Nhâm Tiểu Túc vẫn còn cơ hội. Lý Định Đỉnh đang nghe chuyện trên TV audio CV nhìn thoáng danh sách trong tay, Ngụy Giang Vũ Mời theo ta vào một lều vải khác, ta có lời muốn nói với ngươi, Ngụy Giang Vũ là người đám nhâm tiểu túc giành được từ tổ đội tác chiến khác, trong đội ngũ, lòng trung thành của hắn là thấp nhất, đám nhâm tiểu túc vẫn ngồi trong lều quân dụng, hơn 10 tên lính cầm súng đứng canh, lúc nói chuyện Lý Định Đỉnh chỉ biểu thị là tâm tình một chút nhưng thực chất lại cầm tù mọi người tại đây, hơn nữa, khả năng cao 10 người cầm súng này cũng là binh sĩ nano, Lý Thanh chính thấp giọng hỏi, "Tiểu Túc, hay là có người bán đứng chúng ta?" không biết nhâm tiểu túc bình tĩnh lắc đầu tuy không biết rốt cuộc lý định đỉnh muốn điều tra cái gì thế nhưng thời gian qua mọi người đều ủng hộ hắn nên nhâm tiểu túc cũng không biết có phải có người phản bội hắn không ngụy giang vũ bị đưa tới một lều vải khác bên trong đã sớm bày sẵn một cái bàn lý định đỉnh hỏi trong tổ tác chiến của các người có gì kỳ lạ không ngụy giang vũ lắc đầu không có trưởng quan ta nhắc nhở ngươi một chút lý định đỉnh cười nói đàn sói chiến binh nano lý thanh chính nhâm tiểu túc lúc này một điều kỳ lạ xảy ra ban đầu Lý Định Định chỉ định thăm dò mà thôi. Kết quả khi nói tới hai chữ đàn sói, đồng tử Ngụy Giang Vũ bỗng nhiên co rút, nói tới chiến binh Nano và Lý Thanh Chính thì đồng tử khôi phục bình thường, nhưng nói tới nhâm tiểu túc thì đồng tử Ngụy Giang Vũ lần nữa co rút, đồng tử co rút có liên quan tới ánh sáng, khi có ánh sáng mạnh chiếu qua, đồng tử sẽ co lại, chỉ đủ để tiếp nhận ánh sáng vừa lại mà thôi. Không chỉ vậy, đồng tử co rút còn có quan hệ với tâm tình, khi khẩn trương đồng tử sẽ co rút lại hưng phấn thì đặc biệt mở to, mà mở to hết mức là khi chết rồi, tựa như Lý Thần Đàn nói, thân thể con người có quá nhiều bí mật bị tiềm thức khống chế, tiềm thức lại bị loài người khống chế, Lý Định Đỉnh cười cười, hắn đổi một tư thế thoải mái, nói với Ngụy Giang Vũ, như vậy đi, chúng ta đổi cách nói chuyện, ngươi nói cho ta biết tất cả chuyện gì thường trong tổ đội tác chiến của ngươi, ta sẽ thưởng cho ngươi 100.000 đồng tiền, cộng thêm thân phận cư dân trong hàng rào, thậm chí sẽ an bài tốt công việc cho người nửa đời sau không lo cơm áo, Ngụy Giang vũ miếng môi không nói lời nào. Làm sao hắn biết Lý Định Định nói có thật chăng? Lúc này, Lý Định đỉnh kêu người đem một cái túi ra, 100.000 đồng tiền cộng với chứng minh thư, ngươi xem đi, Ngụy Giang Vũ có chút sửng sốt, có đồ không vậy, ngay cả chứng minh thư cũng làm xong, quyền lực của đối phương nhất định rất lớn, đúng lúc này, bỗng nhiên Lý Định đỉnh giật lại cái túi Ngụy Giang Vũ cầm trong tay, vận khí của ngươi cũng tốt thật đấy, là người đầu tiên vào thẩm vấn nên mới có cơ hội này nếu ngươi nói ra chân tướng, những người phía sau sẽ không có vận khí tốt như thế, nếu ngươi không nói, chắc chắn có người khác nguyện ý nói, đến lúc đó tiền không còn là của ngươi, ngươi còn phải đối mặt tai ương lao ngục nữa, củ cải trắng và đòn roi, Lý Định Đỉnh đều chuẩn bị đủ, Ngụy Giang Vũ thấp giọng nói, ta nói, nhâm tiểu túc nhiều lần vụn trộn rời khỏi trạm gác, trên đường tới trận địa 313 cũng nhiều lần rời đi vào ban đêm, tới sáng mới về, đám vương vũ trì đã sớm biết nhâm tiểu túc, họ từ hàng rào 109 đi tới đây, Trần Vô Địch là đồ đệ của Nhâm Tiểu Túc, Trần Vô Địch ngồi bên cạnh Nhâm Tiểu Túc thấp giọng thở dài, sư phụ, chúng ta bị bán đứng rồi, từ biểu tình Nhâm Tiểu Túc như đã biết trước, động thủ chưa, Trần Vô Địch lặng yên hỏi, chờ một chút, giờ khắc này, trên mặt Lý Định Đỉnh là tiếu ý dày đặc, rất dễ tìm ra điểm đột phá trên người đám lưu dân này, tiền và thân phận cư dân hàng rào là thứ mà họ không thể chối từ. Có điểm đột phá thì không sợ những người khác không, nói sau khi để ngụy giang vũ rời đi lý định đỉnh lần nữa gọi người khác vào thẩm vấn kết quả lần này càng nhận được nhiều tin tức hơn trong trạm gác có sói đưa thức ăn tới trước ngày hai quan quân thần cơ doanh mất tích ta thấy nhâm tiểu túc rời khỏi quân doanh trước khi năm quan quân thần cơ doanh chết nhâm tiểu túc luôn rời khỏi nơi trú quân đêm trước khi khánh thị phát động tiến công nhâm tiểu túc từng rời khỏi cao điểm mỗi câu nói đều đem mũi nhọn chỉ về phía doanh trưởng anh hùng doanh là nhâm tiểu túc lý định đỉnh cũng không cần chứng cứ gì Hắn không phải quan tòa, không cần chứng cứ để định tội người khác, người bên cạnh lần lượt được kêu đi, Lý Định Đỉnh ngồi trước mặt Lý Thanh Chính, ai cũng nói hết rồi, người nói hết sẽ có tiền, Lý Thanh Chính cười làm lành, có tiền tất nhiên phải cầm, trưởng quan, trước giờ thứ ta thích nhất là tiền, tiếu ý trên mặt Lý Định Đỉnh càng đậm, ừ, vậy nói đi, tôi cũng không biết gì hết, doanh trưởng của chúng ta cũng chẳng có gì dị thường, ngài đừng nghe đám người kia nói hưu nói vượng, Lý Thanh Chính bị khuất nói. Đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt, Lý Định Đỉnh cười lạnh, ngươi cho rằng ta chỉ cần khẩu cung của một mình ngươi, ta thấy hẳn là ngươi muốn dành nửa đời sau trong lao tù rồi, Lý Thanh Chính hít một hơi sâu, hắn nghiêm túc nói, cũng không tệ lắm, còn có người nuôi cơm, Lý Định Đỉnh vỗ tay, rốt cuộc cũng gặp được một hán tử, không tệ không tệ, chắc ngươi không biết điều gì đang chờ ngươi đâu, dẫn hắn về, để tám tên học sinh kia cùng tới, từ đầu tới cuối nhâm tiểu túc chỉ cười tủm tỉm trần vô địch thỉnh thoảng nhỏ giọng nói với hắn gì đó trần vô địch không vui vì hắn cho rằng mọi người làm đồng bạn đã lâu không tới nỗi bán đứng nhau như vậy khi lý thanh chính quay lại lều vải hắn không nói một lời nào nhâm tiểu túc cũng không nói gì với hắn chỉ nhìn hắn cười cười sau khi tám học sinh khi đi rồi về vương vũ trì đứng trong lều vải cười lạnh với đám chiến hữu khác nuôi chó còn có ít hơn các ngươi một đám không phải người được rồi ngồi xuống đi nhâm tiểu túc vừa cười vừa nói đám học sinh của khương vô cũng không khiến hắn thất vọng họ thật sự có cốt khí y như vẻ bề ngoài vậy khương vô không phí công trả giá vì đám học sinh này chỉ còn có nhâm tiểu túc và trần vô địch là chưa đi thẩm vấn dường như lý định đỉnh cố tình xếp hai người họ sau cùng lý định đỉnh đã xác định vô cùng rõ vấn đề nằm ở đâu đột nhiên lý định đỉnh kéo màn cửa đi vào hắn nhìn nhâm tiểu túc và trần vô địch cười nói chỉ còn hai vị hai vị có gì muốn nói chờ đã nhâm tiểu túc nói Chuyện gì, Lý Định Đỉnh ngạc nhiên, vừa dứt lời, trên không trung có tiếng vang chói tay phát ra, mặt đất ầm ầm chuyển động, đó là âm thanh hảo lực trền vang, chiến tranh lần nữa trở lại. Khánh Thị tiếp tục tấn công, trong chớp mắt, nhâm tiểu túc nhanh chóng phóng tới phía Lý Định Đỉnh, đợi đã, nếu lúc trước hắn xuất thủ thì động tĩnh bên này sẽ dẫn người của trận địa 313 tới, cho nên nhâm tiểu túc phải tranh thủ cơ hội không ai chú ý, đó là khi Khánh Thị tiến công lần nữa, đến một khắc này người của trận địa 313 ốc còn không mang nổi mình ốc thì còn ai rảnh mà để ý tới chỗ của họ. Chết đi, nhâm tiểu túc gào thét, thiết giáp nháy mắt bao bọc toàn thân nhâm tiểu túc, một tay nhâm tiểu túc cầm cổ lý định đỉnh, đè ngã đối phương xuống đất, mạch máu toàn thân lý định đỉnh phát ra ánh sáng bạc. Lý định đỉnh đã sớm có phòng bị với nhâm tiểu túc, vì hắn đoán được nhâm tiểu túc là siêu phàm giả, nhưng khi hai bên giao thủ trong nháy mắt, lý định đỉnh tuyệt vọng phát hiện, đối mặt với nhâm tiểu túc, cấp bậc hai bên cách nhau quá xa. Lý Định Định đã có chuẩn bị, hắn không giống Lâm Tê, số lượng người máy nano trên người hắn là lớn nhất trong Lý Thị, tỷ lệ đồng bộ cũng cao tới 94, tuy tỷ lệ đồng bộ trên 80 có rất nhiều nhưng gần tới 100% thì chẳng khác nào phượng mau lân giác. Lúc này, Lý Định Định dẫn theo hơn 30 chiến binh nano, trình độ 30 người này cao hơn hẳn đám người trong thần cơ doanh, nhưng trong chớp mắt nhâm tiểu túc nhảy tới. Lý Định Định trực phát hiện bản thân liên tục tránh né nhưng không kịp, không phải hắn quá chậm mà là đối phương quá nhanh hơn nữa thiết giáp kia khiến người khác không khỏi chấn kinh lý định đỉnh biết đó là do người máy nano tạo thành nhưng hắn không khỏi tự hỏi cần biết bao nhiêu người máy nano để tạo ra thiết giáp lúc trước hắn không tìm được tung tích đám người máy nano mất tích kia nhưng bây giờ lý định đỉnh đã tìm được rồi chẳng lẽ chiến binh nano bị mấy người máy nano trước giờ đều là do nhâm tiểu túc làm quả nhiên quá nhiều trùng hợp sẽ tạo thành đáp án càng khiến Lý Định Đỉnh ngạc nhiên hơn là quá trình thiết giáp xuất hiện chỉ trong chớp mắt mà thôi, nội bộ Lý Thị biết rõ, tỷ lệ đồng bộ ý chỉ hiệu suất khống chế người máy nano, người có tỷ lệ đồng bộ càng thấp thì thời gian người máy nano nhận lệnh và làm việc theo ý họ càng dài, thế nhưng nhâm tiểu túc trước mặt hắn thì sao, thiết giáp của đối phương, cấu thành quá nhanh, Lý Định Đỉnh tự hỏi bản thân, hắn tuyệt đối không làm được như thế, tỷ lệ đồng bộ của hắn là 94%, hắn làm không được, vậy tỷ lệ đồng bộ của nhâm tiểu túc cao tới mức nào lý định đỉnh chưa kịp nghĩ nhiều đã bị nhâm tiểu túc nắm cổ lý định đỉnh cảm thấy cả người bay lên cổ của hắn bị cánh tay bọc thiết giáp của nhâm tiểu túc siết chặt và đẩy hắn ngã xuống đất trong nháy mắt lý định đỉnh cảm thấy bản thân lâm vào một loại cảm giác mất trọng lực kỳ lạ lý định đỉnh có ý đồ dùng tay chống trả lại phát hiện sức mạnh người máy nano mà hắn tự hào nhất lại chẳng là gì trong tay đối thủ hết thảy giải dụa gì đó lý định đỉnh căn bản không kịp làm quá nhanh quá mạnh đây là trình độ nhân loại có thể đạt tới sao, một tiếng ầm vang lên, đầu, cổ và lưng của Lý Định Đỉnh đập xuống đất, hắn thậm chí cảm giác được xương cốt trong người mình vỡ vụn, cơ bắp được người máy nano gia cố nháy mắt vỡ vụn, Lý Định Đỉnh ngửa mặt nhìn trời, ánh mắt trống rỗng chứa được khuôn mặt băng lãnh và kiên quyết được bao bọc bởi người máy nano của nhâm tiểu túc, hết thảy mọi thứ như phát sinh bằng tốc độ ánh sáng, chiến binh nano xung quanh không kịp phản ứng, họ không ngờ dưới tình huống bị bao vây thế này mà đối phương vẫn dám giết người, hơn nữa thiết giáp mà người họ sử dụng đám chiến binh nano này chưa từng nhìn thấy lý thị dạy họ cách điều khiển người máy nano hỗ trợ bên trong cơ thể nhưng chưa bao giờ nói người máy nano còn có thể dùng như vậy các chiến binh nano giơ súng bắt liên tục về phía nhâm tiểu túc vương vũ trì khẽ quát với đồng bạn nằm xuống như đã thương lượng từ trước mấy người vương vũ trì và lý thanh chính đều đồng loạt nằm rạp xuống đất viên đạn bị thiết giáp của nhâm tiểu túc chặn lại phát ra tiếng đinh đinh đang đang rồi rơi xuống chẳng tạo ra chút thương tổn gì với nhâm tiểu túc cả, trong khi chiến binh nano nổ súng, bỗng một cây gậy màu vàng quét tới, trần vô địch trống to, ai dám tổn thương sư phụ ta đều phải chết, một phần của kim cô bỗng đột nhiên biến lớn như một cây chày gỗ đập ngang người ba chiến binh nano, cây gậy xuất động vang lên tiếng ô ô kinh khủng, dựa theo lần khảo thí lúc trước, chiến binh nano đã đủ tầm đối phó với siêu phàm giả, có điều đám lý định đỉnh không ngờ tới. Hai siêu phàm giả trong lều này chẳng phải người bình thường, Lý Thanh Chính nằm tạp tên mặt đất, hai tay ôm ấy bảo vệ đầu, trong miệng thầm nói, ta biết. Ta biết mà, nhất thời, công kích của chiến binh nano có phần rối loạn, kinh nghiệm chiến đấu với siêu phàm giả của họ quá ít, không gây ra uy hiếp gì cho nhâm tiểu túc và trần vô địch cả, hơn nữa, lều vải không lớn. Thích hợp cho nhâm tiểu túc và trần vô địch phát huy, có chiến binh nano chuyển hướng công kích về phía trần vô địch, có điều đạn bắn ra nửa băng mà trần vô địch vẫn chẳng hề hấn gì, chỉ thấy ánh sáng màu vàng chớp động xung quanh trần vô địch đạn bắn tới gần hắn liền bị hư ảnh của khôi giáp màu vàng kim chặn lại, đây là hộ giáp mà 100.000 thiên tướng cũng không thể phá hủy, Trần Vô Địch bình tĩnh nói, các người đánh xong rồi thì tới lượt ta, nói xong, Trần Vô Địch biến mắt trước mặt chiến binh Nano, trong lều vải chỉ còn tiếng nói chuyện của hắn, ngươi trái, ta phải, chỉ thấy nhâm tiểu túc đỡ đòn của chiến binh Nano, động tác chẳng chút quá sức, hắn chẳng khác nào một ngọn núi đâm vào người hai chiến binh Nano khiến họ không kịp làm gì cuối cùng hai chiến binh nano bị đánh bay ra ngoài khiến lều vải bị thủng một cái lỗ lớn nếu là bình thường e rằng mọi người đã sớm phát hiện dị động ở phía bên này thế nhưng khánh thị quay lại tấn công đã tạo ra cơ hội tuyệt hảo cho nhâm tiểu túc chiến binh nano rớt xuống đất cũng chẳng bò dậy nổi xương cốt toàn thân cứ như đã gãy nát nếu như gãy ít người máy nano trong cơ thể hắn có thể thay thế có điều số xương gãy trên người hắn quá nhiều hỏa lực của khánh thị lúc này mạnh hơn trước nhiều tạc đạn như cùng phong đánh tới thổi bay lều vải, nhâm tiểu túc đứng ở lỗ hổng lều. Trước mắt hắn còn hơn 20 chiến binh nano, sau lưng là ồn ào náo động, chiến binh nano hiểu rõ, súng ống không có tác dụng với thiết giáp này. Họ nhao nhao vứt sạch súng ống, rút bội đao nano từ bên hông ra, nhâm tiểu túc giơ tay lấy hát đao từ hư không. Hắn nở nụ cười, thiết giáp cho bên ngoài mặt cũng như đang cười, các ngươi có ta cũng có, ta có càng nhiều hơn các ngươi có. Bắt đầu tính thời gian, 30 giây, cái gì 30 giây, trong lòng chiến binh nano càng thêm bất an, thậm chí còn không dám chủ động tấn công, nhâm tiểu túc hỏi, các ngươi còn được sống thêm 30 giây nữa, sau một khắc này, hắn thầm nói, tồi thành, trong mắt được thiết giáp che đậy hóa thành màu hồng, nham thạch dưới miệng núi lửa cùng cuộn dân trào, hết thảy sinh linh rơi vào vùng ánh sáng màu đỏ đó đều bị hủy diệt, trước giờ nhân loại chưa bao giờ ngừng khát vọng sức mạnh tối cao. Bằng không lý thì cũng chẳng sáng tạo ra người máy nano mà áp dụng vào quân đội, nhâm tiểu túc cảm nhận một cổ lửa nóng từ trong thân thể mình, hắn cầm đao tiến về trước một bước, chiến binh nano trơ mắt nhìn nhâm tiểu túc lướt qua bên cạnh mình. Họ muốn dơ bội đao nano chém nhâm tiểu túc nhưng vì sự chênh lệch về tốc độ mà đám chiến chỉ có thể mặc người nắng bóp thắt đao cắt ngang ngực một chiến binh nano. Đao ngăn trước ngực hắn bị cắt thành hai mặt phản chỉnh tề, thân thể chiến binh nano chia hai nửa ngã xuống đất, một chiến binh nano vì né không kịp mà bị thiết giáp của nhâm tiểu túc đâm vào người. Hắn cảm thấy như ngực mình bị thủng một lỗ, huyết dịch vì bị chèn ép mà không thể chảy chỉ có thể ứ động trong thân thể hắn, hơn 10 chiến binh nano bao vây một mình nhâm tiểu túc, một chui đao chém vào sau lưng nhâm tiểu túc, thế nhưng chỉ khiến thiết giáp bị nứt một chút chứ chẳng thể tổn thương thiếu niên, vết nứt trên áo giáp trông cực kỳ đáng sợ, trong chớp mắt, chiến binh mới phát hiện thì ra người máy nano cũng có thể dùng như thế, thân thể có tố chất cường đại của nhâm tiểu túc kết hợp với sự mạnh mẽ của thiết giáp chẳng khác nào một, máy tính công thành chân chính, mạnh mẽ tới mức khiến người khác nhìn mà sợ hãi, chiến sĩ nano bắt đầu thất kinh họ không biết làm thế nào mới có thể thắng được cổ máy cường lực mạnh mẽ trước mặt. Nội tâm cả đám bị cảm giác vô lực đè ép, chiến binh nano nọ nhặt súng ống dưới đất lên, trống giận bắn điên cuồng vào lều vải, phản phất như làm thế sẽ tiêu trừ được sự sợ hãi trong lòng hắn, nhưng chỉ một giây sau, tiếng gào to đã im bặt. nhâm tiểu túc cầm hắt đao đâm vào lòng ngực gã, huyết dịch nhanh chóng tràn vào phổi chiến binh nano tạo thành bọc máu, nhâm tiểu túc chậm rãi rút hắt đao ra, vô địch, phía ngươi thế nào, trần vô địch kiên kim cô bổng trên vai đã xong, lúc này nhâm tiểu túc mới thu lại thiết giáp rồi để hắc đao vào trong cung điện, nhâm tiểu túc nhìn một mảnh hỗn độn bên cạnh, lều vải vẫn chưa sụp đổ, chỉ là tình hình không được tốt lắm, nhâm tiểu túc nhìn đám chiến hữu nằm sấp dưới đất, một vài tên đã bị lạc đạn từ cuộc chiến khi nãy bắn chết. Còn vài người thì ôm đầu khóc trống, nhâm tiểu túc cũng chẳng để ý tới họ mà đi tới cổ đám lý thanh chính, sao lại bị thương, nhâm tiểu túc nhíu mày nhìn vết máu trên đùi vương vũ trì, chỉ còn vài học sinh và Lý Thanh chính là lành lặng, mặt vương vũ trì đầy mồ hôi, bị lạc đạn, khả năng cao xương đã gãy. Lớp trưởng, ngươi xem những người khác xem, hình như họ cũng bị thương, nhâm tiểu túc thống kê một chút, có năm đệ tử bị thương, hơn nữa vết thương không nhẹ, cần phải gấp đầu đạn ra mới được, không thể ở lại đây, nhâm tiểu túc nói, chúng ta thừa dịp hai bên đánh nhau, cướp một cổ xe tải quay về hàng rào 108 trước, nguy cơ lần này khiến nhâm tiểu túc nhận ra, rất có thể đã có người liên hệ nhiều sự kiện lại một chỗ. Nếu hắn tiếp tục ở lại Lý Thị, chỉ sợ sẽ càng thêm nguy hiểm, nhâm tiểu túc nói với Trần Vô Địch, ngươi cổng những người bị thương đi, các ngươi ra bên ngoài chờ ta, Lý Thanh Chính giúp đỡ những học sinh bị thương rời đi. Sau khi mọi người đi khỏi, nhâm tiểu túc vạn cổ đám chiến hữu còn sống, những người này biết quá nhiều nên không thể lưu lại, hắn lấy chén nồi, xẻng, chùi cùng các loại đồ lặt vặt khác ra, chỉ để lại vàng và đồ ăn mà thôi sau đó hắn lại thu hết người máy nano vào chỗ trống làm xong nhâm tiểu túc mới rời khỏi lều vải phụ mọi người khiêng thương binh rời đi trận đại 313 ngày càng hỗn loạn hỏa lực của khánh thị mãnh liệt tới mức khó tưởng tượng không ai chú ý tới họ những tổ tác chiến khác chỉ nghĩ họ là thương binh lùi lại mà thôi bên kia có một chiếc xe nhâm tiểu túc thấp giọng nói lái xe ở trên đó đoạt xe nơi này cách cửa ra vào trận địa 313 rất gần chỉ cần đoạt xe rồi lập tức lao ra là được trong thời điểm hỗn loạn này chẳng ai rảnh mà để ý họ, nhưng vào lúc này, một đội binh sĩ kỳ quái chạy vào từ bên ngoài trận địa, trong lòng nhâm tiểu túc cảm thấy kỳ lạ, động tác đám binh sĩ này quá mức chỉnh tề, hơn nữa ánh mặt lại chẳng có tí cảm tình nào, đây là một đột quân chừng 500 người, nhâm tiểu túc cúi đầu, ý đồ dẫn theo đám trần vô địch đi ngang qua đội ngũ này, thế nhưng quan quân phía trước đội lính kia bỗng hô to, các người là tổ đội tác chiến nào, thanh âm của quan quân máy móc và bình tĩnh, Lý Thanh Chính lập tức tiến lên giải thích. Chúng ta là binh đoàn thứ bảy, đang dẫn theo thương binh lùi xuống, chuẩn bị tới phòng y tế, sĩ quan kia nhìn đám nhâm tiểu túc một cái, nói tiếp, dẫn chúng ta tới trận địa của anh hùng doanh, nhâm tiểu túc nháy mắt nắm chặt tay. Những người này tới đây vì hắn, nếu đúng như nhâm tiểu túc đoán, 500 người này là chiến binh nano, dù nhâm tiểu túc và trần vô địch là thần tiên cũng không cách nào đánh lại, hơn nữa họ đang đứng trên một gò đất nếu đánh nhau sẽ rất dễ bị người khác chú ý nhâm tiểu túc đang suy nghĩ xem nên làm sao thì nghe lý thanh chính cười nói đi để ta dẫn các người đi nhâm tiểu túc có chút sửng sốt sau đó hắn thấy lý thanh chính quay đầu cười đắng chát với mình các người nhanh tới phòng y tế đi đừng để chậm trễ thời gian trị thương ta dẫn các trưởng quan tới anh hùng doanh xong sẽ tụ họp với các người nhâm tiểu túc kinh ngạc nói ngươi ta cái gì mà ta lý thanh chính cười nói ta vui còn không kịp nữa được rồi các người đi đi nói xong Lý Thanh Chính xoay người dứt khoát rời đi, không hề quay đầu lại, chiến tranh chính là thế, không kịp nói cái gì lừng lẫy, không kịp làm màu, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra, sau đó cướp đi nụ cười thân thuộc bên cạnh ngươi, nhâm tiểu túc kiên quyết quay người đi tới xe tải, không ai được quay đầu lại, vương vũ trì dãy dụa nói, lớp trưởng, nhâm tiểu túc hạ giọng gào thét, ta đã nói ta không phải người tốt, ánh sáng gì đó ta đã sớm không còn rồi, đám vương vũ trì nhất thời nghẹn lời thậm chí còn không biết ánh sáng trong lời nhâm tiểu túc nói là gì, chỉ có Trần Vô Địch nghe hiểu. Hắn nhớ rõ lúc chiều sư phụ có nói, nếu được lựa chọn, kỳ thật ta muốn làm người có hy vọng, có điều ta không còn lựa chọn nào khác, không phải ta không muốn mà là từ trước tới giờ, cuộc sống chỉ cho ta hai lựa chọn, một là sống, hai là chết, đây chính là đất chết. Phía sau trận địa 313 không có gì cả nên sau khi nhâm tiểu túc cướp được xe thì lập tức chạy về hướng hàng rào 108 chẳng có chút trở ngại nào. Lúc trước khi họ tiến vào phải kiểm tra thân phận hết nửa giờ, hiện tại binh lính đều ra tiền tuyết, trừ binh lính canh chừng sống ống và binh sĩ quân nhu mới ở lại phòng ngừa gián điệp đội nhập mà thôi, bấy giờ gián điệp đầu sỏ của Khánh thì đã rời đi rồi, thậm chí nhâm tiểu túc còn chẳng kịp nói lời nào với đường chu cả, bên trong xe tải rất im ắng, nhâm tiểu túc một đường dẫm chân ga. Trần Vô Địch và đám vương vũ trì cũng không nói gì thêm, trên đường về hàng rào 108 họ có đi ngang cửa khẩu, đầu nhâm tiểu túc đổ đầy mồ hôi hắn sợ bị cản lại, nhâm tiểu túc trực tiếp lấy giấy chứng nhận của phòng điều tra đặc biệt ra. Giấy chứng nhận vừa xuất hiện thì chẳng ai dám cản nữa, hiện giờ chuyện lùng bắt nhâm tiểu túc và anh hùng doanh vẫn được giữ bí mật. Nhâm tiểu túc cũng ý thức được điểm này, bằng không lý định định làm việc đâu cần che che giấu giấu, hiện tại việc nhâm tiểu túc muốn làm là quay về hàng rào trước khi lý thị, truy nã hắn sau đó tìm cơ hội dẫn đám nhan lục nguyên đi, về phần đi đâu thì sau này tính tiếp hiện giờ hướng bắc về phía hàng rào 88 của Dương Thị Chiến Hảo Triền Miên. Tối nay đội thiết giáp của Dương Thị đã đánh chiếm lược Thắng Sơn, có điều họ còn chưa kịp ổn định thì một đội chiến binh nano thần bí đã đánh tới. Tình hình chiến đấu càng thêm căng thẳng, Nhâm Tiểu Túc chọn đi về hướng Bắc cũng khó lòng vượt qua chiến trận, không thì Nhâm Tiểu Túc có thể dẫn mọi người trốn vào rừng. Tuy trong rừng giả thú và độc trùng hoành hành nhưng hiện tại hắn có bụi gai nói không chừng về sau hắn có thể đổi thêm nhiều loại hạt giống khác. Họ sống ở nơi hoang dã cũng không quá áp lực, nhâm tiểu túc chỉ mất 4 tiếng đã đi tới tường thành hàng rào. Nếu không phải đường núi khó đi, hẳn nhâm tiểu túc còn đi nhanh hơn nữa, nhâm tiểu túc đậu tại miệng cống hàng rào đưa giấy chứng nhận ra. Hắn một mực quan sát biểu tình quân coi cổng, phòng ngừa có chuyện gì thường gì xảy ra, bất quá binh thủ thành cũng chưa nói gì, khách khách khí khí cho qua, biểu tình vẫn chẳng khác gì trước, bấy giờ nhâm tiểu túc mới thở vào một hơi. Lý thị đại khái không ngờ người họ muốn bắt lại ở ngay trong hàng rào, nhưng lúc này hắn phải càng thêm cẩn thận và chú ý hơn. Vạn nhất Lý thị phát hiện mánh khóe của hắn, họ khó lòng mà trốn được vào hàng rào, nhâm tiểu túc dừng xe lại, hay đồ, chúng ta nghỉ ngơi một lát, ta nghĩ cách tìm đám nhan lục nguyên, sắc mặt trần vô địch bình tĩnh xuống xe, quẹ, sao vậy vô địch, nhâm tiểu túc kinh ngạc hỏi, sư phụ, ta không sao, quẹ. Trần vô địch khoe khoang bản thân là tề thiên đại thánh chuyển thế, không sợ trời không sợ đất hiện tại hắn chỉ sợ sư phụ hắn lái xe mà thôi súng đạn gì đó công kích vật lý gì đó cũng chẳng bằng sư phụ hắn lái xe nhâm tiểu túc bình tĩnh nói vô địch ngươi như vậy là không được mới có thế đã say xe ngươi nhìn những người khác xem họ có sao đâu nhâm tiểu túc nhìn lại những học sinh khác đã bất tỉnh nhân sự việc này thật khiến nhâm tiểu túc cạn lời hắn hỏi cung điện kỹ năng điều khiển hiện tại của ta có đẳng cấp gì cung điện đáp không phát hiện kỹ năng điều khiển nào cả Nhâm Tiểu Túc, được rồi. Kế hoạch của hắn là trước tiên tìm Nhan Lục Nguyên, có điều Nhâm Tiểu Túc nghĩ nửa ngày cũng không ra đầu mối, chung quy hàng rào lớn như thế, lúc trước mọi người vội vã ra tiền tuyến nên không lưu lại phương thức liên lạc, bây giờ Nhâm Tiểu Túc phải tìm Hồ Thuyết để nhờ vả, thế nhưng hắn tìm Hồ Thuyết kiểu gì? Nhâm Tiểu Túc hỏi những người trên đường đi tới tổ điều tra đặc biệt thế nào, kết quả hỏi mãi mà chẳng ai biết, dường như tổ điều tra đặc biệt rất bí mật, lúc này, Trần Vô Địch nói, sư phụ tuy đạn đã lấy ra nhưng chúng ta không biết chữa gãy xương. Nếu cứ kéo dài e rằng đám vương vũ trì sau này sẽ không thể đi bộ như người bình thường, nhâm tiểu túc nhíu mày, vết thương của đám vương vũ trì là do súng gây ra. Tuy trên đường trần vô địch đã giúp họ lấy đạn ra và thoa hắc dược nhưng nếu tới bệnh viện thì vừa nhìn bác sĩ sẽ biết đây là vết thương từ súng đạn, đến lúc đó sẽ kéo quân đội, của hàng rào 108 tới, phiền toái càng lớn hơn, nhâm tiểu túc trầm tư một lúc nếu không tìm được hồ thuyết thì chỉ có thể để hồ thuyết tìm hắn đột nhiên nhâm tiểu túc nghe có người nói chúng ta không thu tiền của khánh thị và dương thị hiện tại tiền giấy của hai tập đoàn đó không dùng được nếu không phải tiền giấy của lý thị thì đừng tới mua đồ một đại tỷ quỳ gối trước tiệm thức ăn khóc ròng nhà của ta đã hai hôm chưa ăn cơm tốt xấu gì ngươi cũng bán cho ta một chút chứ đây là tiền trước kia nhà ta tích lũy đầu tư sau khi chiến tranh kết thúc nó sẽ tăng cao đấy lúc này nhâm tiểu túc im lặng nhìn hết thảy không lên tiếng, chiến tranh bạo phát, đa phần lương thực đều dùng để cung ứng cho quân đội. Điều này sẽ dẫn tới hàng rào 108 khang hiếm thức ăn, nhâm tiểu túc bừng tỉnh. Nguyên lai like trong chiến tranh, người ở hàng rào cũng không có ngày tháng tốt lành gì, đột nhiên cung điện thông báo, nhiệm, vụ trợ giúp 10 cư dân hàng rào chịu nổi khổ do chiến tranh gây ra. Ha ha, nhâm tiểu túc vừa nghe được thông báo liền cả thấy vô lý, bây giờ hắn còn đang chạy nạn thì giúp đỡ người khác cái trắm gì, bất quá nhâm tiểu túc có chút sửng sốt hắn quay đầu nói với trần vô địch đi ta có cách rồi nói xong nhâm tiểu túc lên xe một cước đạp chân ga đi dạo trong hàng rào thẳng tới một tiệm vàng mới dừng lại nhâm tiểu túc vào tiệm vàng liền hỏi có thu mua vàng không hai mắt lão bản sáng lên khách nhân ngài đổi bao nhiêu vàng đầu năm nay chiến tranh bắt đầu thứ đáng giá nhất chính là vàng hơn nữa tỷ giá vàng còn không ngừng tăng cao trước kia trong hàng rào một chỉ mấy trăm đồ hiện tại một chỉ đã tăng tới mấy ngàn rồi khoan nói về việc ta đổi bao nhiêu nhâm tiểu túc nhìn ông chủ ta hỏi ngươi ngươi có đổi tiền của dương thị không a à, trong lòng ông chủ rung lên một hồi chuông hân hoan tiệm vàng trong hàng rào có khá nhiều cách trao đổi ví dụ trước kia họ sẽ giúp thương nhân hối đoái tiền tệ giữa các tập đoàn chỉ cần phí thủ tục của họ thấp hơn ngân hàng lý thị một chút thì thương nhân đều nguyện ý đổi đáng tiếc chiến tranh bắt đầu tiền tệ của dương thị và khánh thị trong tay còn chẳng bằng tờ giấy trắng hiện tại thiếu niên này lại hỏi về tiền tệ dương thị trong thời khắc mấu chốt chẳng lẽ hắn điên rồi, nhâm tiểu túc cao mày nói, đổi hay không, đổi. Đổi chứ. Sao lại không đổi, chủ tiệm vàng vẫn không đổi được tiền tệ dương thị, ai ngờ bây giờ bỗng nhiên có người chịu đổi, đương nhiên ông chủ mừng còn chẳng kịp, lúc này ông chủ tiệm vàng không để ý nhâm tiểu túc đổi tiền có bị thịt thời không, trong chiến trong, người chịu khổ còn ít sao. Thêm một người cũng không sợ nhiều, chủ tiệm vàng không biết, hiện tại nhâm tiểu túc căn bản không ngại việc giá trị tiền tệ của dương thị giả vì với cung điện mà nói tiền tập đoàn nào phát hành cũng đều là tiền cả bây giờ tiền dương thị giảm giá rất phù hợp với nhu cầu của nhâm tiểu túc hơn nữa về sau lỡ mà tới địa bàn dương thị hắn vẫn xài được chung quy trên địa bàn của dương thị tiền tệ nhà họ sao mà giảm giá được có giảm cũng là giảm giá trị của tiền giấy khánh thị và lý thị nhâm tiểu túc không nghĩ tới chiến tranh lại đem tới tiền lão cho mình sau khi quay về hàng rào nhâm tiểu túc cũng chẳng biết nên cảm tạ lý thị thế nào cho phải cho nên ở thời điểm binh hoang mã loạn như hiện tại hắn bán vàng e rằng chẳng ai thèm quản đây là cơ hội tốt khó trách người già thường nói người tài trong chiến tranh giàu sẽ càng giàu nhâm tiểu túc cảm nhận sâu sắc ý nghĩa trong câu nói này khi chiến tranh tới có rất nhiều trật tự bị phá vỡ ông chủ tiệm vàng cười nói người anh em ngươi muốn đổi bao nhiêu vàng có bao nhiêu ta cũng đổi với ngươi nhâm tiểu túc hỏi lão bản nơi này của các người có bao nhiêu tiền tệ dương thị có bao nhiêu ta đổi bấy nhiêu khẩu khí lớn như vậy ông chủ nhỏ giọng nói ta có 240.000 đồng, hiện tại một chỉ vàng có thể đổi được 8.000 đồng tiền dương thị, con số này hơi ít à, hiện tại nhâm tiểu túc đã bành trướng tới mức xem thường 240.000 đồng, chung quy số vàng hắn có trong tay dùng để đối 240.000 đồng nói nhiều không nhiều nói, ít không ít, cũng gần 30 chỉ, không đúng. Nhâm Tiểu Túc cảm thấy bản thân đã quên mất chuyện gì rất quan trọng rồi, Nhâm Tiểu Túc chợt nhớ tới cái gì đó mà hỏi, vậy tiền thánh thị trong tay ngươi có bao nhiêu, ta cũng muốn đổi, ông chủ cùng hỉ người anh em, ngươi đang làm từ thiện à, ta thật sự cảm ơn ngươi. Khánh thị ta có 310.000 đồng, điểm cảm tạ tới từ Liêu Nghĩa Trung, cộng 1. Cung điện thông báo, nhiệm vụ đã hoàn thành một phần 10. Nhâm, tiểu túc kinh ngạc, vừa rồi nhâm tiểu túc nói phải trợ giúp 10 cư dân gặp khó khăn vì chiến tranh trong hàng rào. Nguyên lai like ông chủ tiệm vàng cũng là một trong số đó, tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng đúng, tiền trong tay nay mất giá trị thì đúng là khiến người ta mất ăn mất ngủ, việc này, nhâm tiểu túc biết nên làm sao để hoàn thành nhiệm vụ rồi hắn không hề lợi dụng chiến tranh để phát tài trong chớp mắt nhâm tiểu túc tự nói với bản thân như thế hắn là đang giúp đỡ những cư dân gặp khó khăn trong hàng rào a nhâm tiểu túc biết cách nói này có chút cưỡng từ đoạt lý nhưng làm thế nào mới không thẹn với lương tâm đây ít nói lại nhâm tiểu túc không lập tức đi tìm mấy tiệm vàng khác mà quay về xe tải quân dụng hắn kéo tấm bạc xuống che khuất thùng xe để người ngoài không thể nhìn vào bên trong nhâm tiểu túc nhìn đám người vương vũ trí chuyện kế tiếp là cơ mật, các ngươi không được nói với bất kỳ ai là là bạn học của các ngươi. Khương vô lão sư thì sao? Vương Vũ Trì hỏi, lúc này vết thương Vương Vũ Trì vẫn chưa được chữa trị, chỉ là sau khi thoa hắc dược lên thì đỡ đau hơn mà thôi, nhâm tiểu túc nghĩ nghĩ. Khương vô lão sư thì được, lúc trước nhâm tiểu túc nghĩ tới việc trị liệu chỗ gãy xương cho đám vương vũ trì rồi, hắn sẽ để cho họ một ít người máy nano để họ điều khiển chúng tiến hành chữa lành vết thương trong thân thể đây là biện pháp tốt nhất tốt hơn đi bệnh viện nhiều những học sinh này không hề bán đứng hắn đây cũng là nguyên nhân nhâm tiểu túc nguyện ý dẫn họ chạy thoát thân trần vô địch có năng lực thuận phong nhĩ việc này không sai đi đâu được nếu là trước kia nhâm tiểu túc khẳng định không nguyện ý để lộ bí mật người máy nano ra có điều tình huống hiện tại có thay đổi nhâm tiểu túc đồng ý chia sẻ bí mật với các nam sinh huống chi hiện tại người máy nano hắn thu thập được có chút nhiều, căn bản hắn không tự dùng được, e rằng lý thị mà biết việc này sẽ khó chịu biết bao nhiêu, bên họ còn có rất nhiều binh sĩ chưa được cấp người máy nano, kết quả lại bị đám người chưa thông qua kiểm tra đồng bộ của nhâm tiểu túc cướp được, lại còn có thể khởi động lại từ đầu nữa, bất quá việc nhâm tiểu túc cấp người máy nano cho vương vũ trì cũng mất hết 20.000 đồng phí thủ tục cho cung điện. Vì thế nhâm tiểu túc phải tới tiệm vàng trước, bằng không hắn kiếm đâu ra ngần ấy tiền đám vương vũ trì nhìn nhau rồi nói lớp trưởng yên tâm dù chết chúng ta cũng không nói ra bí mật hôm nay vương tay ra nhâm tiểu túc nói ta cho các người một ít người máy nano đám vương vũ trì nghe vậy thì ngây ngẩn cả người tuy họ không hiểu rõ về chuyện người máy nano nhưng thứ đồ chơi này có thể cho tùy tiện vậy à không cần chương trình mã hóa gì sao họ nhìn biểu tình như không có việc gì của nhâm tiểu túc mà ngơ ngác người máy nano quá mức trân quý vương vũ trì rụt tay về lớp trưởng người máy nano có ích với ngươi, cho chúng ta rồi ngươi làm sao, nhâm tiểu túc không kiên nhẫn được nữa, hắn bắt lấy tay vương vũ trì, xét nét như vậy làm gì, thứ này ta còn nhiều mà, lời này khiến đám vương vũ trì không khỏi bối rối, lớp trường nhà họ sao mà tài đại khí thô thế, nói thật, nhâm tiểu túc đã đánh giá sơ lược tình hình, hiện tại số lượng người máy nano hắn thu nạp trong không gian chia cho 8 người này xong vẫn còn rất nhiều cho nhan lục nguyên, tuy chỗ nhan lục nguyên đã có đủ để làm thiết giá, cả thân nhưng tuổi nhan lục nguyên còn nhỏ, về sau thằng bé vẫn sẽ lớn lên, vóc dáng trưởng thành A, loại cảm giác này cứ như người lớn ở nhà chuẩn bị quần áo cho con cháu vậy, dù sao vẫn phải suy tính lâu dài, đa phần khi mua đồ cho trẻ con, phụ huynh đều sẽ mua rộng một chút để có thể mặc lâu hơn, cung điện nói, tổng cộng 8 người. Thu 16.000 đồng phí thủ tục, nhâm tiểu túc nhịn đau cắt thịt thầm nói trong đầu, dùng tiền của Khánh Thị, đừng dùng của Dương Thị. Dù sao khả năng cao hắn sẽ đi Dương Thị cho nên hiện tại ưu tiên dùng tiền thánh thị hơn, phải tiết kiệm tiền của Dương Thị, chỉ thấy người máy nano từ người nhâm tiểu túc tràn qua tay của Vương Vũ Trì, lúc này, đám Vương Vũ Trì bắt đầu điều khiển người máy nano, nhâm tiểu túc nói, các người điều khiển chúng ổn không, Vương Vũ Trì lắc đầu, mỗi lần ra lệnh sẽ mấy chừng nửa giây chúng mới thi hành, cảm giác không được tự nhiên lắm, ừ, tỷ lệ đồng bộ của các ngươi tương đối thấp, nhâm tiểu túc gật đầu. Bất quá sau này các ngươi rèn luyện thân thể thường xuyên, luyện tập phản xạ và tốc độ hẳn sẽ tốt hơn chỉ cần đề cao xuống còn 0.2 giây, ta cảm thấy khi đó các ngươi ứng phó với siêu phàm giả cũng chẳng vấn đề gì. Từ Vương Vũ Trì gật đầu, hắn bắt đầu điều khiển người máy nano nối xương cho mình. Có điều quá trình này hết sức thống khổ, vì họ phải đem từng mảnh xương vỡ nối lại chỗ cũ, bất quá nhâm tiểu túc phát hiện lúc nối xương, dù đau cách mấy đám học sinh cũng không kêu thành tiếng, nhâm tiểu túc quay về ghế lái, tiếp tục tìm kiếm tiệm vàng. Đương nhiên cũng không phải vì tiền, Nhâm Tiểu Túc còn có một kế hoạch sâu xa khác nữa, lần này Nhâm Tiểu Túc tới tiệm vàng đổi tiền rất thuần thục, hắn yêu cầu đổi vàng thành tiền mặt, nhưng tiệm vàng còn tồn không nhiều. Mỗi tiệm Nhâm Tiểu Túc chỉ kiếm được chừng trên dưới 500.000 đồng tiền mặt của cả hai nhà Khánh Thị và Dương Thị, bất quá đã có thể đổi tiền mặt lại đạt được cảm tạ tệ, còn trợ giúp cho cư dân khó khăn trong chiến tranh thì đúng là một mũi tên trúng ba con nhạn. Chuyện tốt như thế cớ sao không làm, chờ tới khi Nhâm Tiểu Túc rời khỏi tiệm vàng thứ 10, cung điện thông báo, nhiệm vụ hoàn thành nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha ban thưởng đồ phổ học tập kỹ năng cơ sở nhâm tiểu túc thoáng có chút thất vọng hắn vốn muốn lấy đồ phổ cấp hoàng mỹ dùng cho trần vô địch dù sao đệ tử nhà hắn có một thân kỹ năng siêu phàm hoặc nhìn rất trâu bò đó nha đáng tiếc đồ phổ cơ sở mà dùng trên người trần vô địch thì chẳng còn ý nghĩa gì đồ đệ này của hắn trừ năng lực siêu phàm ra thì chẳng còn cái gì xuất chúng nữa sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhâm tiểu túc kiểm kê lại tiền mặt hắn đang có tổng cộng có chừng 5 triệu 410 nghìn đồng. Một chồng tiền mặt được đặt trong không gian khiến nhâm tiểu túc nhìn mà có phần chói mắt, phản phất như mấy sấp tiền đó phát sáng vậy, trước kia hắn chưa từng nghĩ có ngày bản thân lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Đi, vô địch, chúng ta đi ăn cơm, nhâm tiểu túc hào tình vạn trượng, ăn hết mình đi, sư phụ mời khách, những người khác không bị thương cũng đi cùng, người nào bị thương thì chịu khó ở trong xe, chúng ta ăn xong sẽ mua về cho các người, lúc này muốn tìm nhà hàng không dễ may mắn họ tìm được một cửa hàng nhâm tiểu túc vừa vào nhìn menu liền nói trừ cái này cái này cái này còn lại mang hết lên đây trần vô địch ưu sầu nói sư phụ não ngươi bệnh nặng hơn rồi hả vào lúc này cung điện bỗng nhiên thông báo kiểm tra đo lường tiền tài của ký chủ ký chủ có muốn mở rộng không gian thu nạp không nhâm tiểu túc không khỏi e răng cung điện này rất biết tận dụng mọi thứ a à. vẫn là câu nói kia tiền cũng là để dùng bây giờ hắn có nhiều tiền như thế mà chẳng có chỗ dùng chẳng phải bây giờ để mở rộng không gian là tiện nhất ư, hiện tại không gian thu nạp của nhâm tiểu túc mới có 15 mét vuông, đôi khi không đủ mang thêm đồ nữa, nhâm tiểu túc thầm nói, giải tỏa. Chỉ thấy tiền trong không gian nhất thời mất hết phân nữa, mà không gian nhanh chóng bành trướng, nhâm tiểu túc đau lòng nói, lần này ngươi giải tỏa mấy cấp, vừa rồi hắn tính nói đừng mở rộng quá nhiều, kết quả lúc nói đã muộn. Nhâm tiểu túc thật hoài nghi, cung điện cố tình thao tác nhanh như thế vì không để hắn sửa lời, cung điện đáp, mở. Trọng 240 mét vuông cộng với không gian vốn có, tổng cộng là 255 mét vuông, hao tổng 4 triệu 800 nghìn đồng. 16 mét vuông 320 nghìn đồng, 32 mét vuông 640 000 đồng, 64 mét vuông 1 triệu 280 nghìn đồng, 128 mét vuông 2 560 000 đồng, tổng cộng 4 cấp, trong tay nhâm tiểu, túc chỉ còn 610 nghìn đồng mà thôi, lúc này, cung điện tiếp tục phát ra thông báo, có muốn giải tỏa chức năng bảo quản chân không của không gian không? chi phí là 200.000 đồng để chia cách khu vực tổng thành khu vực chân không riêng, mặt nhâm tiểu túc đen đi mấy phần, ha ha, giải tỏa. Có giải tỏa công năng giao trồng thực vật không? Có thể giải tỏa giải tỏa giải tỏa, nhâm tiểu túc nổi giận, ngươi đó, thấy tiền là tiêu. Hạng mục của ngươi quá nhiều rồi. Lúc này nhâm tiểu túc phát hiện bản thân chỉ còn lại 10.000 đồng, khu vực giao trồng gì đó lại tốn hết 400.000 đồng, Đeo dò ở phút 59 thế này là cùng, Trần Vô Địch nhìn Nhâm Tiểu Túc im lặng ngồi trên bàn ăn, sắc mặt hắn một hồi xanh một hồi đỏ thì hỏi, Sư phụ, người không thoải mái à, Nhâm Tiểu Túc nhìn Trần Vô Địch lại quay đầu nhìn ông chủ cửa hàng, ông chủ, vừa rồi ta gọi món là đùa giỡn thôi, ngươi đừng để ý, đem cho chúng ta mỗi người một chén cơm trắng là được, Trần Vô Địch, chấm hỏi, đương nhiên Nhâm Tiểu Túc không thật sự keo kiệt như thế cuối cùng hắn vẫn kêu thêm vài món ăn, có điều khi ăn được một nửa thì người của đội trật tự bỗng đẩy cửa tiến vào, cao giọng nói: "Xe tải quân dụng ngoài cửa là của ai? Có người báo các ngươi đổi một số lượng lớn vàng, hơn nữa còn tàn trữ vàng đã bị oxy hóa, lai lịch số vàng đó của các ngươi là bất chính." Nhâm Tiểu Túc thầm nhủ trong lòng, cái gì tới sẽ tới, hắn giơ chứng nhận tổ điều tra đặc biệt lên, nói với người của đội trật tự: "Qua đây." Người của đội trật tự choáng váng, sao lại động tới ôn thần của tổ điều tra đặc biệt rồi? ba người của tổ điều tra đặc biệt run sợ đi tới ngài đừng để ý a à, đều là hiểu lầm nhâm tiểu túc vừa ăn cơm vừa nói đội trật tự của các người quản trọng ghê nhỉ có phải muốn ăn chặn vàng của ta không người của đội trật tự càng sợ họ tới đây đúng là muốn cướp vàng thời điểm chủ tiệm vàng khai báo có nói thiếu niên kia chắc chắn còn vàng có điều ba người họ không ngờ lại đụng phải thiết bản tổ điều tra đặc biệt a à. bất quá người của đội trật tự vẫn cười làm lành giải thích chúng ta không có ý như vậy ngài đừng hiểu lầm nhâm tiểu túc không vui về sau việc này các người không cần quản nữa để người của tổ điều tra đặc biệt quản tổ điều tra đặc biệt quản người của tổ trật tự bối rối đúng về sau các ngươi không cần quản nữa tổ điều tra đặc biệt chúng ta muốn xen vào tất cả những chuyện đội trật tự quản tổ điều tra đặc biệt sẽ tiếp nhận nhâm tiểu túc nói về nói lại như thế với thủ trưởng của các ngươi ba người nọ nhanh chóng xoay người rời đi đây chính là đại sự rồi tổ điều tra đặc biệt muốn đoạt quyền a hồ thuyết đen mặt ngồi xuống đối diện nhâm tiểu túc hắn nhìn bộ dáng an nhàn của nhâm tiểu túc thì tức tới nín thở ta vừa về hàng rào thì nhận được tin tổ điều tra đặc biệt muốn tiếp quả đội trật tự nhâm tiểu túc cười nói mở rộng nghiệp vụ mở rộng nghiệp vụ thôi ngươi là muốn tìm ta sao hồ thuyết tức giận nói tìm ta làm gì ngươi còn có tâm tình ăn cơm trong hàng rào Ngươi có biết cái tên lý thanh chính cùng đội với ngươi đã bị binh sĩ bí mật bắt giữ đưa về hàng rào không?" Nhâm Tiểu Túc nghe vậy thì im lặng một hồi, "Khi nào tới hàng rào?" "Đi tới đâu?" "Tình huống bên đó thế nào?" "Lý thị điên rồi, Hồ Thuyết thở dài nói tiếp, 8 phần 10 người của binh sĩ thần bí bị người máy nano khống chế, năng lực tác chiến của họ cực kỳ mạnh, một đám binh sĩ sĩ vừa gia nhập đầu tuyến thắng sơn thì binh sĩ của Dương thị lập tức bị bức cho lùi binh." đám quân sĩ này sẽ không sợ hãi cũng không sợ chết nhâm tiểu túc có chút sửng sốt còn có thể dùng người máy nano như vậy bấy giờ nhâm tiểu túc chợt nhớ mỗi lần cung điện khởi động lại người máy nano nó sẽ nói thanh trừ chương trình online từ xa e rằng vấn đề nằm ở chỗ này hẳn những binh sĩ một lòng muốn trở thành chiến binh nano kia cũng chẳng ngờ bản thân sẽ rơi vào kết quả như thế khó trách hồ thuyết bảo lý thị điên rồi như vậy là quá tàn nhẫn với những chiến binh nano đó hồ thuyết nhìn nhâm tiểu túc một cái em trai nhan lục nguyên của ngươi đang ở một ngõ hẻm bảo nguyên cách đây chừng 10 km, ngươi đi tìm họ đi, dẫn họ rời khỏi đây, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, nhâm tiểu túc nói tiếp, khi nào Lý Thanh Chính sẽ tới hàng rào 108, hắn bị nhốt ở đâu, dường như hồ thuyết có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn cứu hắn. Ngươi là loại người này, nhâm tiểu túc chân thành nói, ta đúng thật không phải người tốt, ta sẽ suy nghĩ thêm, có điều ta không phủ nhận khả năng này trên đường trở về hàng rào ngươi không có cơ hội hồ thuyết nhìn nhâm tiểu túc nói nhưng ta biết nơi hắn bị giam giữ để thẩm vấn bất quá ngươi cũng lường trước được nơi đó được trông coi cực kỳ chặt chẽ ta không biết ngươi có cơ hội không ngươi không cần lo lắng thay ta nhâm tiểu túc nói nếu ta không nắm chắc sẽ không tự mình chịu chết ta không phải loại người như vậy trước ngươi nói ta biết khi nào sẽ về tới hàng rào và chỗ giam giữ lý thanh chính dưới mặt đất của xưởng may hồ thuyết cũng không lấy lại giấy chứng nhận tổ điều tra đặc biệt của nhâm tiểu túc Tuy nhâm tiểu túc tạo ra không ít phiền toái cho mình nhưng ông vẫn nguyện ý giúp đỡ người bạn nhỏ này một chút trước khi đi, hồ thuyết cho người đưa nhâm tiểu túc một bản vẽ, đó là bản đồ của trụ sở bí mật dưới xưởng mây. Sư phụ, chúng ta đi cứu Lan Vương hả? Trần Vô Địch hiếu kỳ hỏi, nhâm tiểu túc không đáp, hắn chỉ im lặng, một lát sau hắn thở dài, trước tiên chúng ta đi tìm nhan lục nguyên, nói xong, nhâm tiểu túc chủ động đi về xe tải, Trần Vô Địch đi theo sau nói, sư phụ, không cần khích lệ ta ta vẫn đang suy nghĩ, nhâm tiểu túc cao mày. Hắn biết rõ cứu Lý Thanh Chính không phải chuyện đơn giản, thậm chí khả năng cao sẽ toi mạng. Đây là chuyện mà nhâm tiểu túc sẽ tình nguyện làm ư, Trần Vô Địch nói, không phải sư phụ, ta ăn chưa no, nhâm tiểu túc, không sao, tới ngõ hẻm bảo nguyên ta kêu tiểu ngọc tỷ làm đồ ăn cho ngươi, mặt mày Trần Vô Địch hớn hở ngồi lên xe, hắn ngồi ở ghế phụ lái, sư phụ, kỳ thật người cũng muốn làm người tốt mà, ta không phải người như vậy, đừng nói nữa, nhâm tiểu túc tức giận đáp, một chân hắn dẫm vào chân ga khiến thiếu chút nữa trần vô địch ói ra cơm trưa, vừa lái xe, nhâm tiểu túc vừa nói, ngươi nói xem, bây giờ Lý Thanh Chính có khai ra chúng ta không? Bằng không hiện tại chúng ta đã bị truy nã trên hàng rào rồi, Trần Vô Địch không biết sư phụ nhà mình muốn nói gì nhưng vẫn trả lời, từ, nhâm tiểu túc tự nhủ, Lý Thanh Chính cũng thật đáng thương, vốn có thể chạy nhưng đột nhiên đám binh sĩ bí mật chó má xuất hiện, còn bắt chúng ta dẫn đường cho, Trần Vô Địch gật đầu, từ, nhâm tiểu túc ngày càng phiền muộn, bỗng nhiên hắn vòng tay lái, xe tải to lớn vung đuổi xinh đẹp trên đường. Đám vương vũ trì thiếu chút nữa lộn ruột, xe quay đầu xông về hướng khác, cũng chắc biết đi tới đâu, năm chiếc xe tới rời khỏi trận địa 313. Mấy chiếc xe này chạy như cùng phong vũ bảo, không có bất kỳ cửa khẩu nào trên đường dám ngăn họ lại, trong một thùng xe ở giữa là Lý Thanh Chính đang ngồi. Binh sĩ thần bí còn chẳng thèm xích hắn lại, phản phất như chẳng sợ hắn chạy trốn, Lý Thanh Chính nhìn quan quân ngồi đối diện mình mỉm cười, trưởng quan, bây giờ chúng ta đi đâu? hàng rào, mặt sĩ quan lặng như băng, ta đề nghị ngươi tốt nhất khai ra hành tung của nhâm tiểu túc, còn có mọi thứ dị thường trên người nhâm tiểu túc nữa, bằng không một khi tới hàng rào ngươi sẽ phải hối hận, Lý Thanh Chính cười nịnh, ta thật sự chẳng biết gì cả, nhâm tiểu túc cũng đâu có gì kỳ lạ, chính hắn ra họa cũng chẳng nói tổ trưởng như ta biết, ngài thả ta rời đi đi, về sau ta thấy hắn nhất định sẽ thay ngài mắng hắn một trận, sĩ quan kia vẫn mặt lạnh nhìn Lý Thanh Chính không lãng phí nước bọt nữa, Lý Thanh Chính nhìn cảnh sát ngoài thùng xe, tuyết trắng vỉ lệ động trên sơn mạch bao la hùng vĩ, chim ưng to lớn lượn vòng trên núi cao, thế nhưng Lý Thanh Chính không có tâm tình thưởng thức, thầy bói nói năm nay ta sẽ gặp quý nhân, được tiến vào hàng rào, thăng chức rất nhanh, về sau sẽ dương danh thiên hạ, Lý Thanh Chính cười khổ, bấy giờ cha ta vui muốn chết, thậm chí còn lên thị trấn mua thịt cho ta ăn, ta nhớ đêm hôm đó ông uống chút rượu rồi bảo ta quả nhiên có tiền đồ, đúng là con trai ông, Lý Thanh Chính cảm khái. Vậy mà nào ngờ lại được vào hàng rào ở chỗ này, vào lúc này, một quan quân trẻ tuổi ngồi trong góc bỗng nhiên mỉm cười nhìn lý thanh chính ông thầy tướng số này ở đâu vậy ta cũng muốn tới xem thử lý thanh chính có chút sửng sốt ông ta đã sớm rời khỏi thị trấn không ai biết ông ta đi đâu cả à dường như vị quan quân này cũng không quá thất vọng ta còn muốn xem vận mệnh của mình thế nào sau khi báo thù xong giới thiệu lần nữa ta là lý thần đàn bạn của nhâm tiểu túc rất hân hạnh được biết ngươi ngươi lý thanh chính có chút chẳng biết phải làm sao hắn cũng không rõ đến cùng chuyện gì đã xảy ra cũng chẳng biết lý thần đàn này là thần thánh phương nào chỉ là lý thanh chính phát hiện những quan quân xung quanh như không nghe được lý thần đàn nói gì vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ lý thần đàn vui vẻ cười vừa rồi chỉ đùa với ngươi một chút thôi ta thật hâm mộ nhâm tiểu túc có bằng hữu như ngươi có phải ngươi cũng rất hâm mộ nhâm tiểu túc không sao có thể có bằng hữu như ta lời này khiến lý thanh chính không khỏi ngơ ngẩn cả người rốt cuộc thanh niên lý thần đàn này là tự tin hay tự kỷ sao lại nói năng lộn xộn như thế, lại nghe Lý Thần Đàn nói tiếp, hiện tại nhâm tiểu túc đã biết ngươi sẽ được đưa tới hàng rào 108, chính xác mà nói, là trụ sở bí mật phía dưới xưởng may của Lý Thị, hắn đang do dự có nên tới cứu ngươi không, có ý gì, Lý Thanh Chính càng nghe càng hồ đồ, ngươi đừng nói vậy, ngươi không phải bạn hắn, bằng không sao lại lừa hắn tới cứ địa bí mật gì đó, bởi vì, thú vị, Lý Thần Đàn miễn cười ta muốn nhìn xe bị bằng hữu kia sẽ đối đãi với bạn bè thế nào nụ cười kia như cất giấu một linh hồn bất an và điên cuồng không có chỗ ký thác hỗn loạn táo báo nhưng khi những yếu tố đó hợp lại một chỗ chợt trở nên bình tĩnh nếu nhâm tiểu túc ở đây hắn nhất định hiểu rõ nguyên lai like hồ thuyết là cố tình tiết lộ nhiều tin tức cho hắn đấy đều là chủ ý của lý thần đàn đội quân bắt lý thanh chính không phải binh sĩ bí mật mà là đội quân bị lý thần đàn khống chế bất quá không biết những binh sĩ khác trốn ở đây rồi nơi này chỉ có chừng 500 người mà thôi, đây là một trò chơi. Lý thần đàn quyết định kéo nhâm tiểu túc để mở màn cho sự hủy diệt của Lý Thị, nhưng vào lúc này, cổ xe đầu tiên phát ra tiếng nổ kinh người, phản phất như có tạc đạn bạo liệt bị dẫn nổ, ngay sau đó thần sắc Lý thần đàn thay đổi, kinh thường hắn rồi, không ngờ hắn lại nửa đường cướp xe, Lý thần đàn kéo tay Lý Thanh Chính xoay người nhảy xuống xe, âm thanh gào ta truyền từ trong rừng ra, lão Lý, lão tử tới cứu ngươi đây, lúc hồ thuyết đưa tin cho nhâm tiểu túc có nói, lực lượng vũ trang của người áp giải lý thanh chính cực kỳ cường đại nửa đường cướp xe là không thể nào ông nói vậy là muốn dụ nhâm tiểu túc xuống trụ sở dưới đất khiến nhâm tiểu túc cảm thấy nửa đường cướp người là chuyện không thể nào có lẽ nhâm tiểu túc cảm thấy chuyện này có vấn đề nếu trên đường không ra tay thì khi tới chỗ có phòng ngự chặt chẽ biết động thủ đường nào nữa hơn nữa hồ thuyết đã chuẩn bị bản đồ trụ sở bí mật cho nhâm tiểu túc rồi nhâm tiểu túc cảm thấy lão đầu tử kia sẽ không tốt bụng như thế cho nên sau khi ăn cơm trưa xong nhâm tiểu túc lần nữa lái xe rời khỏi hàng rào chạy thẳng vào rừng lý thần đàn lộn nhào hai lần dưới đất người hắn dính đầy bụi đất ngẩng đầu nhìn nhâm tiểu túc được bao bọc trong thiết giáp bộ dáng lý thần đàn chật vật nhưng không biết vì sao hắn lại cười vô cùng vui vẻ thú vị ha 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 rất thú vị cuối cùng nhâm tiểu túc vẫn chọn cứu lý thanh chính bất quá quá trình cứu viện nhẹ nhàng hơn trong tưởng tượng của hắn nhiều trong kế hoạch nhâm tiểu túc tính dùng lá bài làm chất nổ phá vỡ chiếc xe thứ nhất khiến đoàn xe đại loạn sau đó nhâm tiểu túc và trần vô địch sẽ dựa vào thực lực bản thân mà tiến hành đoạt người tiếp đó lại dùng lá bài gây ra hỗn loạn cuối cùng dựa vào sự hỗn loạn đó mà chạy khỏi vòng vây dụ địch nhân tới nơi hắn đã đặt sẵn bụi gai đỏ dùng bụi gai đỏ cản địch nhân lại kế hoạch này không quá chu đáo chặt chẽ nhưng trong lúc vội vàng chỉ có thể ứng đối được như thế chỉ là chiến binh nano trong suy đoán của hắn không có ngược lại chỉ thấy mỗi lý thần đàn trong chớp nhoáng này nhâm tiểu túc đã kịp phản ứng nguyên lai like cái gọi là trụ sở bí mật gì đó là bố cục mà hai ông cháu hồ thuyết và lý thần đàn thiết lập cho hắn binh sĩ bắt lý thanh chính không phải binh sĩ thần bí gì cả đó là tổ tác chiến là lý thần đàn đã bắt cóc lúc trước tuy nhâm tiểu túc không biết lý thần đàn có mục đích gì nhưng nhâm tiểu túc cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều chung quy vẫn tốt hơn phải đối mặt với 500 chiến binh nano mạnh mẽ a à bất quá cảm giác thiết lập của người nào đó gần như sụp đổ rồi, nhâm tiểu túc thừa dịp lý thần đàn chưa kịp, đứng lên thì trong chớp mắt hai chân phát lực, dưới sức mạnh của thiết giáp, mặt đất nứt ra một cái khe, sau đó cả người nhâm tiểu túc phóng qua cự ly 20 thước tới trước mặt lý thần đàn, nhâm tiểu túc rất nhanh nắm nắm đấm lại, hung hăng nện lên khuôn mặt tươi cười của thiếu niên, vào lúc này, một tiểu cô nương cấp tốc bay xuống từ trên trời. Trước khi nhâm tiểu túc kịp đánh trúng lý thần đàn đã chắn giữa hai người, chỉ thấy nàng giơ nắm tay nho nhỏ lên đối diện với thiết quyền của nhâm tiểu túc, lực va chạm rung động, ầm ầm, trong nháy mắt bụi bặm văng đầy tứ phía, nhâm tiểu túc bất đắc dĩ lùi về sau, âm thanh của lý thần đàn vang lên trong màn bụi, phì phì, ăn phải miếng đất rồi, đợi bụi bặm tản đi, lý thần đàn mới đứng lên, vẻ mặt đầy bùng đất nhìn nhâm tiểu túc cười nói, đã lâu không gặp nha anh bạn, bạn bè là đối xử với nhau thế này à, nhâm tiểu túc nhíu mày hỏi. Hắn nhìn thoáng qua Trần Vô Địch bên cạnh, dường như muốn kêu Trần Vô Địch một quyền nện chết thằng trước mặt, tuy vừa rồi Tư Ly Nhân đỡ được một quyền của hắn nhưng là do sát tâm nhâm tiểu túc chưa nổi lên, không dùng toàn lực, chỉ là vấn đề ở chỗ, hiện giờ nhâm tiểu túc cũng gặp qua không ít siêu phàm giả, thế nhưng bay được như tiểu cô nương này thì chưa có một ai. Nhâm tiểu túc không rõ thực lực Tư Ly Nhân thế nào, hắn chỉ có thể liên hợp với Trần Vô Địch mà thôi, binh sĩ bị Lý Thần Đàn khống chế cũng chẳng công kích họ mà ngơ ngác đứng tại chỗ chờ lý thần đàn ra lệnh lúc này lý thần đàn cười nói có phải ngươi rất muốn đánh ta một trận cho hả giận không ngươi nói xạo thời điểm này lý thanh chính đứng dậy khỏi mặt đất hắn không có tố chất thân thể tốt như lý thần đàn nên bị ném một cái đã té bổ nhào lý thanh chính thấy nhâm tiểu túc như thấy được người thân tiểu túc đánh hắn nét cười của lý thần đàn càng đậm ta cảm thấy ngươi không có thời gian đánh ta đâu có ý gì nhâm tiểu túc có dự cảm không lành quân dương thị phụ trách thẩm thấu Tấn công hậu phương Lý thì sắp tới hàng rào 108 rồi, hoặc đã tới cũng không chừng. Mà một giờ sau, đội quân của ta sẽ bắt đầu công kích hàng rào 108, Lý thần đàn nói tiếp. Bất kể là phương nào động thủ trước thì lúc đó hàng rào đều lâm vào chiến hảo. Mà người của ngươi vẫn còn trong hàng rào, không biết thiếu ngươi, họ có thể sống sót trở ra chăng? Ta sẽ giết ngươi, như thế chẳng phải đội quân của ngươi sẽ ngừng lại à? Nhâm tiểu túc hỏi, xem ra ngươi không hiểu thuật thôi miên rồi. Thôi miên là tạo ra một chỉ lệnh trong tiềm thức dù không có người thi thuật họ cũng tự giác chấp hành mệnh lệnh kia lý thần đàn cười giải thích hơn nữa dù không có ta dương thị cũng sẽ động thủ ta chỉ dựa vào kế hoạch của họ mà xây nên kế hoạch của mình nhâm tiểu túc im lặng không nói hắn đang tính toán thời gian lý thần đàn hỏi bây giờ vẫn muốn đánh với ta một trận à lý thần đàn vừa nói xong đã thấy nhâm tiểu túc xoay quyết xoay người rời đi vô địch lão lý chúng ta đi nhâm tiểu túc nhất định phải quay lại hàng rào và tìm được nhan lục nguyên trước khi chiến tranh bộc phát Lý Thần Đàn nhìn thân ảnh dần khuất xa, của nhâm tiểu túc, đợi một hồi nữa hắn mới dám mở miệng nói, thật nguy hiểm, xém chút nữa là bị đánh rồi, tư ly nhân bay là đà bên người Lý Thần Đàn, Thần Đàn ca ca, không phải quân của anh phải 2 giờ sau mới tới hả, ta không nói thế thì hiện tại bị đánh là cái chắc rồi, hai chúng ta chưa chắc đánh thắng được nhâm tiểu túc và trần vô địch, chúng ta phải lừa họ rời đi, Lý Thần Đàn cười nói, tư ly nhân nhăn mũi, ta mà không thắng được hắn, Lý Thần Đàn vỗ đầu nhỏ của tư ly nhân thời điểm hung hiểm nhất không phải ai mạnh thì người đó thắng, vậy chứ thế nào, tư ly nhân hiếu kỳ hỏi, phải xem ý chí muốn sống của một người, sự không cam lòng và phẫn nộ khi chết đi, khát vọng bảo vệ người thân cùng bản năng được tích lũy khi đối mặt với hiểm nguy mới là sức mạnh chiến thắng, lý thần đàn thở dài, ca ca, hình như ngươi không vui, tư ly nhân hỏi, từ, lý thần đàn nhìn về phía đám nhâm tiểu túc rời đi, khi đó ta ẩn trong đám người, nấp vào bệnh viện tâm thần từng nghĩ, phải chi có người tới hô với ta một câu, Lý Thần Đàn, lão tử tới cứu ngươi, Lý Thần Đàn bình tĩnh lại, nếu được như vậy thì tốt biết bao, Tư Ly Nhân nháy mắt nói, về sau ta cũng có thể hô như vậy mà, Lý Thần Đàn cười tủm tỉm, ngươi chỉ là đưa bé gái, không được xưng lão tử, vậy lão nương, Lý Thần Đàn chân thành nói, ngươi vẫn còn nhỏ, tại một trạch viện trong hàng rào, huyết dịch chảy từ trong sân nhỏ ra đường cái, trong sân nhỏ vừa có tiếng la khóc cầu cứu phát ra nhưng chẳng ai tới cứu thủ vệ bên ngoài đã sớm bị giết chết, Hồ Thuyết lặng lặng đứng trong phòng khách của biệt thự, ông đánh giá đồ vật trang trí tráng lệ nơi đây, dường như không nhìn thấy một lão già đang vùng vẫy bò một bên, phía dưới thân lão già là từng giọt máu chảy xuống, huyết dịch dần tích tụ trên nền đá cẩm thạch trông không hợp mắt tí nào, thế nhưng lão già kia vẫn không từ bỏ, vì phía dưới salon trước mắt có cấp giấu một cây súng, Hồ Thuyết xuất thần nói, con gái ta sai chỗ nào. Chỉ là muốn tái hôn mà thôi, lão già bò trên mặt đất giận dữ hét ta làm sao biết ả là con gái ngươi? Hồ Thuyết, ngươi dám giết ta, Lý Thị tuyệt đối không tha cho ngươi, lúc này rốt cuộc lão già cũng mò được súng lục dưới ghế salon. hắn ra sức chỉ súng về phía Hồ Thuyết, thế nhưng bóp cò mãi cũng chẳng nghe tiếng động gì, súng đã sớm không còn đạn, Hồ Thuyết nhìn lão già nói, Lý Thị. Rất nhanh Lý Thị không còn tồn tại nữa, Hồ Thuyết chờ ngày này đã 9 năm, con gái của ông bị diễu phố thị chúng cháu ngoại của ông bị đưa vào viện tâm thần, lửa giận kia không chỉ 10 mạng người là dập được, ông phải bắt Lý Thị dùng tất cả của chúng mà tạ lỗi con gái ông. Trên đường lái xe về hàng rào, rốt cuộc đám vương vũ trì cũng nhẹ nhàng thở ra, vì người lái xe đã đổi lại thành Lý Thanh Chính, trước kia mọi người không cảm thấy Lý Thanh Chính quan trọng chỗ nào. Mãi tới khi bị được thưởng thức kỹ thuật đua xe điên cuồng của nhâm tiểu túc, mọi người mới bắt đầu hoài niệm Lý Thanh Chính, tỉ mỉ suy nghĩ một chút, mọi người cảm thấy cứu Lý Thanh Chính cũng rất có khả năng. Nhâm Tiểu Túc lái xe quá mức điên rồ, nói không chừng một lúc nào đó sẽ xảy ra chuyện mất thôi. Nhâm Tiểu Túc tính toán thời gian xong thì nói với Lý Thanh Chính, từ đây về hàng rào mất 40 phút, sau đó lái xe còn dài hơn nữa, trình độ lái xe của ngươi không bằng ta, hẳn sẽ đi chậm hơn. Lý Thanh Chính kinh ngạc quay đầu nhìn thoáng qua Nhâm Tiểu Túc, hắn cũng không biết Nhâm Tiểu Túc dựa vào đâu mà nói thế, chỉ nghe Nhâm Tiểu Túc nói tiếp, đội của Lý Thần Đàn sẽ tiến công sau một giờ nữa. Tới lúc đó chúng ta hẳn cũng kịp tới hàng rào, Lý Thanh Chính nghe tới đó thì một chân đạp vào chân ga, hỏi, sao ngươi không khuyên tên điên kia đừng công kích hàng rào, nhâm tiểu túc im lặng một chút. Lúc thoát khỏi hàng rào 109 Dương Tiểu Cận từng nói hắn biết về thân thế Lý Thần Đàn, cho nên hắn biết rõ Lý Thần Đàn vì sao phải nhắm vào Lý Thị, hắn nói chuyện này cho Lý Thanh Chính một chút, nếu có thể ta đã sớm khuyên rồi, thế nhưng không ai có thể ngăn cản ý chí quá thù của hắn, hơn nữa Lý Thị hại chết mẹ hắn, Ai có tư cách khuyên hắn buông bỏ cừu hận? Suy bụng ta ra bụng người mà nói, nếu là ta thì Lý thị đã sớm tèo lâu rồi, Lý thần đàn muốn không chỉ đơn giản là báo thù mà còn muốn kéo tất cả Lý thị vào địa ngục, tuy nhâm tiểu túc không ủng hộ cách làm của Lý, thần đàn, không cùng lập trường với hắn ta nhưng nhâm tiểu túc hiểu được tâm tình của Lý thần đàn. Bất kể thế nào, có cơ hội lại đánh hắn sau, nhâm tiểu túc bổ sung thêm một câu, xe chạy 50 phút là về tới hàng rào, quả đúng như lời nhâm tiểu túc Lý Thanh Chính chạy chậm hơn hắn, sau khi vào hàng rào, từ miệng cống phía bắc muốn tới chỗ đám nhan lục nguyên ở còn phải mất một đoạn đường nữa, xem ra phải chạy thêm 40 phút nữa, nhâm tiểu túc không ngừng hối thúc Lý Thanh Chính, nhanh lên, không còn kịp rồi, lúc này nhâm tiểu túc lòng nóng như lửa đốt, nếu hàng rào hỗn loạn rồi mà họ chưa tới được ngõ hẻm bảo nguyên thì khi đó e rằng đám nhan lục nguyên đã rời đi, rõ ràng biết không còn kịp nhưng nhâm tiểu túc vẫn không nguyện, ý buông tha, thời điểm xe tải đang chạy nhanh như chớp trên đường phố bỗng nhiên nhâm tiểu túc phát hiện có điểm khả nghi, không đúng nha, đã một giờ rồi sao còn chưa có chuyện gì, bấy giờ nhâm tiểu túc mới kịp phản ứng, con mẹ nó, hai ông cháu này lừa ta, nếu đúng như lời Lý Thần Đàn nói, sau khi bị thôi miên đối tượng vẫn giữ ý niệm thì chiến đội của Lý Thần Đàn đã tấn công vào lúc này rồi, có điều hiện tại vẫn chưa có gì xảy ra, xem ra thời gian không gấp như ta tưởng, nhâm tiểu túc thả lỏng một chút. Bất quá hiện tại vẫn phải nhanh chóng dẫn đám nhan lục nguyên rời khỏi đây hàng rào 108 không còn an toàn, chẳng biết khi nào sẽ trở thành luyện ngục, mọi người vừa tới hàng rào 108 nên không biết đường, may mà giữa trưa, vài học sinh đã tới tiệm tạp hóa mua bản đồ, nhâm tiểu túc dùng nó chỉ đường còn Lý Thanh Chính thì tập trung lái xe, đến rồi, là chỗ này, nhâm tiểu túc hô, chờ xe ngừng hẳn nhâm tiểu túc lập tức nhảy xuống chạy vào trong ngõ hẻm tìm kiếm, chỉ thấy trong hẻm có một sân viện treo tấm biển nhỏ ghi chữ nhang lúc này nhâm tiểu túc liền hiểu rõ đây là nhan lục nguyên làm để hắn dễ tìm đông 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 nhâm tiểu túc gõ cửa dồn dập hắn hô mở cửa là ta lúc này chỉ nghe trong sân có người chậm rãi mở cửa cửa vừa mở nhâm tiểu túc đã thấy nhan lục nguyên bên trong có điều không chờ nhâm tiểu túc tiến vào nhan lục nguyên đã bình tĩnh nói ngươi tìm ai nhâm tiểu túc không phải người ngu nhan lục nguyên không thể nào không nhận ra hắn thằng bé như vậy chắc chắn có vấn đề gì đó trong nhà có kẻ địch nhâm tiểu túc hỏi trong nhà có ai không ta tìm một người bạn tên tân phong ngươi tìm nhầm rồi nhà của ta không có ai tên này chắc là ở bên cạnh nhan lục nguyên nói nhâm tiểu túc hỏi trong nhà có người là muốn hỏi có phải có kẻ địch trong sân không nhan lục nguyên trả lời không có kẻ địch đang ở bên cạnh nhà nhâm tiểu túc cười nói được rồi vậy ta qua bên cạnh hỏi nói xong nhâm tiểu túc đi qua sân bên cạnh gõ cửa cửa mở hé ra người mở cửa chẳng khác nào môn thần đứng tại chỗ trong nháy mắt đó bỗng nhiên nhâm tiểu túc vươn tay nắm cổ người bên trong tay hắn vừa dùng lực liền nghe tiếng rắc giòn tan vang lên chớp nhoáng này đối phương thậm chí không ngờ nhâm tiểu túc chẳng chừa lại tí thời gian nào cho hắn ta vừa ra tay đã lưu loát gọn gàng như thế trong sân truyền tới tiếng súng đạn nhâm tiểu túc lập tức bao bọc toàn thân bằng thiết giáp đạn trong sân nhỏ bắn ra khiến cửa gỗ bị đánh chỉ còn là mảnh vụn nhâm tiểu túc xông vào bên trong có ba người mỗi người đều là chiến binh nano một nam một nữ bị trói trong góc đại khái là chủ của căn nhà này. Chỉ thấy nhâm tiểu túc mạnh mẽ vọt tới, vẹn vẹn vừa tới gần đã đấm một chiến binh nano văng vào bức tường phía sau, tường bị đụng ngã, một chiến binh nano khác cầm bội đao vọt tới bổ về phái nhâm tiểu túc, một chiến binh nano khác trống to vào máy truyền tin, trợ giúp. Cầu trợ giúp, họ không ngốc, mắt thấy một người thiết giáp toàn thân xông vào như mảnh thú liền biết đây không phải tình huống họ có thể giải quyết được, tín hiệu cầu, viện phát ra, tuy có người tới viện trợ nhưng lại tới muộn nhâm tiểu túc cầm hắt đao chém gãy bội đao của chiến binh nano kia sau đó đâm một nhát xuyên thấu lồng ngực đối phương chân nhâm tiểu túc lần nữa phát lực hắn không thèm rút đao mà cứng rắn vọt về phía trước với xác chết của chiến binh nano trên đó đóng đinh người cuối cùng vào tường nhâm tiểu túc thu hồi thiết giáp rồi thở dài lúc này hắn quay đầu nhìn về phía bức tường bị phá vỡ liền phát hiện nhan lục nguyên và đám tiểu ngọc tỷ đang lặng yên nhìn hắn giết người vừa rồi mọi người còn đang kinh ngạc người mang thiết giáp kia là ai kết quả sau một khắc liền phát hiện ra là nhâm tiểu túc, nói thật, ngay cả nhan lục nguyên cũng chưa từng nhìn thấy bộ dáng này của anh trai hắn, chỉ là vừa rồi động tác giết người của nhâm tiểu túc như nước chảy mây trôi, lúc chiến đấu lại bộc phát chiến lực kinh người khiến họ quá mức chấn kinh, nhâm tiểu túc nói, đừng nhìn nữa, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta phải lập tức rời khỏi hàng rào 108, ca, đến cùng có chuyện gì vậy, nhan lục nguyên hỏi, gần đây tin tức trong hàng rào không được thông thuận, dường như cả hàng rào đều lâm vào tình trạng phong tỏa trong radio đã ngừng đưa tin, báo chí cũng chẳng đề cập gì tới chiến tranh, chỉ là nhan lục nguyên chợt phát hiện người xung quanh hắn dần thay đổi, bình thường hai vợ chồng nhà bên sẽ ra ngoài làm việc lúc 7 giờ. Kết quả hôm nay lại không nên nhan lục nguyên phát sinh cảnh giác, không phải hắn quá nhạy cảm mà thân họ trong hoàn cảnh này nên phải chú ý hết thảy những điều dị thường, có điều, hiện tại nhâm tiểu túc không có thời gian giải thích, chiến binh nano đã phát ra tín hiệu cứu viện, e rằng chiến binh thần bí trong truyền thuyết kia rất nhanh sẽ chạy tới đây. Nhâm Tiểu Túc vẫy tay nói với Nhan Lục Nguyên, không kịp giải thích, nhanh lên xe, lúc này, xe tải đã dừng ven đường, trong sân không ai nhiều lời, hơn nữa họ đã sớm chuẩn bị xong hành lý, phản phất như có thể rời đi bất kỳ lúc nào, Nhâm Tiểu Túc lên xe hỏi, xưởng may ở đâu, phái tay, Vương Vũ Trì đáp, chạy về hướng đông, Lý Thanh Chính đạp chân ga, xe tải ầm ầm chạy như bay về hướng đông, bình thường người trong hàng rào không bao giờ chạy nhanh như thế vì thế khi xe tải chạy qua rất nhiều người đi đường ghé mắt nhìn có người nhỏ giọng nói thầm chạy nhanh như thế coi bộ vội đi đầu thai lắm hả nói xong người họ theo giờ tan tầm chạy về nhà trong lòng hắn còn băn khoăn tối này có nên mua thêm tí gạo không hai ngày nay trong nhà đều ăn cháo gạo sắp hết rồi ở trên xe nhâm tiểu túc lần nữa cho nhan lục nguyên một đống người máy nano vương phú quý ông ba lô ngồi bên cạnh hỏi tiểu túc thế này là sao hàng rào rất nhanh sẽ trở thành chiến trường chúng ta phải nhanh chóng rời đi nhâm tiểu túc nói cuộc sống các người thế nào cũng khá tốt rất nhiều nhà đều hết đồ ăn rồi họ không tích trữ nên giá lương thực vừa tăng họ không đu theo nổi thế nhưng tiền chúng ta vẫn còn vương phú quý vui cười hớn hở nói bây giờ chúng ta đi đâu trong số những lưu dân được tiến vào hàng rào chỉ sợ đám vương phú quý là sống qua ngày tốt nhất vì họ có tiền chỉ không biết vì sao vương phú quý cảm thấy hắn đã quen sống bôn ba để sống sót trong loạn thế Dường như chỉ có thể không ngừng chạy trốn, nhưng chạy như thế cũng có lúc mệt. Đôi khi Vương Phú Quý muốn hỏi Nhâm Tiểu Túc một chút, bằng không chúng ta vào rừng sống đi, cùng nhau lẫn tránh sự hỗn loạn nơi này. Tiểu Ngọc tỷ tỷ Mỹ đánh giá Nhâm Tiểu Túc, xác nhận trên người Nhâm Tiểu Túc không bị thương nàng mới yên lòng. Các ngươi ở Tiền Tuyến có gặp phải nguy hiểm gì không? Trần Vô Địch vui cười hớn hở, "Tiểu Ngọc tỷ, sư phụ ta chính là nguy hiểm. Chúng ta đi đâu thì nơi đó liền trở thành nơi nguy hiểm." Mặt mày Tiểu Ngọc tỷ hớn hở các người không sao là được rồi trong mắt tiểu ngọc tỷ đám nhâm tiểu túc không sao là được những người khác thế nào chẳng quan hệ gì tới nàng đây là logic đơn giản nhất của lưu dân quản thật tốt chính mình nhưng vào lúc này một chỗ trong hàng rào phát ra tiếng nổ mạnh ngay sau đó khói đen phóng lên tận trời cứ như ở đâu đó vừa mới có hỏa hoạn vậy nhâm tiểu túc thoáng nhìn ra bên ngoài thùng xe cũng không biết là dương thị hay lý thần đàn làm nữa hiện tại hắn không cách nào xác nhận được người động thủ là phe nào, cư dân trên đường phố đều dừng chân nhìn về phía xa, họ không kịp phản ứng đây là tai họa đến tử chiến tranh. E rằng đại đa số người ở nơi này đều tưởng là nồi hơi hay máy biến thế ở đâu đó nổ trong thế giới của cư dân hàng rào. Tuy bây giờ là chiến tranh nhưng chiến hỏa sẽ không lan tới hàng rào 108, chỉ có giá lương thực tăng cao là cùng, ngày bình thường không ai đề cập tới chiến tranh, báo chí cũng chẳng nhắc tới tình hình chiến đấu người trong hàng rào còn tưởng chiến tranh sẽ không tràn tới nơi này có điều ngay sau đó tiếng súng vang lên cho tới giờ phút này dân cư hàng rào mới hoảng hốt chẳng lẽ chiến tranh đã lan tới nơi này không chờ họ kịp phải ứng chỉ thấy từ phía nam đạn đạo không ngừng bay tới hàng rào đạn đạo dài nhỏ bay trên trời một đường nhắm về phía đông khi nó bắt đầu rơi xuống ngày càng gần phía đông lại vang lên tiếng nổ đây là phương hướng đám nhâm tiểu túc đang đi tới chỉ thấy vách tường trên hàng rào dần xuất hiện vết nứt đại lượng khói thuốc súng bay cuồn cuộn lên bầu trời. Có người dùng hỏa lực trực tiếp banh kích tường rào, đây nhất định là binh sĩ của Lý Thần Đàn. Nhâm Tiểu Túc không ngờ lần này Lý Thần Đàn lại có ý định hủy diệt hàng rào 108, cảnh tượng này xuất hiện ở rất nhiều nơi trong hàng rào. Vách tường bảo vệ cuộc sống của cư dân hàng rào không ngừng bị công kích bởi vũ khí nóng. Nhâm Tiểu Túc đang nghe truyện trên TV audio CV thầm đếm, hỏa lực công kích đến từ ba phía hoàn toàn khác nhau, sau một khác, tường thành phía đâu bắt đầu vỡ vụn từng mảnh tường to lớn rơi xuống đường phố người phía dưới lúc đầu kinh hãi sau đó trong mắt chỉ còn lại chết lặng mà thôi chết lặng này không phải vì họ không quan tâm mà vì tường rào quá lớn thần kinh của họ không cách nào tiếp thu được sự kích thích này nên chẳng biết phải phản ứng ra sao gần như cùng một lúc khi tường rào tan vỡ người đi đường chẳng khác nào hóa đá không ít người nhìn từ cửa sổ ra căn phòng chỉ còn lại sự yên tĩnh chết chóc vách tường là tầng bảo hộ của cư dân hàng rào khiến họ vừa sinh ra đã có cảm giác ưu việt và tín ngưỡng bẩm sinh. Đại đa số họ vừa ra đời đã nhận được sự bảo hộ của hàng rào. Trong mắt họ, thế giới chỉ vừa bằng một vòng tường rào này mà thôi. Họ sống ở đây, công tác ở nơi này, lấy vợ sinh con và sống hết quãng đời còn lại. Đa số họ thậm chí còn chẳng nghĩ tới nếu tường rào sụp sẽ thế nào, một khắc này. Thế giới trong suy nghĩ và nhân sinh quan của họ cũng sụp theo, nhâm tiểu túc ngồi trên xe tải hét lớn, chạy tới chỗ đã sập ở phía đông, tường rào sụp vừa vặn mở đường cho chúng ta khó trách lý thần đàn chỉ khống chế một chi đội mà đám công kích hàng rào hắn khống chế là binh sĩ điều khiển tên lửa lỗ hổng được mở ra ở hướng đông cũng giúp nhâm tiểu túc lược bỏ quá trình cho nổ miệng cống nhưng khi cổ xe chạy tới hướng đông đột nhiên nhâm tiểu túc cảm thấy có gì đó không đúng vì dân chúng phía đông đang chạy về hướng của họ không đúng không đúng chúng ta đã bỏ qua cái gì đó nhâm tiểu túc cảm thấy dù hàng rào có sập thì đám người này cũng chẳng chọn đường trốn xa như thế khoảng cách từ phía đông chạy trốn là rất xa nhâm tiểu túc không thể nhìn thấy ở phía đông có chuyện gì phía đông phía đông có cái gì bỗng nhiên nhâm tiểu túc gào thét với lý thanh chính quay đầu quay đầu con mẹ nó chúng ta bỏ quân vật thí nghiệm nhiễu loạn lớn như vậy sao chúng có thể bỏ qua đúng như nhâm tiểu túc đoán vật thí nghiệm đã sớm ngủ đông ở gần hàng rào chờ lúc phát động hiện nhân loại đang nội loạn đây là thời cơ tốt nhất cho chúng nguyên bản nhâm tiểu túc đang chạy về hướng đông vì phía ngược lại là binh sĩ thần bí của lý thị đuổi theo hơn nữa tường thành phía đông đã có lỗ hổng, thế nhưng chạy tới nơi hắn liền phát hiện có chỗ không đúng. Nhìn đám người đang chạy, rõ ràng phía sau họ đang có thứ gì đó rất kinh khủng đuổi theo, Nhâm Tiểu Túc hỏi Trần Vô Địch, ngươi nghe được động tĩnh phía trước không? Có tiếng gào thét kỳ quá gì không? Trần Vô Địch gật đầu, có, xem ra thật sự là vật thí nghiệm. Lão Lý nắm chặt thời gian quay đầu lại, Nhâm Tiểu Túc hô, bây giờ, đám Nhâm Tiểu Túc phải vòng về tìm đường khác xem thử có chỗ nào tránh được sự truy kích của binh sĩ thần bí không, nhâm tiểu túc tình nguyện đối mặt với binh sĩ thần bí chứ chẳng muốn đối đầu với vật thí nghiệm mên, mông khi còn ở hàng rào 109, số lượng vật thí nghiệm đã hơn 1.000, hiện tại đối phương còn thu nạp cư dân của hàng rào 109, xem như có người nói số lượng vật thí nghiệm đã lên tới 3.000 nhâm tiểu túc cũng tin, phía sau bọn họ chỉ sợ là mấy trăm binh sĩ thần bí, một bên là mấy trăm một bên là mấy ngàn, cũng không quá lựa chọn đúng là nhà dột còn gặp mưa, nhâm tiểu túc thở dài nói, hàng rào to lớn bỗng biến thành một lòng giam, bên trong là cư dân chạy trốn không ngừng bỏ mạng, tất cả hệ thống phòng không trong hàng rào đã chẳng còn tác dụng, điểm này không ngoài ý muốn của nhâm tiểu túc, chung quy hồ thuyết làm phản, hệ thống phòng không của nội bộ lý thị chẳng khác nào biến thành giấy vụn, vốn lý thị đề phòng vật thí nghiệm nhưng họ không ngờ lại có tên lửa phá, hủy tường thành, một đôi tình lữ đang đi trên phố. Khi họ thấy được vật thí nghiệm hung ác sau đám người thì bắt đầu chạy như điên, trong lúc chạy, cô gái bỗng nhiên ngã trên mặt đất, mà chàng trai vốn nói sẽ bảo vệ cô cả đời nhanh chóng vung tay, một mình chạy về phía trước, cô gái than khóc hàng giọng tên người bạn trai kia, cuối cùng vẫn không nhận được ngay cả một cái ngoài đầu của chàng trai, một nam nhân trung niên đang đẩy xe lăn, người ngồi trên xe lăn là cha hắn, trước kia vì tai nạn mà bị liệt nửa thân dưới, khi vật thí nghiệm xông tới, nam nhân trung niên bỏ xe lăn lại, một mình chạy trốn chỉ còn lại thân ảnh ông lão đối diện với hình dáng hung tợn của vật thí nghiệm kỳ thật ông lão cũng không muốn sống nữa những năm nay ông bị người nhà không ngừng chửi rủa thậm chí con dâu còn ở trước mặt ông mắng ông là lão bất tử tất cả xấu xí được che giấu dưới lớp cô son trắc phấn từ sự phồn hoa của đô thị nay nháy mắt bộc lộ hoàn toàn trong đám người một người mẹ đau chân đẩy con của mình đi con đi trước đi nghe lời mẹ đừng quay đầu lại mẹ sẽ đuổi theo con ngay đứa nhỏ khóc lóc không chịu rời đi người mẹ nhất thời khóc trống, nghẹn ngào hô, ai tới cứu con ta đi, có ít người trốn trong phòng mình, dường như họ cảm thấy thấy trốn trong nhà có thể giấu mình khỏi sự truy sát của đám quái vật xấu xí, họ ngồi trên nền gạch lạnh rung, khi họ phát hiện đám quái vật kia không phá cửa tiến vào thì trong lòng không khỏi vui mừng, về sau Lý Thị nhất định giết sạch quái vật, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, đến lúc đó, họ nhất định được giải cứu, chỉ là họ không biết, vật thí nghiệm chỉ tạm thời buông tha họ mà thôi. Con mồi không chạy trốn tạm thời để lại, về sau có thể chậm rãi tìm kiếm, mà binh sĩ Lý Thị cũng không bao giờ tới cứu họ, xe của nhâm tiểu túc quay đầu chưa được 2 phút, thậm chí họ còn chưa kịp tìm chỗ rẽ đã thấy binh sĩ thần bí ở đối diện. Nhìn sơ thì đối phương cũng có chừng hơn 100 người, không kịp rồi, trận chiến này không thể không đánh, nhâm tiểu túc bình tĩnh nói, vô địch đi theo, kiểm hộ ta, vừa nói chuyện, nhâm tiểu túc vừa nhảy xuống khỏi thùng xe, trong nháy mắt đó, thiết giáp đã bao bọc toàn thân hắn. Lúc nhâm tiểu túc rơi xuống mặt đất, mặt đất có chút chấn động vì nhảy xuống xe quá nhanh mà trong chớp mắt nhâm tiểu túc mất căng bằng chân được bọc bởi thiết giáp vừa đáp xuống đất đã phát lực cả người hắn như đạn pháo xông ra ngoài chỉ một đạp này mà khiến nhâm tiểu túc bay vọt qua người lý thanh chính vừa mở cửa xe tải phóng tới trước mặt đám binh sĩ thần bí nhâm tiểu túc nghi người đánh về phía đối phương cút hết cho ta chỉ thấy vai nhâm tiểu túc đụng vào thân xe chớp mắt khiến xe ngã nghiêng qua một bên dù nhâm tiểu túc được che chắn bởi thiết giáp nhưng so với xe vận binh kia vẫn rất bé nhỏ có điều lực lượng bé nhỏ mà cứng rắn này lại khiến xe có thể lật ngược, binh sĩ nano trong xe không ngờ sẽ có biến cố thế này. Trong nháy mắt nhâm tiểu túc phung tay, bốn lá bài bỗng nhiên được phóng tới cắm lên xe, thời gian phản phất như ngừng lại, tài xế thấy được bốn lá bài xoay tròn trong không trung bay, về phía cửa sổ xe. Trong chớp mắt sắp trúng cửa sổ xe thì lá bài phát ra ánh sáng màu vàng, phản phất như ánh mặt trời thiêu đốt, một tiếng ầm vang lên, bốn lá bài phát nổ, quy lực khiến nửa đầu xe bay đi cả chiếc xe bị đánh văng vào một tòa nhà gần đó, người đi đường thấy vật thì kinh hồn bất định, họ không ngờ trên đường chạy thoát thân lại thấy được một màn chấn nhiếp nhân tâm như thế, robot một thân thiết giáp kia tự như thần tháng, người trong hàng rào chưa bao giờ chứng kiến một cá thể có lực lượng phi thường như vậy, phản phất như họ vừa bước vào thế giới, tương lai đương nhiên, nhâm tiểu túc cũng không quá tốt, tuy có thiết giáp bảo vệ nhưng lực va chạm này không phải thứ hắn gánh được. Bờ vai nhâm tiểu túc mơ hồ có chút đau, hơn nữa nhâm tiểu túc hiểu rõ, xe lật không tạo ra bất kỳ thương tổn nào với chiến binh nano cả. Nếu không có cách nào đoàn diệt họ, sắp tới hắn sẽ phải nên đón sự vây công của hơn trăm chiến binh nano nhâm tiểu túc thở dốc một chút. Hắn không biết mình có thể thắng không, thế nhưng sau lưng hắn là nhan lục nguyên, tiểu ngọc tỷ và vương phú quý chỉ có thể là sống hay chết. Hắn không còn lựa chọn nào khác, từ trong xe vận tải bị lật có hơn 10 chiến binh nano chui ra, chỉ 3 giây họ đã bao vây nhâm tiểu túc, trong tay mỗi người đều là đao nano chỉ cần nhâm tiểu túc không chú ý, thanh đao đó sẽ chém trúng người hắn, một chiến binh nano chém tới, nhâm tiểu túc vươn tay ra đỡ, trong nháy mắt nhâm tiểu túc phung tay, hắc đao bổ tới, chém đối phương thành hay nữa. Sự sống của chiến binh nano bị cắt đứt ngay tại giây phút này, thế những chiến binh nano còn rất nhiều, có người thừa dịp nhâm tiểu túc đang chiến đấu mà đánh lén từ sau lưng. Từ chỗ lưỡi đao nano phát ra từng gợn sóng khí, một đao này hạ xuống, khiến thiết giáp của nhâm tiểu túc nứt thành một vệt to trần vô địch anh dũng mở ra một lỗ hổng từ phía sau đi tới bên cạnh nhâm tiểu túc có điều phía xa còn có xe vận binh đang nhanh chóng chạy tới làm sao bây giờ nhâm tiểu túc thở hổn hển nếu số lượng chiến binh nano tăng lên hắn phải suy tính tới việc chạy trốn thế nhưng vào lúc này bình xăng của một chiếc xe vận binh bị nổ trong khoảnh khắc cả chiếc xe hóa thành một hỏa cầu to lớn thiếu đốt luôn tất cả chiến binh nano trong xe nhâm tiểu túc có chút sửng sốt cùng lúc đó âm vang tiếng súng đổ tới truyền tới, hắn ngạc nhiên nhìn về phương xa, ở một tòa nhà cao tầng có thiếu nữ đội nón lưỡi trai phất tay với hắn, phản phất như nói, vì ngươi không tới tìm ta nên ta chỉ có thể tới đây tìm ngươi, nhâm tiểu túc hít một hơi sâu, nhanh chóng phóng tới vòng vây của chiến binh nano. Chiến thuật phòng ngự vừa được dựng lên trong nháy mắt bị đụng cho người ngã ngựa đổ, mỗi lần có người thành công đánh lén nhâm tiểu túc thì một viên đạn từ xa đúng hẹn bay tới, tiêu diệt mối nguy hiểm dễ như trở bàn tay, nhâm tiểu túc thở hỗn hển kịch liệt không còn cách nào khác nhưng viện quân của lão tử đến rồi. Điểm sức mạnh của nhâm tiểu túc là 10.5, điểm tốc độ là 10.1, kỳ thật cũng không tính là cao, thế nhưng nhâm tiểu túc có thiết giáp bao bọc nên chẳng khác nào một con giả thú trong mắt người khác cả. Lúc này hắn giết người chẳng cần kỹ xảo gì cả, chỉ cần dùng sức mạnh đã đủ nghiền ép đối phương hoàn toàn, đương nhiên nếu chỉ như vậy hắn vẫn bị hơn trăm chiến binh nano vây, công tới kiệt sức. Chung quy sức người có hạn, năng lượng của thiết giáp cũng có hạn may mắn kỹ năng súng ống hoàng mỹ của dương tiểu cận khiến nàng có thể bắn chính xác người mấy trăm thước dù nhâm tiểu túc và chiến binh nano có tốc độ khá cao địa vị của súng ngắm trong vũ khí bộ binh là cực cao nó đại diện cho lực sát thương và lực chấn nhiếp cực mạnh súng ngắm là sự hiện diện khiến tất cả địch nhân đều phải kiên kỵ bình thường tay súng bắn tỉa sẽ chọn đánh lén nhưng súng ngắm trong tay dương tiểu cận chẳng khác nào khẩu pháo tầm xa không ngừng gầm rú nhâm tiểu túc được dương tiểu cận yểm hộ như hổ thêm cánh Điều này khiến hắn càng thêm yên tâm đột phá và sát thương hiệu quả hơn. Chiến binh Nano muốn tạo thành thế trận vây kín, Có điều dưới sự nỗ lực và phối hợp của nhâm tiểu túc thì công sức của họ đổ sông đổ bể cả. Một chiến binh Nano muốn chém nhâm tiểu túc từ phía sau. Thế nhưng hắn vừa giơ tay lên đã bị súng ngắm bắn văng đi. Người muốn tập kích phía sau nhâm tiểu túc đều vào tầm ngắm. Trong nhất thời, các chiến binh Nano thậm chí còn chẳng dám đứng sau lưng nhâm tiểu túc. Bên cạnh nhâm tiểu túc còn một trần vô địch không ngừng vung mạnh kim cổ bổng quét ngang. Thiên quân. Kim cô bổng kia chẳng biết là từ gì mà vừa quét lên người chiến binh nano thì xương cốt họ chỉ có nước vỡ vụn, cư dân hàng rào chạy trốn tới đây, thấy một màn trước mắt không khỏi chấn kinh. Đây là hình ảnh chiến đấu chỉ có trong tưởng tượng của họ, thiết giáp kia chẳng khác nào mảnh thú dẫm nứt đất bằng, thế nhưng lúc này nhâm tiểu túc chợt phát hiện, vật thí nghiệm sau lưng sắp đuổi tới rồi, ở nơi khóe mắt của nhâm tiểu túc, hắn thấy phía dưới tòa cao ốc của dương tiểu cận cũng có vô số vật thí nghiệm muốn leo lên. Trong bóng tối của sân thượng, ám ảnh chi môn mở ra, súng của Dương Tiểu Cận không ngừng bắn. Bên trong ám ảnh chi môn truyền tới âm thanh của Lạc Hinh Vũ, Tiểu Cận, đi mau, đừng lo cho hắn nữa, nếu ngươi không đi thì không còn kịp nữa đâu, thế nhưng Dương Tiểu Cận làm như không nghe, vẫn không ngừng nổ súng, lắp đạn, lên đạn, nổ súng. Với tố chất thân thể của Dương Tiểu Cận bây giờ vẫn bị sức giật của súng chấn cho đau nhất, có điều Dương Tiểu Cận vẫn không ngừng tay, nàng mà ngừng thì nhâm tiểu túc thế nào, Lạc Hinh Vũ xém chút phát điên, nhanh lên, vật thí nghiệm sắp bò tới nơi rồi. Vang cầu ngươi a, à, không kịp nữa rồi, chờ một chút, Dương Tiểu Cận bình tĩnh lắp đạn rồi lại bắn. Lúc này bên người nàng là vô số vỏ đạn, chỉ còn hơn 10 viên đạn mà thôi, tay súng bắn tỉa bình thường nào đen đuổi phải xài nhiều đạn như nàng chứ, căn bản không có, chỉ có kỹ năng hoàng mỹ như Dương Tiểu Cận mới có thể dùng súng ngắm như hỏa lực áp chế tuyệt đối đối thủ, lòng lạc hinh vũ nóng như lửa đốt. Nàng không biết Dương Tiểu Cận phát điên cái gì mà ngay cả an nguy bản thân cũng chẳng màng, Dương Tiểu Cận Thủy chung nhìn qua ống ngắm, nàng phải giúp nhâm tiểu túc tiêu trừ tai họa ngầm, một khắc sau, vật thí nghiệm đã leo tới tầng thượng, đánh tới Dương Tiểu Cận, trong chớp mắt đó, Dương Tiểu Cận vẫn bóp cò, phải tới khi đối vật thí nghiệm sắp chạm được vào tóc nàng thì Dương Tiểu Cận mới vươn tay đặt vào tay lạc hình vũ mà rồi lóe lên biến mất, vài vật thí nghiệm vô hụt trên sân, thượng va vào nhau, chúng thét lên âm thanh gào thét tức giận, bên này, nhâm tiểu túc không còn được súng ngắm giúp đỡ nữa nên dần kiệt sức chiến binh nano cũng nhận ra tay súng bắn tỉa đã rời đi nên lập tức tiến hành vây công muốn giết nhâm tiểu túc và trần vô địch tại chỗ nhâm tiểu túc phát giác năng lượng của thiết giáp sắp hết mà cự ly của vật thí nghiệm chỉ cách họ chừng vài trăm mét nhâm tiểu túc thở dài một hơi khắp nơi đều là tuyệt lộ thế nhưng dựa theo lý thần đàn nói trong thời khắc sinh tử sống hay chết đều dựa vào sức mạnh của của sự phẫn nộ và không cam lòng nhâm tiểu túc rất mệt có điều hắn vẫn còn ác chủ bài, tuy sức mạnh 10.5 không cao nhưng một khi tồi thành mở ra sẽ là một thế giới mới, kỳ năng tồi thành chỉ có 30 giây. Vì thế nhâm tiểu túc xem nó như ác chủ bài của mình, nhâm tiểu túc coi trọng tồi thành không phải vì nó giúp hắn bao nhiêu mà vì nó có thể giúp ảnh tử bao nhiêu, hai mắt nhâm tiểu, túc hóa đỏ. Giờ khắc này, cả thế giới trong mắt hắn cũng như hóa đỏ, một thế giới mới hàng lâm, thế giới cũ đã chết, trong nháy mắt tồi thành mở ra, nhâm tiểu túc cũng triệu hồi ảnh tử rất dễ để tính toán sức mạnh của ảnh tử, sức mạnh của ảnh tử gấp đôi nhâm tiểu túc, nhâm tiểu túc mở tồi thành, sức mạnh của ảnh tử gấp 4 nhâm tiểu túc, một khắc ảnh tử thoát ly cơ thể nhâm tiểu túc, nó lập tức nhảy tới trước chiến binh nano, một đao chém ngang, kinh sợ phiên hồng, chiến binh nano trước mặt ảnh tử nháy mắt chết sạch, khi một chiến binh nano muốn chém vào đầu ảnh tử thì chẳng biết từ lúc nào ảnh tử đã tránh đi, hắc đao trên tay ảnh tử cũng chém lên người đối phương chỉ thấy thân ảnh đối phương chia làm hai đoạn, cái gọi là tòa thành, ý chỉ lực lượng chân chính có thể tiêu diệt của một tòa thành. ảnh tử một đường chém đứt của chiến binh nano, xem người này như tấm chắn sông về phía trước. trong nháy mắt kiến trúc bị va vào đổ sập, mặt đất cũng vỡ vụn theo từng bước của ảnh tử, thân ảnh màu đen như du long giáng xuống nhân gian, trên đường phố bên trong hàng rào, trong biển người rối ren, thiếu niên điều khiển ảnh tử tiếp tục chiến đấu, hắc đao, tồi thành, ảnh tử một khắc kết hợp ba thứ này với nhau có thể tạo ra lực lượng chân chính vượt qua phàm tục dù nó chỉ có 30 giây, nhâm tiểu túc thở hỗn hển hơn 10 chiến binh nano không trụ nổi nữa, dây trước mặt ảnh tử, ảnh tử đứng cuối đường, giữa ánh sáng và nhộn nhịp, giữa náo động và ồn ào, giữa thế giới sắp bị hủy diệt, ảnh tử chỉ lặng lặng đứng đó, hắc đao chỉ vào mặt chiến sĩ nano đối diện, phản phất như truyền đạt ý chí sắc thép của mình với thế giới này. Nếu thực lực hai bên không chênh lệch rõ như thế, chiến binh nano còn có lòng đánh một trận, thế nhưng ảnh tử quá kinh khủng, họ cảm thấy dù là binh sĩ thiết giáp, một khi đối mặt với nó cũng khó lòng chịu nổi sức mạnh này, đương nhiên họ không biết tồi thành chỉ có thời hạn 30 giây, chiến binh nano bắt đầu rút lui, họ cũng thấy được vật thí nghiệm cách đó không xa, nếu không thể chiến thắng nhâm tiểu túc, họ chỉ có thể rút lui, nhâm tiểu túc nhìn đám chiến binh nano rời đi thì nhẹ nhàng thở ra, thời gian tồi thành sắp hết rồi. Khí lực của hắn cũng cạn, ngay cả năng lượng của thiết giáp cũng đã xuống dưới mức thấp nhất, nhâm tiểu túc đã là nỏ mạnh hết đà, có điều vào lúc này, một chiến binh nano khiên tên lửa đạn đạo bóp cò, nhưng người gã nhắm không phải nhâm tiểu túc mà là trần vô địch, vô địch. Nhâm tiểu túc gào thét, hả, trần vô địch vừa giết một chiến binh nano thì nghe tiếng sư phụ gọi mình, hắn lập tức quay đầu lại, có điều khi hắn quay đầu lại thấy nhâm tiểu túc đang chạy về phía mình, vị sư phụ mỗi ngày đều hô mình không phải người tốt chẳng khác nào anh hùng từ trên trời giáng xuống vì bảo vệ mộng tưởng của một hài tử yếu ớt, vì một hài tử yếu ớt muốn làm một anh hùng mà trở thành người tốt, sư phụ là người tốt, người tốt nhất trên đời này, chỉ thấy thiết giáp vốn bao bọc toàn thân nhâm tiểu túc này hội tụ thành một tấm trắng chắc chắn trước mặt trần vô địch, nhâm tiểu túc muốn dùng người, máy nano để ngăn cản hỏa tiễn kia, ầm một tiếng, nhâm tiểu túc và trần vô địch bị khí áp to lớn đẩy văng ra ngoài, thiết giáp cũng bị oanh tạc tới mức chia năm sẽ bảy. Trần vô địch đứng lên sư phụ chỉ thấy mảnh vỡ của thiết giáp hóa thành chất lỏng lần nữa chảy về phía nhâm tiểu túc có điều nhâm tiểu túc đã hôn mê bất tỉnh trần vô địch thấy nhâm tiểu túc hôn mê bất tỉnh thì điên cuồng nhào tới sau khi dò xét hơi thở thì trần vô địch phát hiện nhâm tiểu túc vẫn còn sống hắn suy nghĩ một chút thiết giáp đã gánh chịu phần lớn thương tổn nên sư phụ cũng không chịu vết thương trí mạng chỉ là nhâm tiểu túc cố hết sức chống lại tên lửa nên bị lực đẩy quá lớn kích cho bay ra xa, vũ khí nóng được tạo ra từ kết tinh trí tuệ của nền văn minh nhân loại đủ có thể giết thần, Trần Vô Địch muốn nâng nhâm tiểu túc lên nhưng vật thí, nghiệm cũng dần tới gần, hắn nói với Lý Thanh Chính, các người tới phụ ta khiên sư phụ lên xe đi, nhưng Lý Thanh Chính nói với vẻ mặt đau khổ, vừa rồi đạn lạc đã làm hư động cơ phía trước, xe tải không chạy được, mắt thấy vật thí nghiệm sắp đuổi tới nơi, họ vừa qua được nguy hiểm này lại tới nguy hiểm, bỗng nhiên nhan lục nguyên nói, mọi người khiên học sinh bị thương đi. Thương vô lão sư và ta khiên ca ca ta, thay phiên nhau, hiện tại nhan lục nguyên có người máy nano nhưng năng lượng không lâu, cho nên một mình hắn không cách nào cổng nhâm tiểu túc đi quá xa được, lúc đó sẽ cần thương vô hỗ trợ, vừa nói xong, vương phú quý liền chủ động khiên một học sinh xuống xe, lúc này thương thế đám vương vũ trì vẫn chưa hồi phục, học sinh bị thương có 5 người, hiện tại cộng thêm nhâm tiểu túc thì trong đoàn có 6 người bị thương, cộng với hơn 10 nữ sinh giúp đỡ, mọi người luống cuốn tay chân giúp đỡ người bị thương chạy đi trong lòng họ là một mảnh mờ mịt, nhâm tiểu túc đã hôn mê, bây giờ họ biết là sao, từ trước tới giờ họ đều ỷ lại nhâm tiểu túc, dù trời có sập cũng có nhâm tiểu túc đỡ, nhưng bây giờ thì sao, nhâm tiểu túc đã ngất xỉu, bản thân hắn còn cần người khác chiếu cố đó, hàng rào trở thành một chiến trường toàn máu và nước mắt, phồn hoa và nền văn minh từng được con người gây dựng chỉ còn thế này, đám người chạy trốn chẳng khác nào thủy triều cuốn qua họ. Đèn đường từ xa không ngừng đổ xuống, bầu trời cũng như nghiêng ngã theo, đây là nơi tận cùng của cái chết không ai có thể sống dưới thủy triều màu xám kia. lúc này mắt thấy vật thí nghiệm ngày càng tới gần. nhâm tiểu túc tự như chẳng để tâm, hắn chỉ chú ý tới nhâm tiểu túc trên người mình. dẫn theo người bị thương thì sao chạy thoát được vật thí nghiệm? đây là chuyện không thể nào. số lượng vật thí nghiệm lại tới mấy ngàn, có đánh cũng chẳng đánh lại. nhìn vật thí nghiệm dữ tợn kia, trong lòng mọi người đều tự đưa ra lựa chọn, rời đi hoặc cùng chết. nhan lục nguyên nhìn những người khác do dự, âm thanh hắn lạnh lùng vang lên: các người muốn đi bây giờ có thể đi ngay, còn nhan lục nguyên hắn, có chết cũng phải chết cùng nhâm tiểu túc, mắt thấy cự ly vật thí nghiệm với bọn họ còn chưa tới 100 mét, một nữ sinh khóc lóc lạy Khương Vô, lão sư, thật xin lỗi, nói xong, một mình nàng chạy về phía trước, bỏ mặt mọi người sau lưng, trần vô địch im lặng nhìn theo bóng lưng nữ sinh, hắn há mồm nhưng chẳng nói được gì, không ai chỉ trích nữ sinh kia cả, giữa sống và chết. Họ không còn lựa chọn nào khác, Khương Vô im lặng nhận lấy nhâm tiểu túc từ trên lưng nhan lục nguyên, để ta, người máy nano của ngươi không còn bao nhiêu năng lượng nữa bây giờ ta còn sức để ta cõng hắn lại thêm hai nữ sinh khác xin lỗi khương vô rồi chạy đi thế nhưng khương vô không hề trách các nàng bây giờ các nàng chỉ đơn giản là muốn sống mà thôi vương vũ trì bị thương mà không được ai đỡ nên ngã xuống đất hắn cười khổ các người đi đi dẫn lớp trưởng theo cùng ta không đi được nữa lão lý đưa ta một trái lựu đạn ta biết ngươi còn giấu hai quả một đồng học khác đỡ hắn may quá cho ta một quả các ngươi đi đi, nguyên bản đám học sinh này phải ngồi trong phòng học sáng sủa, nghe lão sư giảng trên bục, còn họ thì ở phía dưới lén lút truyền giấy, tan học họ có thể tập bóng rổ, mỗi người đeo cặp sách tan trường dưới ánh chiều tà, tương lai nếu thi đậu đại học, nói không chừng họ còn có thể học thêm nhiều kiến thức khác, sau đó họ lại gặp được cô gái trong mộng, cùng đối phương sống cả đời còn lại, những người như vậy lại chỉ có thể sống tới 18 tuổi không còn sau này nữa, đường phố nối dài thông tới nơi xa cứ như mãi mãi không bao giờ kết thúc, mồ hôi thiếu niên vốn phải rơi trên sân cỏ này lại rơi vào vực thẳm, một cổ ý chí, quyết tử bỗng nhiên dân trào, vương vũ trì nói, các người hãy sống thật tốt, trần vô địch quay đầu nhìn vật thí nghiệm đuổi phía sau, hắn nhìn vương vũ trì nói, các người ai cũng không cần chết, ta sẽ cản phía sau, hả, lý thanh chính sốt ruột, chúng ta, không cần, trần vô địch cười nói, các người quên rồi hả ta là tề thiên đại thánh chuyển thế mọi người im lặng không nói dù ngươi là tề thiên đại thánh cũng không đánh lại ngần ấy quá vật trần vô địch lên tiếng nhà người ta là đồ đệ bảo vệ sư phụ kết quả tới ta là sư phụ bảo vệ ta người kia khẩu thị tâm phi dùng tiếng xấu làm áo giáp tự bảo vệ mình rồi lại bảo vệ hắn bây giờ tới phiên ta bảo vệ người ta là tề thiên đại thánh a tề thiên đại thánh sao có thể sợ hãi trước yêu ma dù chết hắn cũng phải lôi đám yêu ma đó chung một chỗ trần vô địch bước một bước chắn trước mặt mọi người thân ảnh bé nhỏ của hắn đối diện với thủy triều màu xám chẳng khác nào đảo hoang giữa biển ánh chiều tà kéo dài một đường trên không trung rồi chiếu lên người trần vô địch sư phụ nói hắn chính là tia sáng đó hắn là ánh sáng sáng chó nhất lộng lẫy nhất thế giới này là tia sáng bất khả chiến bại đột nhiên trần vô địch chạy như điên về phía vật thí nghiệm toàn thân hắn lộ ra vô số huyết châu đó là cái giá lớn phải trả để đổi lấy sức mạnh nhờ thiêu đốt sinh mạng mà thành, hư ảnh hoàng kim tỏa tử giáp một mực trung rẫy bao bọc Trần Vô Địch nhưng chưa bao giờ hiện thành hình rõ ràng, Trần Vô Địch gào thét, chưa đủ. Thêm nữa, ta nói, nhiều hơn nữa, hỏa diễm được đốt từ sinh mệnh của hắn bốc lên, như muốn dùng hết cả mạng sống của hắn là tỏa sáng, thế giới linh hồn gần sóng mãnh liệt, phản phất như muốn ngược dòng thời gian tìm về kiếp trước, ở kiếp trước hắn là ai, Mỹ Hầu Vương ở Hoa Quả Sơn, không đúng, bạch mã ôn của thiên đình, cũng không đúng, đúng rồi hắn là tề thiên đại thánh, tây thiên hắn đã qua, hắn là đấu chiến thắng Phật thế gian này không ai bằng, hắn từng tới tây thiên, hắn từng tới tây thiên, sau một khắc này, phượng sĩ tử kim quang vốn chỉ có hư ảnh trên đỉnh đầu trần vô địch nay chiếu sáng như mặt trời thiêu đốt, sáng tới tận trời, một khắc kia, hoàng kim tỏa tử giáp cũng tỏa ra ánh sáng như mặt trời màu vàng, đấu cùng thiên không, tơ trắng như mây không ngừng kéo tới. Trách thành cũng dưới chân Trần Vô Địch, Trần Vô Địch cười ha hả trong ánh chiều tà, tề thiên đại thánh ở đây, ai dám chống lại ta? Thủy triều màu xám rốt cục cũng cuốn tới Trần Vô Địch, kim cô bổng trong tay Trần Vô Địch quét xuống đất lại cuốn lên trời, vì thế một gậy kia nhấc lên hơn 10 trượng sóng đất, cứng rắn chôn sống hết thảy vật thí nghiệm, thủy triều đại địa ngập trời như thần linh giận dữ phá hủy thế gian, vật thí nghiệm bị chôn sống vũng vẫy muốn leo ra, chỉ có điều bùng đất cứng rắn như sắt thép khiến chúng không thể nào thoát ra được, phía sau vẫn còn vật thí nghiệm không sợ chết, xông tới, Trần Vô Địch bước một nhúm tóc sau tai, để trước miệng và thổi hầu tôn hầu tử của ta đâu, trên trăm hầu tôn hầu tử theo gió hiện ra, có, theo ta hàng yêu, trần vô địch lớn giọng cười, đánh giết về phía đám vật thí nghiệm, hầu tôn hầu tử nhào tới vật thí nghiệm giữ tợn, không ngừng đánh chúng, nguyên bản vật thí nghiệm hung hăng mà trước mặt hầu tử hầu tôn lại chẳng chịu nổi một kích, một gậy vừa hạ xuống đã đánh nát cốt nhục của vật thí nghiệm, vừa rồi trần vô địch nói hắn cản phía sau là thật sự muốn cứng rắn cản thủy triều xám ở đây, sau đó đánh chết chúng. Đây mới thật sự là cản lại phía sau, trong nháy mắt, Trần Vô Địch cảm thấy vật thí nghiệm trước mặt chẳng khác nào yêu ma bốn phương tám hướng hóa thành, toàn bộ thế giới trở nên đen kịt, yêu khí ngút trời, vật thí nghiệm có trí tuệ núp ở phía sau dấu kính hành tung, nó chỉ huy một lượng lớn vật thí nghiệm ý đồ muốn bao vây Trần Vô Địch, đây là kẻ địch mạnh nhất nó gặp từ khi rời khỏi Cảnh Sơn, nó không ngờ con người vẫn có kẻ bất khả chiến bại thế này, trong những tòa nhà bên cạnh vẫn còn con người ẩn núp, họ nghe được động tĩnh thì ghé qua cửa sổ dò xét lại thấy một trần vô địch được bọc trong ánh sáng vàng chẳng khác nào anh hùng cái thế thế nhưng vật thí nghiệm vẫn không ngừng trào lên trần vô địch nôn ra một mụn máu tươi nhưng hắn chỉ muốn cười hỏi sư phụ một chút hỏi người xem có phải hắn rất lợi hại không sư phụ sau này người phải bảo vệ ánh sáng của người đừng để nó bị hủy diệt trong chớp mắt kim cô bổng của hắn hướng lên trời thiên nhiên sau một khắc trần vô địch trống giận cần kim cô bổng đập một gậy xuống đất lấy kim cô bổng làm trung tâm một vòng kim quang phát ra, lại thấy ánh sáng vàng như rung động thế giới, đại địa chẳng khác nào mặt hồ và vật thí nghiệm chẳng khác nào mấy con mũi. Trong khoảnh khắc, mũi hóa thành bột phấn bay theo gió, từ đó, không vật thí nghiệm nào dám đánh tới nữa. Thủy triều màu xanh nhanh chóng chạy như điên ra khỏi hàng rào, từ lúc rời khỏi cảnh sơn tới giờ, đây là lần đầu tiên chúng bị đánh lui, trần vô địch dùng sinh mệnh trả giá, xoay chuyển tình thế, dùng thân đỡ núi, thế nhưng từ đó, sinh mệnh trần vô địch chẳng khác nào con thuyền đi tới cuối biển. Tinh thần hắn suy sụp, ngồi cười ngây ngô dưới đất, nhưng ánh mắt chẳng có chút vẻ oải nào, hắn đang nghĩ, nếu sư phụ ở đây nhất định sẽ khen hắn. Nghĩ tới đó, Trần Vô Địch càng thêm vui vẻ hơn, nói không chừng người còn làm cho hắn một chén cơm chiên thịt khô nữa. Thịt khô được giấu dưới đáy chén, lúc này, một người vốn trốn trong tòa nhà bên cạnh chạy ra, "Anh hùng, ngươi không sao chứ?" Nói không chừng còn có thể cho hắn xào một chén thịt khô cơm chiên đâu. Thịt toàn bộ giấu ở đáy chén cái loại kia, Trần Vô Địch không để ý tới họ lúc này hắn đã hấp hối sắp chết trong đầu hắn chỉ có hồi ức tốt đẹp ngắn ngủi khi ở cạnh sư phụ lúc còn bé hắn đã được đưa vào viện tâm thần nghe nói vì hắn bệnh mà mẹ chạy theo người khác cha cũng chẳng biết tung tích trong đó hắn không có bạn bè ngày bình thường cũng không có gì chờ mong chỉ thấy cuộc sống toàn là u ám kỳ thật tinh thần trần vô địch vẫn luôn dừng ở mùa hè năm tám tuổi kia là mùa hè mà hắn từng thề phải trở thành tề thiên đại thánh thế nhưng sau khi gặp được sư phụ cuộc sống ngày càng phong phú hắn có thể ăn ngon mọi người yêu thương hắn, không ai mắng hắn là đồ ngu, hắn đặc biệt muốn nói với sư phụ, người lái xe nát muốn chết, về sau đừng lái nữa, sư phụ, lúc người mặc giáp trông y như con bò vậy, không thể khiến thiết giáp trông đẹp mắt hơn được hả, sư phụ, cô gái đội mũ lưỡi trai trên tòa nhà cao tầng kia là người người thích đúng không, so với tử hà của ta thì mạnh hơn nhiều, sư phụ, người nấu cơm ăn rất ngon, sư phụ, người mới là tia sáng đó, trần vô địch cười ngây ngô, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên hắn quay về phía bên cạnh hắn chỉ thấy một nam nhân trung niên vụn trộn đào bùn, trong bùn đất có máu tươi của Trần Vô Địch, Trần Vô Địch kinh ngạc hỏi, ngươi đang làm gì vậy, nam nhân trung niên ngập ngừng không nói lời nào, Trần Vô Địch cao giọng, ta hỏi ngươi đang làm gì, nam nhân trung niên sợ tới phát khóc, hắn phát hiện Trần Vô Địch đã nhìn thấy mình thì quỳ xuống, hỏa chủng đang thu mua máu của siêu phàm giả, quảng cáo phô thiên cái địa của hỏa chủng đã có tác dụng, nếu hắn không phải siêu phàm giả, không có máu để bán thì bán máu của người khác cũng được, chỉ cần một lần bán máu là có được gia tài hơn trăm vạn, không lo ăn uống nửa đời sau, Trần Vô Địch cười không thành tiếng. Đây chính là nhân gian, Trần Vô Địch nhớ tới người hắn từng cứu trên đường chạy trốn khỏi hàng rào 109. Nam nhân trung niên đó còn kích động những người khác đoạt đồ ăn của hắn, Trần Vô Địch nhớ tới thời gian mọi người ở trạm gác, Sớm chiều giúp đỡ nhau nhưng cuối cùng vẫn có người vụn trộm cướp đồ trốn đi, Trần Vô Địch nhớ tới binh sĩ cố tình ngã rồi để kẻ đần là hắn cõng đi, Trần Vô Địch nhớ tới người, trong phòng y tế được hắn cứu còn mắng hắn là ăn hại, Trần Vô Địch nhớ tới mọi thứ trên thế giới này, sau đó cười không thành tiếng, lại thấy Trần Vô Địch cầm kim cô bổng hơ ra, vần kim quang rung động trên người hắn lần nữa khuếch trương, người trung niên muốn lấy máu hắn hóa thành bụi mịn, thẳng tới lúc này tay đối phương vẫn cầm chặt đống bùn đất kia, đây là lần đầu tiên Trần Vô Địch động thủ giết người, cũng là lần cuối cùng hắn nhớ sư phụ từng nói với hắn, khi ngươi cảm thấy bản thân không ngừng bị hắc ám thôn vệ thì nhớ rõ, ngươi chính là ánh sáng đó, thế nhưng sư phụ à, thế giới tràn ngập hắc ám a, hiện giờ ánh sáng đã bị dập tắt, Trần Vô Địch khoanh chân ngồi, kim cô bỗng được hắn đặt ở trên gối, kim quang trên đầu vẫn tỏa sáng, hoàng kim tỏa tử giáp vẫn sáng ngời, thế nhưng đột nhiên, Trần Vô Địch thấy một bên chân của hắn dần hóa đá, đường hóa đá như du long, một đường chạy lên cổ Trần Vô Địch, mãi tới khi toàn thân hắn đều biến thành một tượng điêu khắc lúc mới tới bệnh viện tâm thần, khi bệnh tình chưa nghiêm trọng, Trần Vô Địch còn hay hỏi y tá, chị ơi, ba mẹ em đâu, y tá lạnh lùng bưng chén thuốc tới, ngươi không có ba mẹ, ngươi là từ tảng đá chui ra, nếu từ đá chui ra thì bây giờ quay về trong đá thôi, từng hầu tử hầu tôn vây quanh, quỳ lạy bên cạnh Trần Vô Địch hóa thành quan ảnh đám mây trên trời bỗng hóa thành ánh sáng bảy màu, ánh sáng sặc sỡ lóa mắt khiến người ở ngoài mười dặm cũng thấy được, chẳng khác nào cầu vòng sau mưa cả, khóe miệng trần vô địch kéo ra một nụ cười. Sư phụ, ta đi, thế gian này không cần tề thiên đại thánh nữa, lúc dịch chương này mình đã khóc một dòng sông vì trần vô địch. Tới đây là hết quyển 2 như lời tác giả. Chào mừng các bạn bước sang quyển 3, hàng rào 108 bị phá hủy ảnh hưởng rất nhiều lên chiến trường. Hàng rào này là cứ địa lớn nhất của đội chiến bộ Lý Thị, những đội chiến bộ trước khi ra tiền tuyến đều đi qua hàng rào 108 để chuẩn bị và tiếp tế, sau đó mới tiếp tục bắt tiến, đây cũng là nguyên nhân mà hàng rào 108 đột nhiên thiếu lương thực, Lý Thị chưa từng trải qua chiến tranh diện rộng nên khá thiếu kinh nghiệm, rất nhiều tướng lãnh còn nghĩ chiến tranh là chuyện cực kỳ đơn giản, chỉ cần ổn định bộ máy chiến tranh là được, vì thế họ thiết kế rất nhiều máy móc trong thời gian qua, nhưng một khi chiến tranh bắt đầu Họ mới hiểu chiến tranh căn bản rất vô thường, chuyện ngoài ý muốn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, hàng rào 108 bị phá hủy khiến binh sĩ tiền tuyến của Lý thị nhất thời mất đi một lượng lớn tiếp tế, đội thiết giáp của Dương thị không ngừng tiến công thắng sơn để tấn công vào, chiến lược này thành công lớn, sau khi vật thí nghiệm thoái lui, chiến binh nano của Dương thị vẫn tiếp tục tiến vào hàng rào 108, chủ yếu là để phá hủy hàng rào này, Dương tiểu cận đã biến mất chẳng còn bóng dáng, nàng là nhân vật quan trọng của Lý thị dường như cũng chẳng có hứng thú với chiến tranh, chiến binh Nano cũng chẳng biết đến nàng, bên ngoài đồn dương thị và tên côn đồ không hợp, có điều đâu ai biết chân tướng thật sự là thế nào, Lý Thị bị cắt đường tiếp tế, trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được, nếu binh sĩ viện trợ không kịp thời tới cung cấp nhu yếu phẩm, đây sẽ là đã kích trầm trọng với tiền tuyến Lý Thị, nếu Lý Thị có thể vượt qua thời kỳ khó khăn này. Họ nhất định sẽ báo thù Dương Thị đối với chiến trường Tây Nam mà nói, thứ mọi người quan tâm nhất là nhu yếu phẩm mà trong giới siêu phàm giả sự xuất hiện của trần vô địch là một chuyện cực kỳ quan trọng tên côn đồ từng định nghĩa khoảng thời gian này là chu thần lê minh có nghĩa là trong giới siêu phàm chưa có ai đủ sức mạnh thoát khỏi phàm tục mọi người vẫn sợ vũ khí nóng núp dưới cái bóng của tập đoàn sức mạnh tầm thường ước chế giới siêu phàm mà sự xuất hiện của trần vô địch đã đóng một dấu ấn trong thời gian này giới siêu phàm lặng lẽ chờ những người như trần vô địch xuất hiện khi đó thời đại chư thần cuộc khởi sẽ được mở ra, vì họ đã chứng minh được sức mạnh của siêu phàm giả có thể chọc thủng trời, cũng có thể ký gửi khát vọng của mình vào đó, nhưng nhìn chung, tất cả mọi người vẫn đang sống dưới thời chư thần Lê Minh, chỉ có một mình Lý Thần Đàn mới có thể xem là bán thần, mà người có thể chạm tới cánh cửa thần minh chỉ có một mình Trần Vô Địch, đó là sức mạnh chân chính thuộc về thần linh, trên đường phố hoang tàn và trống trải của hàng rào 108, gió rét thổi lạnh căm trên mặt đất là báo chí củ nát không ngừng bay loạn, lá cây rải rác khắp nơi, đâu còn công nhân vệ sinh giữ gìn hàng rào như trước, hiện tại mọi người đều đã chạy đi, chỉ còn rất ít người trốn trong nhà với suy nghĩ chờ Lý Thị tới cứu viện, mà Lý Thần đang dẫn theo binh sĩ điều khiển tên lửa của Lý Thị chặn đường phía nam, trong thời gian ngắn không ai vào được, Lý Thần đàn cô độc đi trên phố dài. Hắn nhìn cảnh tượng tiêu điều mà ánh mắt chẳng có mảy may gợn sóng, tiểu cô nương tư ly nhân mặc một bộ đồ màu trắng bay bên cạnh hắn cũng chẳng nói một lời, nàng cảm nhận được nội tâm bi thương và cô độc của Lý Thần Đàn. Lý Thần Đàn đứng trước nơi Trần Vô Địch và vật thí nghiệm đánh nhau. Hắn lẳng lặng nhìn tượng đá Trần Vô Địch rồi thở dài một tiếng, ngồi xếp bằng đối diện đối phương, lần ngồi xuống này kéo dài một ngày một đêm. Phản phất như Lý Thần Đàn chẳng quan tâm tới chuyện bên ngoài nữa, cũng đã buông bỏ cừu hận trong lòng, hỏa lực ở phía nam và phía bắc liên tục trầm vang. Mà bên trong hàng rào 108 lại là một kẻ hở cực kỳ an tĩnh, Lý Thần Đàn ngồi ở đó, tư ly nhân không nói gì đợi bên cạnh. Nàng không rời nửa bước cũng chẳng phát ra âm thanh gì, bỗng nhiên Lý Thần Đàn thở dài một hơi, hắn nói, "Ta cảm thấy thật hâm mộ tiểu tử Nhâm Tiểu Túc kia, Tư Ly Nhân hiếu kỳ hỏi, "Ca ca, sao ngươi lại ấy nấy hắn?" "Ta không ấy nấy," Lý Thần Đàn lắc đầu, giọng nói kiên định vô cùng, "Ta không sai ác ma thì thầm có nội tâm mạnh mẽ sao có thể dễ dàng rung động, từ một khắc hắn quyết định báo thù tới nay chưa từng nghĩ tới mình đúng sai thế nào, xem như hắn làm sai đi nữa thì sao?" Lý Thần Đàn nhìn tượng đá Trần Vô Địch nói, cả hai ta đều bước ra từ viện tâm thần ý lý thần đàn muốn nói là người từng vào viện tâm thần như hắn và trần vô địch lại trái ngược nhau như thế một người có nội tâm thuần túy hướng về ánh sáng một người thì cam tâm tình nguyện trầm lưu vào địa ngục lý thần đàn rất thích cách gọi ác ma thì thầm vì tâm ma của hắn đủ để nuốt chững cả thế giới này nhưng một thắc trần vô địch chết đi này khiến lý thần đàn không khỏi xúc động hắn đứng ở biên giới của vực thẳm vô tận muốn thả người nhảy xuống nhưng dường như luôn có ai đó thầm gọi tên hắn có điều lúc Lý Thần Đàn quay đầu lại chỉ có một mảnh hư vô, Lý Thần Đàn ngồi đối diện Trần Vô Địch, dường như sau khi báo thù xong ta chẳng có việc gì để làm. Nếu khi đó ta còn sống, ta sẽ thay ngươi bảo vệ sư phụ của ngươi. Vào lúc này, bỗng nhiên Lý Thần Đàn có chút sửng sốt, hắn quay đầu nhìn Tư Ly Nhân, chỉ thấy Tư Ly Nhân đang bay trên không ngủ gật, bỗng nhiên Lý Thần Đàn nở nụ cười, đừng ngủ, Lý Thị vẫn còn vài hàng rào, chỉ sợ mấy lão già kia đã trốn hết rồi, ta phải tìm ra họ, trong hàng rào 88, La Lam đang ăn uống thả cửa, dù sao mọi thứ đã có Dương Thị tiếp đãi, không cần trả tiền, trước khi sự hợp tác của hai nhà Dương Khánh đã kết thúc, La Lam không thể rời khỏi hàng rào 88, sở dĩ Dương Thị nguyện ý tin tưởng Khánh Chẩn là vì La Lam biết thân tới đây, đây cũng là thành ý của Khánh Chẩn và La Lam, tin tức của các bên khá rõ ràng, Dương Thị biết chỉ cần La Lam ở đây, Khánh Chẩn sẽ không phản bội họ, đương nhiên, La Lam cũng biết bản thân hắn đang làm con tin. Thế nhưng hắn rất bình tĩnh mà hạ quyết tâm ăn không uống không, tuy không thể rời khỏi hàng rào 88 nhưng nói thật, đại ngộ dương thị dành cho La Lam tuyệt đối cao cấp, thế nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một con quả bay tới bàn cơm. La Lam cởi ống trúc nhỏ trên chân con quả xuống, bên trong là một tờ giấy, ngón tay mập mạp của La Lam mở tờ giấy ra, kết quả vừa nhìn thấy nội dung trong đó hắn đã ngây dại, tâm phúc của La Lam hỏi, ông chủ, sao vậy, không có gì, La Lam thở dài, hắn dội một chén rượu xuống đất tiểu tử từng cứu hắn một mạng luôn miệng kêu hắn là bôn ba nhi bá đã không còn nữa dâm tiểu túc từng nghe nói tới chư thần lê minh hắn cảm thấy cái tên này được đặt quá vội vàng bình thường khi mọi người nghe tới đều nghĩ lê minh là hoàng hôn chứ không phải bình minh là điềm xấu với lại vấn đề ở chỗ tránh bình minh với hoàng hôn ra không được hả chư thần sớm mai không thích hợp lắm chư thần giữa trưa quá không hợp hơn nữa sau chư thần lê minh sẽ là thời đại gì chư thần nửa đêm hả Lúc Nhâm Tiểu Túc và Nhan Lục Nguyên thảo luận vấn đề này họ vẫn ở trong tiệm thuốc của hàng rào 109, La Lam vẫn không ngừng chui ra chui vào miệng cống thoát nước. Lúc ấy, Nhan Lục Nguyên nghe Nhâm Tiểu Túc nói thế thì cười tích mắt, bây giờ, thiếu niên chọc cười Nhan Lục Nguyên chỉ có thể nằm trên lưng Khương Vô mà hôn mê bất tỉnh, thậm chí họ còn chẳng biết mình đang ở đâu, Nhan Lục Nguyên dẫn theo mọi người chạy lẫn trong đám nạn dân. Đây là chuyện mà người em trai như hắn phải làm, bọn họ phải rời đi ngay, lực lượng của Lý Thị trong hàng rào 108 chưa bị phá hủy hoàn toàn. Hiện giờ chiến binh nano của Lý Thị và Dương Thị còn đang chiến đấu trong rừng. Sau khi công thành xong, Dương Thị muốn rút lui nhưng đâu dễ như thế, nếu chiến tranh chấm dứt, Lý Thị sẽ lập tức truy nã đám bọn họ. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc dùng ảnh tưởng không hề nương tay nên khả năng cao không ít bí mật trên người Nhâm Tiểu Túc đã bị lộ, chung quy lúc ấy vẫn có chiến binh nano thoát khỏi, đương nhiên, khi ấy toàn thân Nhâm Tiểu Túc được thiết giáp che đậy không lộ mặt, có thể lý thị sẽ nghi ngờ hứa hiển sở tuy cuối cùng nhâm tiểu túc hóa thiết giáp thành tấm trắng nhưng khi ấy chiến binh nano căn bản không chú ý tới nhâm tiểu túc họ cũng không có hình ảnh về nhâm tiểu túc huống chi chiến binh nano kia chưa chắc sống sót mà quay về lý thị đám nhan lục nguyên thoát đi thì chiến binh nano của dương thị cũng đến trong nháy mắt bạo chiến với chiến binh nano của lý thị đương nhiên nghĩ là thế cụ thể có ai phát hiện bí mật của nhâm tiểu túc không vẫn phải chờ hơn nữa bí mật không phải chuyện nhan lục nguyên quan tâm nhất thứ hắn quan tâm nhất hiện giờ là làm thế nào để thương thế nhâm tiểu túc ổn định và mọi người an toàn rời đi. Xe, đã hư, họ chỉ có thể đi bộ chung với nạn dân về phía phương Bắc. Trên đường nhan lục nguyên muốn tìm một chiếc xe nhưng xe họ tìm được đều bị hư, không có nhâm tiểu túc chỉ huy, ngay cả đồ ăn mọi người cũng chẳng còn nhiều, khác hẳn những lần chạy nạn trước. Lúc này đám nhan lục nguyên chật vật y chang dân chạy nạn, ngược lại, tiểu ngọc tỷ đã chuẩn bị không ít. Có điều hiện cộng thêm nhâm tiểu túc họ có 7 người bị thương, chiếu cố một người đã rất khó rồi, bây giờ họ phải luân phiên chăm sóc nhau, cho nên đường đi lần này, họ chỉ tích được một ít vật tư, thức ăn và vài dụng cụ cần thiết sinh tồn nơi hoang dã. Ví dụ như Diêm chẳng hạn, không phải vật tư không quan trọng mà họ cảm thấy người quan trọng hơn, Nhan Lục Nguyên đeo bao tay, che kín phần cơ thể từ cổ trở xuống. Nếu mà họ phát sinh xung đột với những người khác thì người duy nhất cả đội ngũ có thể dựa vào chỉ có một mình Nhan Lục Nguyên có người máy nano trong người thôi, Vương Phú Quý Lý Thanh Chính cùng Tiểu Ngọc tỷ không có giá trị vũ lực cao, tạm thời chỉ có thể nhờ vào súng lục, những người khác thì không cần nói, tuy trên người đám nam sinh có người máy nano nhưng không nhiều bằng Nhan Lục Nguyên, hơn nữa khả năng khống chế người máy nano của đám nam sinh lại chậm, khi đánh nhau người máy chưa kịp làm gì thì họ đã ăn đấm rồi, ngược lại Nhan Lục Nguyên dường như có thiên phú về điều khiển người máy, hắn còn có thể điều khiển người máy tụ hội lại vài điểm trên người lúc chiến đấu hắn có đeo bao tay nên không sợ người khác nhìn thấy điều bất thường những lần chạy nạn trước đều là nhâm tiểu túc phụ trách mở đường để đảm bảo cả đoàn không bị dân chạy nạn ùa vào mà tách ra lần này người phụ trách mở đường là nhan lục nguyên lục nguyên vương phú quý nói nếu không để ta và lý thanh chính thay ngươi ngươi nghĩ ngươi đi một chút nhé nhan lục nguyên quay đầu nói không cần trước kia anh ta làm gì thì hiện tại ta làm như vậy dân chạy nạn một đường chạy về phương bắc mùa đông giá rét lại có tuyết nên họ đi cũng chẳng được bao xa có điều cả đám chẳng ai dám quay đầu lại nói không chừng phía sau lưng họ vẫn còn vật thí nghiệm kinh khủng đuổi theo trước đó tuy động tỉnh trong hàng rào rất lớn nhưng đa số lưu dân đều không biết chuyện của trần vô địch cũng chẳng biết ai đã cứu họ ngược lại có một ít người biết khả năng cao quái vật đã bị đuổi đi thế nhưng lỡ đối phương chết rồi thì sao vạn nhất quái vật quay lại thì thế nào ban đêm nạn dân ngừng lại ở một nơi cách hàng rào không xa từng người mờ mịt nhìn hàng rào đã bị phá hủy nhan lục nguyên một mình đi vào rừng hắn mang theo nồi dây thừng cùng màng thầu khô quắt mà tiểu ngọc tỉ chuẩn bị lương thực của họ chỉ đủ trong vòng hai hôm muốn chống đỡ lâu hơn chỉ có thể học nhâm tiểu túc đi săn hơn nữa hiện tại nhâm tiểu túc bị thương cần ăn thịt không thể chỉ ăn lương khô nhan lục nguyên nhớ lại lúc trước nhâm tiểu túc từng chỉ hắn bắt chim sẻ vì kỹ xảo săn chim sẻ là đơn giản nhất chim sẻ không phải chim di trú tới mùa đông sẽ có một ít chim sẻ không còn lương thực phải ra ngoài kiếm ăn đây là thời điểm tốt nhất để bẫy chúng, thế nhưng sau khi nhan lục nguyên đặt bẫy xong, hắn nằm trong tuyết suốt 4 tiếng liền vẫn chẳng có con chim nào sập bẫy cả. Lúc này, nhan lục nguyên thấy rõ có vài con đã đậy xung quanh, thế nhưng chỉ cần hơi thở nhan lục nguyên có phần hỗn loạn là đám chim sẽ đó lập tức bị dọa chạy. Chim vốn là loài động vật cảnh giác nhất, sau tai biến, chim càng trở nên tinh quái hơn, nhan lục nguyên vẫn không nhục chí, hắn tiếp tục điều chỉnh lại hơi thở, trước kia khi nhâm tiểu túc săn chim sẽ quay về nhâm tiểu túc đều nói bảy chim rất đơn giản tới khi nhan lục nguyên tự mình thử mới phát hiện nhâm tiểu túc chỉ giả bộ mà thôi một người nằm sấp trong tuyết rất cực thân thể hãm trong tuyết khí lạnh thấu xương len lỏi qua y phục tiếp xúc với da thịt chẳng khác nào dao găm từng đao từng đao khắc lên người xung quanh là nơi hoang dã không người chẳng có ai nói chuyện cũng chẳng có gì giải trí chỉ có cô độc mà thôi cả đêm nhan lục nguyên nằm trong tuyết không cử động tay chân đã tê rần có một lần chim sẻ đã đậu xuống ngậm màn thầu vào miệng Kết quả khi nhan lục nguyên muốn nhào tới thì phát hiện hắn đã bị tê cứng cả người, chim sẻ vừa nghe động tĩnh đã bay mất, nguyên lai không thể nằm sấp bất động mãi, thỉnh thoảng vẫn phải giữ sự linh hoạt của mấy ngón tay thẳng tới sáng sớm. Lúc nhan lục nguyên buồn ngủ tới hai mắt díp lại thì một con chim sẻ khác bay vào, nhan lục nguyên nhanh tay kéo dây thừng, cành cây chống nồi sắc vang lên cái cạch, nhan lục nguyên cắn răng nhào tới, hắn cảm thấy đốt ngón tay của mình đau nhức vô cùng, may mà hắn còn có người máy nano hỗ trợ nhan lục nguyên gắt gao úp trái nồi xuống xác nhận xong chim sẻ có trong nồi mới duỗi tay vào trong vừa duỗi vào đã bị mổ đau đớn vô cùng này đâu có giống nhâm tiểu túc nói nhan lục nguyên thầm giọng gào thét hắn mất nửa ngày mới có thể bẻ gãy cổ chim sẻ vừa bẻ xong trên mu bàn nhan lục nguyên là ba lỗ máu nhan lục nguyên ôm chim sẻ ngồi dưới đất chớp mắt khóc trống lên xung quanh không có ai Tiếng khóc của Nhan Lục Nguyên ngày càng lớn, Nhan Lục Nguyên không khóc vì đau mà là khóc cho Nhâm Tiểu Túc, lúc trước Nhâm Tiểu Túc luôn nói mình đi săn, rất vui, rất dễ. Nhan Lục Nguyên vẫn luôn biết Nhâm Tiểu Túc nói xạo, nhưng cuộc sống luôn có khoảnh khắc vui buồn khác nhau. Nhan Lục Nguyên cứ tưởng mình đã hiểu Nhâm Tiểu Túc cực khổ thế nào, nhưng bây giờ nghĩ lại, những đau khổ Nhâm Tiểu Túc kể ra chỉ bằng một phần trăm so với hắn tưởng tượng thôi, loại chuyện này chỉ có khi chính mình trải qua mới biết những năm qua Nhâm Tiểu Túc phải gánh gồng những gì vì sao nhâm tiểu túc thủy chung không cho hắn đi săn lúc ấy thiếu niên không có người máy nano hỗ trợ cũng chẳng có bao tay che đậy nhan lục nguyên lau khô nước mắt rồi quay về nơi trú quân tiểu ngọc tỷ nhìn thấy bàn tay chảy đầy máu của tiểu ngọc tỷ thì đau lòng băng bó cho hắn anh trai ta tỉnh chưa nhan lục nguyên hỏi vương phú quý ủ rũ lắc đầu ta không phải bác sĩ thậm chí còn chẳng biết thương thế hắn ở đâu chỉ có biết hắn bị gãy xương nhưng cụ thể nội thương thế nào thì chẳng rõ, vừa rồi Tiểu Ngọc tỷ bỏ thuốc kháng sinh vào nước đút cho Nhâm Tiểu Túc, này là sợ vết thương của Nhâm Tiểu Túc bị viêm, sức chống cự xuống thấp mà bị sốt, cảm mạo, nguyên bản mọi người còn lo Nhâm Tiểu Túc không há mồm nên chẳng đút thuốc được, cả bọn nghĩ cách để lão sư Khương Vô dùng miệng đút, Khương Vô cũng không phản đối, chung quy cứu người quan trọng hơn, may mà Nhâm Tiểu Túc không cắn chặt miệng, thì thuốc vừa đút vào hắn liền nuốt xuống, Nhan Lục Nguyên đưa chim sẻ cho Tiểu Ngọc tỷ, tỷ hầm thành canh cho anh ta uống đi nói xong nhan lục nguyên ngồi ngơ ngác nhìn nhâm tiểu túc vương phú quý nói với nhan lục nguyên đừng lo lắng quá mạng của nhâm tiểu túc cứng lắm không sao đâu kỳ thật nhan lục nguyên cũng tin như vậy nhâm tiểu túc là siêu phàm giả lấy tố chất thân thể của siêu phàm giả chỉ cần không phải vết thương chỉ mạng sẽ không phải chịu sự tra tấn của ốm đau hơn nữa nhan lục nguyên cũng đã hứa nguyện cho nhâm tiểu túc hiện giờ chỉ còn chờ phản vệ thế nào, bình thường nhan lục nguyên sẽ căn cứ vào độ nguy hiểm của phản vệ mà suy đoán an, nguy của nhâm tiểu túc, vào lúc này, tiểu ngọc tỷ đã nhổ sạch lông chim, thậm chí nội tạng cũng đã móc sạch để sang một bên, khi vừa sống chung với nhâm tiểu túc và nhan lục nguyên, ngay cả giết gà cũng khiến nàng la hét một hồi, lúc ấy hai đứa nhỏ đứng bên cạnh cười nhìn nàng, kết quả hiện tại động tác của nàng đã thuần thục không ít, cuộc sống của mọi người cũng tốt hơn. Tiểu Ngọc tỷ nguyện ý vì hai anh em nhâm tiểu túc và nhan lục nguyên mà thay đổi, nước trong nồi đã sôi, tiểu Ngọc tỷ thả chim sẻ vào, chim sẻ vừa vào nồi, mùi thơm từ nồi nước canh sôi sùng sục phiêu đảng xung quanh, lúc này là sáng sớm, rất nhiều nạn dân nghe được mùi thơm mà tỉnh lại, mọi người nhìn về phía đám nhan lục nguyên, trên mặt là biểu tình kinh ngạc, lúc chạy nạn, thứ những lưu dân này mang theo là nữ trang châu báu như đồng hồ, đồ vàng bạc, tiền mặt, còn kinh nghiệm chạy nạn của đám tiểu Ngọc tỷ rất phong phú họ hiểu rõ vào rừng cần gì nhất, Lão Vương đã sớm đổi tiền thành thuốc, chỉ mang theo một tí vàng và tiền mặt trong chiến tranh. Hoàng Kim cũng chẳng quý bằng thuốc, lúc này có người chậm rãi đi tới bên cạnh đám tiểu ngọc tỷ. Nạn dân đói bụng cả ngày, bây giờ bụng họ đói tới kêu rồn rột, một nam tử trung niên nói, múc cho ta chén canh đi, trong lúc nói chuyện, ngữ khí đối phương chẳng có tí gì vang cầu. Tiểu ngọc tỷ vừa nhìn liền nói, cúc nhan lục nguyên lạnh lùng nhìn đám người trong hàng rào, hắn quá rõ bộ mặt thật của họ đám người dám tiếp cận họ đều là dạng không biết xấu hổ, người thiện lương thành thật đều ngồi tại chỗ. Vì họ biết lúc này canh thịt trân quý cỡ nào nên không tính xin, lại thấy một tên mập được một đám người vây quanh đi tới. Tên mập thấy Khương Vô giữa đám người thì hai mắt sáng ngời, phải biết Khương Vô rất đẹp, mà bên cạnh nàng đều là nữ sinh, mà nam tử trong đội ngũ của họ chỉ có Vương Phú Quý, Lý Thanh Chính, Vương Vũ Trì mà thôi. Nhâm Tiểu Túc là thương binh, nhan lục nguyên tuổi nhỏ nên đội hình của họ trông vô cùng dễ khi dễ, tên mập kêu căng nói, ta là cục trưởng bộ hậu cần của hàng rào 108, từ thế đoan, nhan lục nguyên cười lạnh, hắn đi tới trước mặt từ thế đoan, nơi này không chào đón ngươi, từ thế đoan tức tới vì cười, thằng nhóc con chui từ đâu ra, tránh ra, bây giờ là thời chiến, đồ ăn của các ngươi được trưng dụng, lời còn chưa nói hết, từ thế đoan đã kinh ngạc nhìn chủy thủ cắm vào ngực mình. Hắn không ngờ thằng nhóc con trong miệng mình không nói hai lời mà đâm hắn một đao, nhan lục nguyên chậm rãi rút chủy thủ ra, máu từ vết thương của từ thế đoan phun vào mặt hắn, tất cả mọi người xung quanh đều ngây ngẩn, sợ tới mức lùi ra sau, nhan lục nguyên bình tĩnh nói, không ai được tới gần nơi này của chúng ta. Lời này ta chỉ nói một lần, nhâm tiểu túc từng nói với nhan lục nguyên, không cần sợ gây chuyện, ở nơi hoang dã, chỉ có thể để mọi người sợ ngươi thì ngươi mới sống lâu hơn, nhưng gây chuyện cũng phải chú ý chừng mực, tìm người cầm đầu, đừng mở rộng phạm vi công kích, như thế người cầm đầu sẽ bị những người khác vứt bỏ, ngươi cũng chẳng bị quần công, thiên tính của con người đều ham sống sợ chết. Người sống trong hàng rào sớm đã quen việc an nhàn, nếu có người dám giết người, hung ác hơn họ, họ sẽ vô thức mà lùi bước trước kia, loại chuyện này đều là nhâm tiểu túc làm. Hiện giờ nhâm tiểu túc hôn mê, nhan lục nguyên tới gánh, tựa như khi trước nhâm tiểu túc từng làm vì hắn vậy, đám nạn dân dần lùi xa, tiểu ngọc tỷ đi tới giúp nhan lục nguyên lau máu trên mặt, bỗng nhiên nhan lục nguyên thở dài, tiểu ngọc tỷ, hôm nay ta mới hiểu rõ từ trước tới giờ anh trai ta đã phải gồng gánh những gì. Chim sẻ tuy lớn nhưng thịt cũng không đủ chia cho ba mươi người, học sinh của Khương Vô trước kia có hai mươi tám người, chạy ba người còn lại hai mươi lăm người, tính cả Vương Phú Quý, Vương Đại Long, Nhan Lục Nguyên, Tiểu Ngọc Tỷ và Nhâm Tiểu Túc, chỉ một con chim sẻ sao mà đủ, trong lúc chờ chim sẻ chín, Tiểu Ngọc Tỷ đi tới bên cạnh kiểm kê vật tư của họ, nàng thở dài nói, lương khô nơi này chỉ cầm cự được thêm hai ngày nữa thôi, Nhan Lục Nguyên im lặng, nếu có Nhâm Tiểu Túc, họ đâu cần lo vấn đề này, bây giờ, bỗng nhiên có người thấp giọng nói, ta thấy bọn họ, người nói chuyện là một học sinh, nhan lục nguyên có chút sửng sốt hỏi, bọn họ nào, đồng học, vương vũ trì chán nản, chắc chắn các nàng cũng thấy chúng ta, chỉ là không dám qua mà thôi, bấy giờ nhan lục nguyên mới hiểu được, nguyên lai like bọn họ là ba nữ sinh đã bỏ họ lại lúc trước, nhan lục nguyên quay đầu nhìn Khương Vô, hắn phát hiện, lúc này Khương Vô đang ngồi đờ đẫn bên người nhâm tiểu túc, không nói lấy một lời, Khương Vô lão sư, nhan lục nguyên hô, Khương Vô cười khổ, ta cũng không trách chúng, để các nàng đi thôi dường như khương vô cũng không muốn để ý tới ba nữ sinh kia nhan lục nguyên thấy tay khương vô nắm thành quyền móng tay đâm vào khiến lòng bàn tay chảy máu đột nhiên khương vô nói có thể chia lương khô của ta cho chúng được không ta có thể chịu đói nhan lục nguyên bừng tỉnh tuy đáy lòng hắn ngàn vạn lần không muốn nhưng đại khái đây chính là nguyên nhân ca ca nguyện ý cứu khương vô ư nếu nhâm tiểu túc tỉnh lại ca sẽ làm gì vào lúc này được nhan lục nguyên thở dài khương vô lão sư không cần chịu đói chuyện một người trong đội làm, những người khác sẽ cùng nhau chịu trách nhiệm, nói xong, Nhan Lục Nguyên để một nam sinh lấy ít lương khô trong túi đưa cho ba nữ sinh, nam sinh đưa đồ chẳng nói một lời, làm xong thì nhanh chóng quay về, lúc này chỉ thấy ba nữ sinh kia ngồi dưới đất ôm gối khóc trống, Nhan Lục Nguyên cũng không thèm liếc một cái, giờ khắc này không ai chỉ trích các nàng làm gì, vì đối mặt với sự uy hiếp từ vật thí nghiệm, nhâm tiểu túc lại hôn mê bất tỉnh nên các nàng làm vậy cũng là hợp tình hợp lý, dù mọi người rất khổ sở nhưng đối phương cũng chẳng làm gì sai ở thế đạo này, còn gì quan trọng hơn mạng của mình đâu, nhưng hiểu thì hiểu, còn chấp nhận là một chuyện khác, cứ để họ đi đi, nhan lục nguyên bình tĩnh nói, đường là tự mình chọn, không còn lựa chọn khác, hơn nữa hiện tại tình cảnh đám nhan lục nguyên cũng chẳng tốt hơn là bao, bất kỳ lúc nào cũng có thể đối mặt với bi hiếp từ lý thị, vì thế mọi người đường ai nấy đi cũng tốt, lúc này, tiểu ngọc tỷ nhắc nhở, số lượng dân chạy nạn lần này rất nhiều, bên trong có thể có bác sĩ không? nếu có có thể mời đối phương tới xem bệnh cho nhâm tiểu túc nhan lục nguyên bỗng nhiên bừng tỉnh đúng 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 nói xong nhan lục nguyên cầm chủy thủ đi vào trong đám nạn dân hô lớn ai là bác sĩ thì bước ra đây trị thương cho anh trai ta sẽ có màng thầu ăn nhất thời rất nhiều người trong đám nạn giơ tay lên chủ yếu là nhờ vào sự hấp dẫn của màng thầu lúc này đồ ăn nơi hoang dã quý như vàng đây mới là thời gian đầu chạy nạn hai ngày nữa muốn dùng màn thầu đổi lấy nữ nhân cũng không phải không có khả năng, nhan lục nguyên quét mắt nhìn một lượt rồi nói, không phải bác sĩ thì đừng nhận bừa, để ta phát hiện các ngươi giả mạo, làm trễ nải quá trình trị thương của anh trai ta thì đừng trách ta không khách khí, kết quả câu nói vừa dứt, rất nhiều người lập tức buông tay xuống, chung quy nhan lục nguyên vừa mới giết người họ thấy cả, xác của cục trưởng phòng hậu cần còn chưa lạnh, đâu ai dám hung hăng nữa, nhan lục nguyên hỏi, ông chuyện trị các gì, một nam tử trung niên đeo kính gọng vàng đi ra ta là bác sĩ chuyên trị gãy xương trong bệnh viện, ta đã sớm chú ý tới tình hình của anh ngươi, hẳn là hắn bị gãy xương, nhan lục nguyên có chút sửng sốt, vậy ngươi mau tới giúp ca ta đi, nam tử trung niên đứng yên không nhúc nhích, nhan lục nguyên vui vẻ đưa một cái màn thầu khô quắc cho đối phương, lúc này đối phương mới dời bước. Bác sĩ đi tới bên người nhâm tiểu túc rồi ngồi xổm xuống, nhan lục nguyên hỏi, nếu chỉ là gãy xương, sao tới bây giờ ca của ta vẫn chưa tỉnh, bác sĩ dùng ngón tay thăm dò thân thể nhâm tiểu túc, hắn hỏi, rất nhiều chỗ gãy xương, hẳn là từng chịu tác động mạnh, ngươi trị thương cho hắn đi, nhan lục nguyên nói, một lúc sau, bác sĩ đáp, chẩn đoán sơ bộ có 10 chỗ gãy xương, thậm chí còn có chỗ xương đã nát vụn lực xung kích rất lúc hẳn đã ảnh hưởng tới não bộ, vì thế hiện tại hắn vẫn chưa tỉnh, trước tiên trị xương cho ca được không, nhan lục nguyên nói, bác sĩ lắc đầu, ta chỉ có thể chữa trị gãy xương và trật khớp ở tay chân, có những chỗ bị thương cần có máy vật liệu chuyên nghiệp trợ giúp thậm chí còn phải đặt đinh vào đầu khớp để hỗ trợ hắn dù vậy cũng khó lòng khôi phục như ban đầu chỉ sợ sau này hắn sinh hoạt không thể giống người bình thường được bác sĩ đã nói rất uyển chuyển nói trắng ra là hắn không chắc có thể chữa cho nhâm tiểu túc hoàng mỹ vô khuyết hơn nữa bệnh trạng gãy xương này không phải liều mạng là chữa được chưa nói tới hiện tại còn không có phim ít quang không thể nhìn rõ vết thương mà dù có cũng chẳng làm được gì sắc mặt nhang lục nguyên âm trầm hơn nhâm tiểu túc sẽ thành người tàn phế ư hắn không tin không muốn tin lúc này mặt mày tiểu ngọc tỷ ủ rũ vậy đầu óc hắn có vấn đề gì không ví dụ mất trí nhớ chẳng hạn bác sĩ giải thích tuy ta không phải bác sĩ chuyên khoa não nhưng ta biết tình huống mất trí nhớ không thường xuất hiện tạm thời không cần băn khoăn về chuyện này ngược lại nếu xương bị gãy của hắn không được chữa trị kịp thời khả năng cao sẽ bị hoại tử như thế thì thật sự hết thuốc chữa ít nhất ở nơi hoang dã này là hết thuốc chữa rồi nhan lục nguyên trầm mặc nói thật ngược lại hắn hy vọng nhâm tiểu túc có thể quên đi một số việc hoặc một số người nhan lục nguyên biết nhâm tiểu túc là người trọng tình trọng nghĩa bằng không sẽ không nhận trần vô địch là đồ đệ bằng không sẽ không đi cứu lý thanh chính cho nên nhan lục nguyên biết sau khi tỉnh lại nhâm tiểu túc chắc chắn sẽ rất khổ sở nếu nhâm tiểu túc biết trần vô địch vì bảo vệ hắn mà mất hắn sẽ có phản ứng gì nhan lục nguyên tình nguyện nhâm tiểu túc bị mất trí nhớ còn hơn đột nhiên một âm thanh suy yếu vang lên kêu hắn đi đi vết thương của ta không cần người khác trị, nhan lục nguyên kinh hỉ quay đầu lại, hắn thấy rõ nhâm tiểu túc mở to hai mắt, chỉ là trong mắt là mệt mỏi vô bờ, ca, ngươi để bác sĩ bó xương cho ngươi nhé, nhan lục nguyên thấp giọng nói, không cần, ta có thể tự làm, nhâm tiểu túc cười một cách khó khăn, hắn đánh giá hoàn cảnh bốn phía, cổ yết hầu khô khốc lên xuống, chỉ là bỗng nhiên nhâm tiểu túc sửng sốt, vô địch đâu, các người thấy vô địch đâu không, mọi người đồng loạt im lặng, họ không biết nên giải thích thế nào với nhâm tiểu túc thậm chí từ tận đáy lòng họ thật sự không muốn nói với nhâm tiểu túc về việc này chỉ hy vọng nhâm tiểu túc mãi mãi mơ màng thôi vương phú quý nói đại sư huynh nói hắn có việc nên rời đi trước rồi nhâm tiểu túc ngơ ngác nhìn vương phú quý nhâm tiểu túc không phải người ngu hoặc nói so với những người khác hắn thông minh hơn một chút không cần mọi người nói hắn tự đoán được chân tướng cho nên khi vương phú quý nói thế nhâm tiểu túc đang nằm bỗng nhiên chảy hai hàng nước mắt hắn đi thế nào nhan lục nguyên để bác sĩ rời đi ngồi xuống bên cạnh Nhâm Tiểu Túc, lúc vô địch ca đi, hắn dùng gậy như ý đánh đuổi yêu ma thập phương, chân đạp ngàn vạn yêu ma quỷ quái, trên trời có mây bảy màu ống ánh chiếu lên người, cứ như mở cửa trời vì hắn vậy, ta đoán người trên trời muốn đón hắn về a, à, Nhâm Tiểu Túc không nói gì thêm, xung quanh lần nữa rơi vào trầm mặt, thế nhưng Nhan Lục Nguyên phát hiện toàn thân Nhâm Tiểu Túc run rẩy, ngay cả sắc mặt cũng dần đỏ ửng, Nhan Lục Nguyên xốc ống quần và tay áo Nhâm Tiểu Túc lên, hắn phát hiện toàn bộ gân máu trên người nhâm tiểu túc phát ra ánh sáng màu bạc nhang lục nguyên cũng có người máy nano nên hắn hiểu rõ đây là gì nhâm tiểu túc dưới tình trạng không có thuốc tê cưỡng ép người máy nano chữa xương cho hắn mọi người luôn dùng câu đau tới tận xương tủy để hình dung sự đau đớn cùng cực nhưng đại đa số đều là nói cho to mồm thôi mà bây giờ nhâm tiểu túc thật sự là đau tới tận xương tủy đây cũng chẳng phải một biện pháp tu từ khoa trương xương cốt của hắn vỡ vụn từng mảnh xương cốt lẫn lộn trong huyết nhục vì thế nhâm tiểu túc phải điều khiến người máy nano không ngừng nhặt lấy từng mảnh xương nhỏ đó nối và xương cốt cho mình, cứ như một trò chơi ghép hình vậy. Đôi khi ghép sai thì phải tháo ra ghép lại, đau đớn tới mức chỉ mới ghép xong một cánh tay mà nhâm tiểu túc đã ngất xỉu, chẳng bao lâu sau, nhâm tiểu túc tỉnh lại. Hắn tiếp tục điều khiển người máy nano ghép xương cho mình mà chẳng nói lời nào, nhan lục nguyên ở bên cạnh khóc không thành tiếng, ca, ngươi nghĩ ngươi chút đi, vang xin ngươi mà, dừng lại đi có điều nhâm tiểu túc trắng răng không nói gì nhâm tiểu túc không thể ngừng chỉ khi hắn hoàn thành việc chữa thương thì về sau mới không để lại di chứng đất chết cực kỳ nguy hiểm nếu hắn tàn phế vậy phải đối đầu với thế giới nguy hiểm này thế nào nhâm tiểu túc tỉnh lại rồi đau đớn ngất đi quá trình này lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần lúc này nhan lục nguyên bỗng nhận ra nhâm tiểu túc muốn dùng sự đau đớn trên thân thể che giấu sự đau đớn trong tâm hồn loại đau đớn từ tâm hồn kia chẳng khác nào đâm trái tim thành một lỗ hổng sâu hoắm trống rỗng, khi vương phú quý là Lý Thanh chính hiểu vì sao nhâm tiểu túc làm vậy thì không khỏi chấn kinh. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, họ khó lòng tin tưởng có người nhịn được đau đớn mà tự mình nối xương, người bình thường khi bị cắt một đau sẽ đau tới kêu oai oái, mà hiện tại nhâm tiểu túc bị cắt vô số vết thương trong xương cốt lại chỉ có thể gồng mình chịu đựng, mãi tới khi nhâm tiểu túc lắp xương và dùng người máy nano cố định xong mới, thiếp đi. Mồ hôi trên người hắn khiến quần áo ướt sũng, Tiểu Ngọc tỷ ở một bên vừa lau nước mắt vừa lau mồ hôi cho Nhâm Tiểu Túc, bỗng nhiên Nhan Lục Nguyên nói: "Trước kia khi ca chưa đi săn, chúng ta chỉ có thể ăn cỏ dại, người bên ngoài có chút sửng sốt, họ không biết vì sao Nhan Lục Nguyên lại nói thế, chỉ nghe Nhan Lục Nguyên tiếp tục kể chuyện xưa, không ai dạy hắn rau gì không ăn được, rau gì ăn được, có chút cỏ dại rất khó ăn, cũng có ít cỏ dại có một chút độc tính, các người nghĩ ca ta làm sao phân biệt được?" Hắn tự mình ăn trước thấy ổn mới cho ta ăn phú quý thúc nói không sai mạng ca ta cứng lắm nếu không cứng đã sớm chết ở nơi hoang dã rồi lúc này đám nạn dân cảm thấy nguy hiểm đã qua nên quyết định dừng lại ở đây chờ lý thị cứu viện họ tin chắc lý thị sẽ tới cứu họ chung quy họ là cư dân hợp pháp của hàng rào ban ngày nhan lục nguyên ngủ một giấc ngắn không có người nào dám đụng tới họ vào lúc này mà lưu dân trên thị trấn nhận ra khí chất quen thuộc từ trên người nhan lục nguyên là khí tức tàn nhẫn sinh tồn nơi hoang dã đến tối nhan lục nguyên canh giữ một tấc không rời bên cạnh nhâm tiểu túc trước kia nhan lục nguyên cũng từng canh đêm bây giờ cũng vậy lúc nửa đêm mọi người bị tiếng câu rên làm cho bừng tỉnh họ nhìn về phía phát ra âm thanh kết quả thấy được nhan lục nguyên hai tay đẫm máu canh giữ bên cạnh nhâm tiểu túc dưới chân hắn là hai người trưởng thành một trong hai người đó vẫn còn chút hơi tàn nhan lục nguyên nắm tóc người kia kéo gã lên hắn bình tĩnh kéo một đường trên cổ gã nếu có ai vụng trộn tới gần chúng ta thì đây chính là kết cục. Muốn tìm ăn thì tự vào rừng mà tìm, hai anh em từng nghi hoặc. Vì sao nhan lục nguyên là siêu phàm giả mà thể lực của hắn không tăng lên nhiều dựa theo sự phát triển của những siêu phàm giả khác. Thức tỉnh một thời gian dài thì tố chất thân thể sẽ tốt hơn người thường nhiều lắm. Nhưng nhan lục nguyên thì không như thế. Hắn là siêu phàm giả mà phản vệ bình thường cũng khó lòng chống cự, mà bây giờ nhâm tiểu túc cho nhan lục nguyên người máy nano để bổ sung khuyết điểm này, người trong hàng rào sợ hãi nhìn nhan lục nguyên, họ cảm thấy đứa nhỏ này sắp điên rồi. Chỉ cần có ai đó hơi uy hiếp đến gần thiếu niên hôn mê kia, hắn sẽ chẳng do dự giết chết. Hơn nữa, cư dân trong hàng rào nhận ra nhan lục nguyên vô cùng chán ghét mình, có người ở cách đó khá xa, nhỏ giọng nói, đợi quân đội tới, chúng ta báo hết việc ác của họ lên, nhìn coi họ bị chế tài nghiêm khắc thế nào. Đúng, quân lý thì hẳn rất nhanh sẽ tới, có điều, khi họ nói vậy thì trong lòng cũng cảm thấy có phần mơ hồ. Đã một ngày trôi qua, sao quân đội Lý Thị vẫn chưa tới, dù tiền tuyến Thắng Sơn đang có chiến tranh thì trong những hàng rào khác vẫn còn quân đội mà, sao mãi tới giờ vẫn không có ai tới, vào lúc này, phía bắc nhấp nháy ánh đèn xe, nạn dân hưng phấn một hồi, rốt cuộc binh sĩ Lý Thị cũng tới, chúng ta được cứu trợ rồi, nhưng khi cổ xe tới gần và thấy được đám nạn dân thì họ chẳng hề ngừng lại, đoàn xe thật dài tiếp tục lái về phía nam, đợi tới khi bộ binh đi qua, có người kéo tay một binh sĩ hô, trưởng quan, các người đi đâu vậy? Mau cứu chúng tôi, cứu chúng ta a, à, cho chúng tôi đồ ăn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.